Chương 1721 Tần Ngọc nghe xong, không nhịn được tức giận đá Chu Kình mấy cái. Ngược lại là Chu Nguyên nở nụ cười, gật mạnh đầu. Con đã biết. Hắn nói một tiếng, sau đó lại nhìn tòa kết giới ở xa xa sau lưng cha mẹ, sâu trong đôi mắt dấy lên bi thương. Cho dù tới lúc này, nàng vẫn như một giấc mộng ngọt ngào, làm cho người ta không muốn tỉnh lại. Nhưng bây giờ Chư Thiên gặp đại nạn, hắn không thể lại đắm chìm trong bi thương. Hơn nữa, chuyện chưa đến đường cùng, hắn sẽ không từ bỏ, cũng như hắn từng nói với Yêu Yêu, xin nàng không nên dễ dàng buông tay. Hắn sẽ chờ đợi nàng thức tỉnh. Cho dù đến lúc đó nàng trở thành đệ tam thần, nhưng Chu Nguyên vẫn sẽ chờ, chờ đến khi nàng trở về. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng ôm Chu Kình, Tần Ngọc một cái, sau đó thân ảnh cũng tan biến đi. Chu Nguyên dùng thân phận thiên chủ ban bố lệnh chiêu hiền, lập tức khiến cho toàn bộ Thương Huyền Thiên chấn động. Đây là tín hiệu thông báo rõ, thánh tộc qua một năm yên tĩnh lại đã bắt đầu triển khai xâm phạm chư thiên. Đối với sự xâm chiếm không ngừng nghỉ mà dai dẳng này của thánh tộc, vô số người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên cạnh đó cũng có lo âu nồng đậm. Dù sao sự cường hoành của thánh tộc đã là điều mà vô số sinh linh chư thiên ấn tượng nhất, mỗi cái ấn tượng ấy đều xây dựng lên bởi những ký ức đẫm máu. Chẳng nói đâu xa, cách đây hơn một năm, khi thánh tộc mưu đồ chiếm Thương Huyền Thiên đã gây ra huyết tẩy kinh thiên động địa, tuy rằng cuối cùng thánh tộc vẫn bị đánh bại phải rút đi, nhưng hậu quả để lại là cả tòa đại lục Thánh Châu bị đánh nát thành mảnh nhỏ, vô số sinh linh ngã xuống. Phải biết, đại lục Thánh Châu đã từng là nơi trung tâm cùng phồn vinh nhất của Thương Huyền Thiên, cũng là thánh địa mà vô số người luôn hướng về. Nếu không phải có Chu Nguyên lên chức thiên chủ Thương Huyền Thiên, xây dựng lên cửu cửu tạo hóa tháp tại Hắc Uyên, tạo thành biểu tượng kỳ vọng mới của vô số người tu luyện của Thương Huyền Thiên, thì chỉ sợ tâm tình của người tu luyện Thương Huyền Thiên đã bị ảnh hưởng hao mòn. Mà Thương Huyền Thiên vốn đã xếp cuối trong chư thiên, nếu như ý chí tu luyện lại yếu đi, vậy sợ rằng Thương Huyền Thiên thật đúng là không còn vực dậy nổi, khó có thể tiến bộ. Cũng chính bởi những ký ức đau thương này, bây giờ sinh linh Thương Huyền Thiên càng thêm hận thánh tộc, vừa nghe thánh tộc lại dự định vượt qua các không gian con, xây dựng ra một đường hầm không gian để xuyên qua Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận, xâm nhập chư thiên, thì càng là phẫn nộ, người người xung phong lên tiền tuyến chống giặc. Dù sao không ai lại muốn có chuyện gì xảy ra với Thương Huyền Thiên, lần trước là đại lục Thánh Châu vỡ nát, bây giờ nếu lại để thánh tộc xâm nhập Thương Huyền Thiên, vậy sẽ còn chỗ nào gặp nạn nữa? Đây là cuộc chiến sinh tử, không ai có thể thoát khỏi. Tuy rằng lòng người Thương Huyền Thiên đồng lòng nhất trí, nhưng muốn đi vào không gian con chiến đấu cũng phải có thực lực cao mới được, bằng không đi cũng là vướng víu, nên yêu cầu thấp nhất cũng phải có thực lực pháp vực cảnh. Nếu đổi lại là một năm trước, mặc dù số lượng pháp vực cảnh trong Thương Huyền Thiên không ít đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tổng số lượng cũng cực kỳ thiếu thốn. Cũng may kể từ khi cửu cửu tạo hóa tháp được xây lên, lực lượng đỉnh tiêm của Thương Huyền Thiên đã được bồi dưỡng trưởng thành với tốc độ kinh người. Dù sao Thương Huyền Thiên cũng không thiếu người có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, bọn họ chỉ kém hơn các thiên vực khác ở chất lượng nguyên khí tu luyện cùng tài nguyên. Mà lần này cửu cửu tạo hóa tháp được thành lập, trực tiếp tạo ra thời cơ cho đám người này đánh vỡ trói buộc trước kia. Thế là, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, các pháp vực cảnh mới của Thương Huyền Thiên xuất hiện nhiều như măng mọc sau mưa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tổng số lượng người mới lên pháp vực còn nhiều hơn nhiều so với tổng số của 100 năm trước cộng lại. Đương nhiên, cũng không phải là những người này có thiên phú kinh người tới mức chỉ một năm ngắn ngủi là có thể đạt tới cấp độ này. Ngược lại là bởi vì bọn họ trước đó đã kẹt tại cánh cửa pháp vực hồi lâu, tích lũy đã đủ nhiều, mà tạo hóa tháp xuất hiện thì cho bọn họ thêm một phần trợ giúp để vượt qua cánh cửa này. Trước đây, Chu Nguyên quyết đoán điều động nguyên khí cùng tài nguyên của cả Thương Huyền Thiên để đúc lên tạo hóa tháp, cũng không thiếu người phản đối cùng tranh luận. Dù sao không phải ai cũng có ánh mắt nhìn xa, bọn hắn chỉ thấy khi tạo hóa tháp được xây thành thì nguyên khí thiên địa nơi khác sẽ trở nên vô cùng mỏng manh. Cho nên ngay cả khi tạo hóa tháp được xây thành, vẫn không thiếu có người oán trách. Nhưng khi càng ngày càng có nhiều cường giả pháp vực mới được sinh ra, thì tranh luận này cũng dần lắng xuống. Ở nơi Thương Huyền Thiên vốn lâu lắm rồi không có thánh giả hiện thân này, đa số các sinh linh đều coi pháp vực cảnh là cảnh giới tối cao. Bây giờ chỉ trong một năm mà lại có nhiều cường giả pháp vực ra đời như vậy, điều này đủ để chứng minh quyết định xây dựng tạo hóa tháp của thiên chủ Chu Nguyên thật sự có hiệu quả. Bây giờ chư thiên đang đứng trước sự uy hiếp của thánh tộc, nếu như Thương Huyền Thiên không nhanh chóng tăng lên thực lực tự thân, thì sợ rằng trong tương lai sẽ bị tàn phá càng nhiều. Khi đó, ngay cả nơi đặt chân cũng mất đi, nào ai còn có thể quan tâm tới nguyên khí thiên địa có mỏng manh hay không nữa. Mà đối với những cường giả mới nhờ tạo hóa tháp mà đột phá lên pháp vực cảnh, thì đều mang tâm cảm kích cùng tôn sùng Chu Nguyên. Bọn họ đều hiểu, nếu như không có tạo hóa tháp, thì sợ rằng họ phải tốn rất nhiều thời gian cùng cố gắng mới có thể bước qua một bước này, thậm chí xác suất thành công cũng chỉ 1-2 phần 10.
Cho nên, dù trong một năm này Trung Nguyên chưa từng xuất hiện, nhưng danh vọng của hắn trong Thương Huyền Thiên lại càng ngày càng cao. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái tên Thiên Chủ Trung Nguyên đã khắc sâu vào lòng người. Hắc Uyên, Tạo Hóa Tháp. Bên ngoài tháp có vô số người chờ đợi, mà khi đám người nhìn thấy Trung Nguyên xuất hiện giữa hư không, đều khom người xuống bái, âm thanh cung kính vang rõ khắp đất trời. Bái kiến Thiên Chủ. Trung Nguyên khoát tay áo, bình tĩnh nhìn từng bóng người tản ra ba động nguyên khí kinh người đứng ở trước tháp. Đây đều là các pháp vực cảnh hiện nay của Thương Huyền Thiên. Trong đó cầm đầu là các cường giả pháp vực uy tín lâu năm như trưởng giáo Thanh Dương, Thiên Kiếm Tôn, còn lại là nhiều khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ. Trong đó, Trung Nguyên nhìn thấy có mấy người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền. Những người bạn cùng thế hệ này, cuối cùng cũng bước lên tới cấp độ đỉnh tiêm của Thương Huyền Thiên, không còn là những thiếu niên non nớt năm xưa nữa. Chỉ là điều làm Trung Nguyên tiếc nuối là Thương Huyền Thiên vẫn không có thánh giả, mới ra đời. Đặc biệt là hai người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền từng được Trung Nguyên đặt hy vọng cao, tuy giờ thực lực đều là pháp vực cảnh giới thứ ba đỉnh phong, không hề yếu hơn những pháp vực lâu năm như trưởng giáo Thanh Dương, nhưng tiếc là chưa hề có dấu hiệu nhập thánh. Hiển nhiên, con đường nhập thánh này không hề dễ dàng. Trung Nguyên đè xuống nỗi lòng cuồn cuộn, nhìn qua rất nhiều cường giả pháp vực, âm thanh trong sáng vang vọng bên tai mỗi người, chắc hẳn các vị đã nghe được tin tức, lần này thánh tộc dự định xây dựng ra đường hầm không gian, vòng qua Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận, xâm nhập vào trong chư thiên. Với quy mô của cuộc chiến lần này, một khi để thánh tộc khơi thông đường hầm kết nối tới Thương Huyền Thiên, thì sẽ không chỉ còn là vài vị thánh giả xâm nhập Thương Huyền Thiên, mà là cả một đại quân thánh tộc. Tới lúc đó, toàn bộ Thương Huyền Thiên sẽ lâm vào tuyệt cảnh, cả vùng thiên vực này sẽ không còn mảnh đất an bình, người nhà chúng ta sẽ bị tàn sát bừa bãi, tông môn bạn bè chúng ta sẽ bị trà đạp. Bên ngoài Tạo Hóa Tháp, vô số người không khỏi nghiêm nghị, bọn họ hiểu rõ, nếu ngay mà Trung Nguyên thật đến, vậy cả Thương Huyền Thiên sẽ là tận thế, khi đó, không ai có thể thoát khỏi. Cho nên ta cũng không muốn nói nhiều. Trung Nguyên hít sâu một hơi, nói, các pháp vực lập tức theo ta tiến về không gian con ngăn địch, ta cũng sẽ không khuyên bảo nhiều. Bởi vì mọi người đều rõ ràng mức độ nguy hiểm của chuyến đi này, cho nên, nếu không muốn người nhà, sư môn sau lưng mình bị thánh tộc đạp nát, hãy chuẩn bị tử chiến đến cùng đi. Các pháp vực đều im lặng, tuy rằng trên mặt có chút hồi hộp, nhưng lại không có ai lùi bước, ngược lại trong mắt càng thêm kiên quyết. Vì Thương Huyền, tử chiến đến cùng. Các pháp vực đều gầm nhẹ lên. So với cuộc đại chiến với Thánh Cung lần trước, quy mô cùng mức độ nguy hiểm của lần này còn hơn xa rất nhiều. Dù sao trước đó Thánh Cung cũng chỉ là một con cờ của thánh tộc mà thôi, mà bây giờ, người đánh cờ muốn đích thân vào cuộc. Đối mặt với kẻ địch ở cấp độ này, dù cho đã đến pháp vực cảnh, đám người cũng không khỏi lo được lo mất. Ở bên ngoài, vô số người nhìn thấy cảnh này, không khỏi dâng trào nhiệt huyết, hốc mắt ai nấy đỏ bừng. Những người đứng phía trước kia, vì có thể giữ gìn mảnh đất yên bình này, đã quyết tâm ra đi tiền tuyến. Bọn họ đáng được kính trọng. Soạt, vô số bóng người không nhịn được quỳ gối xuống, âm thanh vang vọng mây xanh, nguyện chư thiên ta được an bình, nguyện các dũng sĩ bình an quay về. Cảnh tượng này làm cho sắc mặt các cường giả pháp vực càng thêm nghiêm túc, dòng máu nóng khuấy động trong lồng ngực. Chu Nguyên không nói thêm gì, mà giơ bàn tay lên, vung xuống, xuất phát. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã phóng lên tận trời. Vút, vút, ngay sau đó, từng chùm sáng cũng đuổi theo phóng lên. Mà ở phía dưới, âm thanh như sóng cuộn biển gầm kia vẫn còn vang vọng, nguyện chư thiên ta được an bình, nguyện các dũng sĩ bình an quay về. Đây là một không gian toàn là nước, nước biển mênh mông tràn ngập tầm mắt, trong biển rộng có từng hòn đảo lớn nhỏ như từng cái mai rùa khổng lồ trôi lơ lửng, phía chân trời có dáng màu ngũ sắc, cực kỳ lộng lẫy. Mà lúc này, tại một hòn đảo cao nhất, ba người Trung Nguyên, Vạn Tổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn đang đứng chung một chỗ. Ở trước mặt ba người, có màn sáng do nguyên khí hóa thành, màn sáng có hình lưới, trong đó có rất nhiều điểm sáng đang lấp lóe, mà mỗi một điểm sáng đại diện cho một tòa không gian con, kết nối lẫn nhau, tựa như một vùng mạng nhện phức tạp. Khu vực không gian con này là giao điểm của rất nhiều con đường nối thông hướng Thương Huyền Thiên, nếu như thánh tộc muốn xâm phạm, ắt sẽ phải đi qua những không gian con này. Cho nên những không gian con này chính là trận địa phòng ngự chính của chúng ta, ta đề nghị phân ra làm ba đội, mỗi người chúng ta dẫn đầu một đội. Người vừa nói chuyện chính là Tử Tiêu Đại Tôn, dù sao Trung Nguyên cùng Vạn Tổ Đại Tôn cũng không hợp nhau, nếu để một trong hai người đưa ra quyết định thì người còn lại ắt sẽ không đồng ý, nên tốt nhất là vẫn để Tử Tiêu Đại Tôn trung lập đứng ra. Tử Tiêu Đại Tôn đưa tay trở xuống, chỉ thấy màn sáng nguyên khí được phân tách ra làm ba khu vực, ở phía trên mỗi khu vực có đánh dấu tên của ba người. Ta đã chia xong khu vực, hai người cảm thấy thế nào? Chu Nguyên, Vạn Tổ Đại Tôn nhìn thoáng qua, đều gật đầu. Nếu đã không ai có ý kiến, vậy cứ dựa theo cách chia này đi.
Tử Tiêu Đại Tôn lại trịnh trọng nói, ta lại nhấn mạnh lại một lần nữa, một khi phát hiện tung tích thánh tộc trong các không gian con, thì chúng ta phải lập tức chém giết bọn chúng. Bởi vì những tên này đóng vai trò như người dò đường, có nhiệm vụ đặt điểm neo để định vị. Một khi để cho bọn hắn khóa chặt được không gian con này, vậy các đội ngũ ở đằng sau liền có thể có tọa độ không gian, trực tiếp xuyên qua hư không, ào ạt vọt tới. Cho nên, nếu tình huống xấu nhất là không gian con bị khóa chặt, thất thủ, vậy cần dốc sức phá hủy nó, đánh nát cả cái không gian con này, như thế có thể làm chậm lại tốc độ áp sát của hắn. Chu Nguyên chăm chú nghe Tử Tiêu Đại Tôn nói, ánh mắt hơi ngưng lại, nói, nghe như vậy, có nghĩa là chúng ta không thể thực sự ngăn cản được bước tiến xâm lăng của thánh tộc, mà chỉ là đang cố sức làm chậm lại quá trình này mà thôi. Thực lực tổng hợp của thánh tộc mạnh hơn nhiều so với chư thiên. Bây giờ thánh tộc lại lựa chọn loại chiến thuật tiến quân từng bước, làm đâu chắc đấy này. Nếu chư thiên không thể trực diện đánh bại đại quân thánh tộc, vậy tất cả hành động này cũng chỉ có thể làm cho tốc độ tiến lên của thánh tộc chậm đi mà thôi. Chuyện xâm nhập được vào chư thiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà nếu muốn trực diện đánh tan thì cũng quá khó. Mặc dù lần trước thánh tộc mất đi 2 tên cổ tôn, nhưng xét về lực lượng đỉnh cấp, thánh tộc vẫn hơn xa chư thiên. Ngoài ra, xét trên các cấp độ thấp hơn, lực lượng thánh tộc vẫn chiếm giữ ưu thế. Trước đây chư thiên có thể an bình trước nanh vuốt của thánh tộc là vì có Hỗn Nguyên Chu Thánh trận che chở, nhưng bây giờ thánh tộc lại tìm ra cách đi vòng qua không gian con, vậy tác dụng của Hỗn Nguyên Chu Thánh trận không còn nhiều nữa. Xung quanh 4 thiên của thánh tộc cùng 5 thiên của chư thiên, vốn có vô số không gian con, chúng phân bố phức tạp mà chẳng chịt, tựa như mê cung. Dựa theo tình huống bình thường, thì dù thánh tộc có dùng 100.000 năm khai thác, cũng đừng mơ xuyên qua được vô số không gian con này để đến gần chư thiên. Dù sao ngay cả thánh giả cũng có thể lạc lối trong vô số mê cung không gian con này. Nhưng bây giờ bọn hắn lại chỉ cần dùng mấy tháng liền có thể áp sát chư thiên, theo như 3 vị cổ tôn nói, đây ắt là thủ đoạn cảo vị thánh thần kia. Chỉ có thần mới có thể tìm ra được con đường trong vô số không gian con kia, chỉ dẫn cho đại quân thánh tộc, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trên gương mặt xinh đẹp của Tử Tiêu Đại Tôn hiện lên vẻ nghiêm nghị, bởi vì thế nên lần này chư thiên ta hoàn toàn lâm vào thế yếu. Mà mục đích chính mà chư thiên xây dựng trận địa phòng ngự bên ngoài không gian con quanh chư thiên, cũng không hoàn toàn vì ngăn cản thánh tộc. Việc mà chúng ta muốn làm là kéo dài thời gian. Nói đến đây, nàng nhìn Chu Nguyên một chút, do dự một lúc, mới tiếp tục nói, chúng ta cần kéo dài thời gian cho đến khi đệ tam thần tỉnh lại. Chỉ cần ngài kịp thức tỉnh, vậy nguy cơ lần này cũng hóa giải. Chu Nguyên nghe vậy, bàn tay hơi run rẩy một chút, tầm mắt hơi rũ xuống, trên khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì. Cũng không biết lúc nào nàng mới có thể thức tỉnh. Hắn nói khẽ. Tử Tiêu Đại Tôn than nhẹ, nói, có lẽ thánh tộc cũng dự đoán được điểm này. Mới dự định tranh thủ đệ tam thần còn đang tự phong ấn, trắng trợn xâm chiếm, làm suy yếu thực lực chư thiên ta. Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng chặn lại bước tiến của thánh tộc. Nếu cuối cùng thánh tộc đánh được vào chư thiên mà đệ tam thần còn chưa tỉnh lại, có lẽ chúng ta sẽ tự chặt đuôi để cầu sinh. Ý ngay là gì? Trong lòng Chu Nguyên không khỏi rụng động. Vạn Tổ Đại Tôn thản nhiên nói, nếu đến lúc đó Thương Huyền Thiên không thể thủ được, vậy chúng ta sẽ cố gắng di chuyển sinh linh Thương Huyền Thiên đi nhiều nhất có thể. Đồng thời đệ tam thần cũng sẽ được rời khỏi nơi đây. Sắc mặt Chu Nguyên không khỏi âm trầm xuống, các người muốn trực tiếp từ bỏ Thương Huyền Thiên. Tử Tiêu Đại Tôn vội vàng nói, đó là trường hợp xấu nhất. Chu Nguyên, quyết định này cũng không nhằm vào ai cả. Nếu đổi lại là Hỗn Nguyên Thiên bị công phá, thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn cách này. Sắc mặt Chu Nguyên vẫn cứ khó coi, bởi vì thực lực của Thương Huyền Thiên là yếu nhất trong chư thiên. Tuy rằng bây giờ Quy Khư Thần Điện phái Tử Tiêu Đại Tôn cùng Vạn Tổ Đại Tôn tới trợ giúp, nhưng nhìn chung thực lực của phòng tuyến bên này vẫn là yếu nhất. Cho nên, mức độ nguy hiểm của Thương Huyền Thiên cũng là cao nhất. Đương nhiên, có chút tin tức tốt là, vì phải nhảy qua từng không gian con nên thánh tộc, cũng không thể đi theo một đường thẳng được, chỉ có thể thăm dò từng không gian con một. Điều này cũng cho đám người có thời gian giảm sóc. Phù! Chu Nguyên thở mạnh một hơi, lắng lại cảm xúc trong lòng, nói, vòng phòng ngự các thiên vực chư thiên khác có phát hiện tung tích thánh tộc không? Tạm thời chưa phát hiện. Nhưng 3 vị cổ tôn đã từng cảm ứng được lực lượng dò xét của thánh tộc, chắc hẳn cũng không còn cách quá xa. Tử Tiêu Đại Tôn lắc đầu nói. Ta hiểu. Chu Nguyên gật đầu, vẻ mặt đã không còn quá khó coi. Hắn biết quyết định này của Quy Khư Thần Điện cũng là bất đắc dĩ. Nếu thánh tộc thật có thể vòng qua Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận xâm nhập Tiêu Thiên Huyền, vậy rút lui chính là lựa chọn lý trí nhất. Dù sao, rút lui thì còn có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Chúng ta đi bố trí phòng ngự, bên này ngươi cũng cố gắng chuẩn bị nhanh chút. Tử Tiêu Đại Tôn thấy thế, không nói thêm nữa, quay người tan biến trong hư không. Mà Vạn Tổ Đại Tôn cũng đạm mạc tan đi. Chu Nguyên đứng tại chỗ, nhìn từng điểm sáng lấp lóe trong màn sáng nguyên khí, trầm mặc hồi lâu,
cuối cùng nhìn qua Chuyên Trúc chẳng biết xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói, đại sư huynh, xin thông báo cho mọi người, chuẩn bị phòng ngự đi. Chuyên Trúc gật đầu, lại bước lên vỗ vỗ bả vai Chu Nguyên, nói, yên tâm, muốn đánh được vào Thương Huyền Thiên cũng không phải là chuyện dễ. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, nói, chỉ mong là như thế. Thế là, trong một tháng tiếp sau đó, Chu Nguyên dẫn đội ngũ bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự quanh khu vực mà bọn họ phụ trách. Quá trình bố trí diễn ra vô cùng thuận lợi, không hề gặp phải khó khăn gì, mà về phần thánh tộc, lại chưa hề thấy bóng dáng. Nhưng ai cũng không dám chủ quan. Tất cả mọi người đều hiểu, sự yên tĩnh trước mắt chỉ là điểm báo trước cho cơn giông tố đầy máu tanh đang sắp sửa kéo tới thôi. Quá trình yên tĩnh này kéo dài được nửa năm. Nửa năm sau, đột nhiên rất nhiều phòng tuyến đều phát ra tín hiệu khẩn cấp, làm cho thần kinh đám người không khỏi căng cứng lên. Thánh tộc, tới rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có ba khu không gian con đồng thời phát ra tín hiệu cảnh báo. Ba tòa không gian con này bị cường giả thánh tộc đột nhiên xâm nhập, nhưng cũng may mấy người Trung Nguyên vẫn luôn duy trì cảnh giác, đồng thời trước đó bố trí rất nhiều cảm ứng, nên khi các cường giả thánh tộc vừa xâm nhập, thì đã có đội ngũ chư thiên lập tức đuổi tới. Sau đó hai bên liền bạo phát ra chiến đấu. Trận đấu không kéo dài bao lâu liền kết thúc. Kết quả là những kẻ xâm nhập này bị chém giết một cách nhanh chóng, bởi vì số lượng kẻ xâm nhập không nhiều, hơn nữa thực lực mới chỉ là pháp vực cảnh, nên không thể tạo thanh uy hiếp quá lớn. Đội ngũ Thương Huyền Thiên hành động nhanh chóng làm, cho bọn hắn không kịp định vị tọa độ không gian. Nhưng điều này cũng không làm cho mấy người Trung Nguyên vui vẻ bao nhiêu, bởi vì những kẻ xâm nhập này chính là lính dò đường, bọn hắn xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc đại quân thánh tộc đang đến gần. Sự yên bình nửa năm trước đây sắp bị đánh vỡ. Một cơn gió tanh mưa máu tang tới gần. Mà cũng đúng như mấy người Trung Nguyên dự đoán, từ ngày đó về sau, cứ cách mỗi ngày lại có tin cảnh báo có cường giả thánh tộc xâm nhập đến, làm cho đám người liên tục căng thẳng thần kinh. Ở thời điểm ban đầu, lực lượng phòng ngự tại các không gian còn khá bền vững chặt chẽ, nhưng theo thời gian trôi qua, từng lớp cường giả thánh tộc xâm nhập đều có chất và lượng tăng lên nhanh chóng. Thế là, tuyến phòng ngự các nơi bắt đầu cảm nhận được áp lực. Từng cuộc chiến đẫm máu bắt đầu nổ ra. Bên Thương Huyền Thiên bắt đầu xuất hiện thương vong, nhưng cũng không ai để ý tới điểm này, bởi vì đây là chiến tranh. Ai cũng hiểu sau lưng mình chính là Thương Huyền Thiên, một khi để đại quân thánh tộc vượt qua các tòa không gian con này, xâm nhập vào Thương Huyền Thiên, thì Thương Huyền Thiên sẽ đối mặt với trận thiên tai hủy diệt kinh khủng đến thế nào. Đến khi đó, tất cả những thứ chân quý nhất của họ sẽ bị phá hủy. Thế nên ai cũng quyết tâm, dùng hết tất cả để ngăn cản bước tiến của thánh tộc, ngăn cản chúng ở bên ngoài Thương Huyền Thiên. Trong không gian biển rộng, Chu Nguyên ngồi xếp bằng tại chỗ cao nhất của một tòa hải đảo, trước mặt hắn có một màn sáng nguyên khí tựa như mạng nhện trải ra, mà lúc này, trên màn sáng dọc theo phòng tuyến, có từng điểm sáng lấp loài ánh sáng đỏ. Những ánh sáng đỏ này, chỉ ra không gian con tương ứng đang bị cường giả thánh tộc xâm lấn, mà đội ngũ bên này đang dốc hết toàn lực chặn lấy những kẻ xông vào kia. Đã qua một tháng kể từ khi đội ngũ đầu tiên của thánh tộc xuất hiện. Trong một tháng này, thánh tộc liên tục dồn quân tiến công, làm cho phòng tuyến ngoài cùng của các không gian con liên tục bạo phát ra tranh đấu, không biết từ bao giờ, bắt đầu có các pháp vực cảnh ngã xuống. Chu Nguyên nhìn chăm chú vào những điểm đỏ lấp lóe trên màn sáng, vẻ mặt nặng nề. Trong khoảng thời gian này, bên hắn đã mất đi 5 vị pháp vực, đây đều là các pháp vực trẻ tuổi vừa mới lên cấp không lâu, nguyện vọng nhiều năm vừa mới đạt thành, cuối cùng lại chết tại nơi đây. Nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, đây không phải là lúc để đau buồn. Bởi vì tiếp sau đây thương vong sẽ còn xuất hiện liên tục, thậm chí có thể một số gương mặt mà hắn quen thuộc cũng sẽ ngã xuống ở nơi này. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc không gì sánh được. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là ghim chân thánh tộc ở nơi đây, có như thế thì sự hy sinh của mọi người mới không uổng phí. Bây giờ đã nặng nề như thế, vậy về sau còn làm thế nào bây giờ? Đột nhiên có âm thanh truyền tới từ phía sau, chỉ thấy Chuyên Trúc cõng hồ lô lớn tại sau lưng, đứng sau lưng Chu Nguyên. Ánh mắt cũng đang nhìn những điểm đỏ trên bản đồ phòng thủ kia. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, nói, còn có thể làm sao nữa? Chỉ có thể là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Chu Nguyên hiểu Chuyên Trúc đang nói tới điều gì. Đừng nhìn bây giờ hai bên chiến đấu rất kịch liệt, nhưng đây mới chỉ là đợt tấn công thăm dò của thánh tộc mà thôi. Bởi vì cho đến bây giờ, cường giả thánh giả của thánh tộc vẫn chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên kẻ địch đang thu thập tin tức, mà một khi để bọn hắn xác định được thế cục bên này, thì sợ rằng thánh giả thánh tộc sẽ lập tức ra tay, lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Chuyên Trúc xoa xoa cằm, hỏi, đệ cảm thấy còn bao lâu thì thánh giả thánh tộc sẽ ra tay? Chu Nguyên chậm rãi nói, ngay trong 2 tháng tới đây. Ngoại trừ đệ cùng ta, phòng tuyến bên ta còn có 8 vị thánh giả. Nếu như đến lúc đó thánh giả thánh tộc thật ra tay, nói thật lực lượng bên ta là không quá đủ.
Truyền Trúc nghiêm nghị nói. Chu Nguyên nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, nói, không đủ cũng không có cách nào. Bây giờ không chỉ có bên ta, mà ngay cả bên hai vị đại tôn tử Tiêu, cùng vạn tổ đều đang gặp phải thánh tộc tiến công, bọn họ không còn dư lực để ý tới bên này. Về phần các thiên vực khác thì còn gặp phải chiến đấu nguy hiểm hơn nhiều so với chúng ta, nên cũng không có thánh giả có thể đến trợ giúp. Thánh giả cũng không phải là dễ dàng mà có được, mặc dù trải qua nhiều năm tích lũy, nhưng số lượng thánh giả bên chư thiên vẫn kém cỏi hơn thánh tộc. Bây giờ, dù chỉ có thể một vị thánh giả, thì sẽ làm cho phòng tuyến bên này yên ổn hơn chút. Đáng tiếc, thánh giả không tự nhiên mà biến ra được. Nói cho cùng cũng là vì nội tình Thương Huyền Thiên quá yếu, bây giờ trong số các thánh giả ở nơi đây, ngoại trừ Trung Nguyên, còn lại toàn bộ do Quy Khư Thần Điện phái tới, không có một ai là người địa phương Thương Huyền Thiên. Mà Quy Khư Thần Điện còn cần điều phối phòng thủ ở các thiên vực khác, nên không thể nghiêng quá nhiều thánh giả về phía Thương Huyền Thiên, bằng không, các thánh giả thiên vực khác cũng sẽ khó chịu, dù nói rất cả cùng thuộc Quy Khư Thần Điện, nhưng ai mà không muốn thiên vực bên mình có thể được bảo vệ an toàn đâu cơ chứ. Ngay cả Trung Nguyên cũng hiểu điểm này. Trước kia có Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận bảo vệ, chưa từng cảm thấy thánh tộc mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ bị ép phải va chạm chính diện với bọn hắn, mới hiểu được mấy lão già trong Quy Khư Thần Điện lại kiêng kỵ thánh tộc đến như vậy. Chuyên Trúc cảm thán nói, trong mấy năm trước, tuy rằng thánh tộc vẫn luôn nhìn chằm chằm chư thiên, nhưng lại chưa từng tạo ra uy hiếp nghiêm trọng gì. Đặc biệt là mấy năm nay, lực lượng chư thiên khôi phục rất nhiều, đây cũng là cho một số thánh giả, mới chưa từng trải qua trận đại chiến thời viễn cổ có ảo giác, rằng có vẻ chư thiên cũng không yếu hơn quá nhiều so với thánh tộc. Nhưng hôm nay khi chiến tranh bộc phát, bọn họ mới cảm nhận được áp lực cực lớn của thánh tộc, quả là ép cho người ta không thở nổi. Chu Nguyên trầm mặc một chút. Nói đến cùng vẫn là vì trong trận đại chiến diệt giới thời viễn cổ kia, đích thân vị thánh thần kia ra tay, phá hủy căn cơ của chư thiên, làm cho dù đã trải qua nhiều năm mà chư thiên, vẫn không thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Chỉ qua vài lời kể lại về trận chiến diệt giới thời viễn cổ, không khó để có thể tưởng tượng ra độ tàn khốc của cuộc chiến này. Khi đó, không biết bao nhiêu thánh giả bên chư thiên đã chết dưới tay vị thánh thần kia. Ở thời khắc cuối cùng, nếu không phải thánh thần ra tay quá ác, làm cho ý chí còn sót lại của tổ long thức tỉnh. Nói không chừng thánh tộc đã sớm xưng bá thiên nguyên giới, nô dịch các tộc. Chuyên Trúc gật gật đầu, vừa nghĩ tới thánh thần, ngay cả người có tính cách thoải mái như hắn cũng không khỏi trầm mặc lại. Chu Nguyên lại nhìn vòng điểm sáng đỏ ngoài cùng nhất trên màn sáng. Bây giờ, chỉ xem lúc nào thánh giả thánh tộc sẽ ra tay vào lúc nào thôi. Thế là trong vòng 2 tháng tiếp theo, thánh tộc liên tục tiến công, xâm nhập vòng không gian con bên ngoài cùng, mà bên Chu Nguyên cũng không ngừng điều động đội ngũ vây giết chặn đứng, từng trận huyết chiến thảm thiết liên tục nổ ra. Trực tiếp làm cho ngay cả không khí ngoài các không gian con ngoài, cũng nhiễm lên màu máu tanh. Mà khi thời gian 2 tháng rằng con này trôi qua, đúng như Trung Nguyên dự đoán, thánh giả thánh tộc bắt đầu ra trận. Mà đây cũng là tín hiệu, cho thấy thánh tộc bắt đầu lộ ra răng nanh sắc bén, dùng lực lượng thánh giả ép vỡ phòng tuyến chư thiên. Khi thánh giả thánh tộc bắt đầu ra tay, Trung Nguyên cũng lập tức cảm nhận được áp lực tăng lên gấp bội. Chuyên Trúc cùng 9 vị thánh giả vốn đang án binh bất động này, cũng không thể đứng ngoài quan sát được nữa, lục tục gia nhập vào chiến trường. Chỉ là phòng tuyến kéo dài khắp hơn 100 tòa không gian con, mà Chu Nguyên thì phải tọa trấn ở trung ương điều hành chỉ huy, nên cung chủ cùng 9 vị thánh giả chỉ có thể chạy đôn chạy đáo khắp các không gian con, hỗ trợ khắp nơi. Mà phàm là khiến cho bọn họ phải đến, cũng là vì có thánh giả xuất hiện. Hơn nữa chiến đấu giữa các thánh giả có thể phân ra thắng bại, nhưng rất khó muốn phân sinh tử. Bởi vì sinh mệnh lực của thánh giả quá mức bền dẻo, ai cũng có nhiều thủ đoạn dùng để bảo mệnh, nên trừ khi thực lực giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn, bằng không dù cho có một bên thất bại, cũng có cách để thoát thân. Cho nên, trong đoạn thời gian này, mặc dù Chuyên Trúc cùng 9 vị thánh giả giao đấu rất nhiều với các thánh giả thánh tộc, có thắng có bại, nhưng may mà không có ai bị thương, thậm chí ngay cả phòng tuyến phía ngoài cũng được bảo vệ an toàn. Tuy nhiên, Chu Nguyên lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm đối với tình huống thế này, ngược lại trong lòng càng thêm nặng nề. Bởi vì chính bên thánh tộc, các thánh giả cũng có thể tự do qua lại giữa các không gian con, mà không bị thương tổn quá lớn. Khi những tên thánh giả này rời đi, sẽ mang theo tình báo về không gian con mà bọn hắn từng đi qua, có lẽ không bao lâu nữa, đại quân thánh tộc sẽ thăm dò rõ tình huống bên này. Theo Trung Nguyên suy đoán, một khi thánh tộc thu thập đủ tình báo, vậy bọn hắn sẽ triển khai thế công mãnh liệt nhất, đến lúc đó, phòng tuyến bên này sẽ lập tức bị xé rách thủng 100.000 chỗ. Cảm giác bị động và yếu thế này thật khiến cho người ta khó chịu. Nhưng khó chịu thì cũng không có cách nào. Thực lực tổng hợp của thánh tộc vốn hơn chư thiên nhiều, mà lực lượng phòng ngự bên Thương Huyền Thiên lại là kém nhất trong các thiên vực chư thiên. Điều mà bên này có thể làm được là cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể mà thôi. Phù. Chu Nguyên thở ra một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết nhìn vòng điểm sáng,
ở ngoài cùng nhất trên màn sáng nguyên khí, cắn răng nói, con mợ nó, muốn tới thì tới đi. Thế là, 10 ngày sau đó, thế công mãnh liệt nhất của thánh tộc ập tới. Quy mô lần tiến công này vượt xa bất cứ lần tấn công nào trước đây, cơ hồ trong cùng lúc, chuyên trúc cùng 9 vị thánh giả bên này đều bị thánh giả thánh tộc ra tay kiềm chế. Trên màn sáng trước mặt Chu Nguyên có gợn sóng không ngừng nở rộ, hắn cắn chặt răng, trong mắt có từng vệt tơ máu, bởi vì lúc này, tòa bộ không gian con bên ngoài cùng phòng tuyến đều đã nhấp nháy ánh sáng đỏ. Tình huống này kéo dài chừng một nén nhang, sau đó con ngươi Chu Nguyên đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy, đột nhiên có một điểm sáng đỏ tươi mờ dần đi. Điểm sáng mờ đi, thể hiện tòa không gian con tương ứng đã bị chiếm cứ. Mà khi tòa không gian con này bị chiếm, tựa như tạo ra phản ứng dây chuyền, chỉ trong 4-5 ngày ngắn ngủi sau đó, từng tòa không gian con ở phòng tuyến ngoài cùng liên tiếp mờ đi, bị chiếm. Vệt tơ máu trong mắt Chu Nguyên càng ngày càng đậm, thậm chí hắn từng do dự muốn ra tay trợ giúp, nhưng cuối cùng hắn vẫn lý trí áp chế lại. Bởi vì nơi không gian con mà hắn đang tọa trấn càng quan trọng hơn. Không chỉ vì các không gian con khác cần có hắn đứng giữa điều hành, mà còn là vì tòa không gian con biển rộng này là một điểm trung tâm cực kỳ đặc thù, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, hơn xa so với các tòa không gian con bị chiếm trước đó. Các tòa không gian con ở ngoài bị chiếm, cùng lắm là làm cho bước tiến của thánh tộc tăng nhanh một chút mà thôi. Nhưng nếu tòa không gian con mà Trung Nguyên đang tọa trấn này bị chiếm cứ, vậy thánh tộc có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới Thương Huyền Thiên. Nên hắn nhất định phải có mặt ở đây, dù cuối cùng nơi đây có bị chiếm, thì hắn cũng cần phải chuẩn bị sẵn phá hủy tòa không gian con này, không cho nơi đây trở thành ván cầu bắc tới Thương Huyền Thiên. Thế là, Trung Nguyên chỉ có thể ngồi ở chỗ này, trơ mắt từng vòng phòng tuyến ở ngoài bị phá hủy, từng tòa không gian con mờ đi trên màn sáng. Với tốc độ tiến quân thần tốc của thánh tộc, chỉ qua nửa tháng sau, màn sáng vốn có nhiều điểm sáng răng, như mạng nhện trước mặt Trung Nguyên bây giờ đã ảm đạm đi nhiều. Trong đó chỉ có một điểm sáng vẫn sáng ngời sáng chói, chính là tòa không gian con biển rộng mà Trung Nguyên đang tọa trấn này. Còn tất cả không gian con còn lại mà Trung Nguyên xây dựng hơn nửa năm qua, đều triệt để bị xé nứt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cục diện thật là quá xấu. Trung Nguyên vươn người đứng dậy, vẻ mặt có nét buồn. Từng vòng phòng tuyến đều là tâm huyết mà hắn vất vả xây dựng lên trong suốt nửa năm. Nhưng khi thánh tộc chân chính dốc toàn lực xông lên, thì những phòng ngự này của hắn lại chỉ chống đỡ được không quá nửa tháng. Lần này thánh tộc không chơi bất kỳ thủ đoạn âm hiểm nào, mà hoàn toàn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép tiến tới. Điều này làm cho người ta cảm thấy thật vô lực. Ở bên cạnh Chu Nguyên, chuyên trúc cùng 9 vị thánh giả cũng trầm mặc không nói. Nửa tháng này, họ liên tục trải qua các trận đại chiến. Bây giờ có hơn nửa người ở đây có thánh lực phun trào ngoài thân đều hơi chậm lại, đó là bởi vì trên người họ có vết thương. Tuy rằng không ai ngã xuống, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, từng người lại bị thánh giả thánh tộc đả thương, cũng may cũng không tạo ra nguy hiểm quá lớn. Chu Nguyên lại nhìn quanh hòn đảo, lúc này ở bốn phương tám hướng quanh hòn đảo đang có từng bóng người đứng lơ lửng. Đây chính là những cường giả pháp vực Thương Huyền Thiên trước đó theo hắn đi đến nơi đây. Bọn họ vốn phân tán ở các không gian con phòng ngự. Nhưng bây giờ gần như tất cả không gian con đã bị chiếm đóng, bọn họ cũng lại tụ tập về chỗ này. Có thể nhìn ra, số lượng người còn có thể trở về ít đi một chút so với ban đầu. Trong đám người, Chu Nguyên lại nhìn thấy mấy người bạn hơn nửa năm chưa từng gặp mặt, Lý Thuần Quân, Sở Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền. Hôm nay, khí thế ai nấy đều sắc bén rất nhiều, trong đó bao hàm cả một luồng sát khí không hề che lấp. Dù là người từng vô cùng đơn thuần như Lục La, bây giờ cũng trở nên trầm mặc ít nói. Đôi mắt to vốn trong suốt như nước hồ kia nay cũng tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Chu Nguyên nhìn quanh đám người, mà từng người cũng nhìn về phía hắn, trong những cái nhìn ấy có tôn sùng, kính sợ, mờ mịt, cùng lo lắng. Các vị, cục diện bây giờ rất bất lợi cho chúng ta. Âm thanh của Chu Nguyên vang lên. Phòng tuyến mà chúng ta vất vả dựng lên suốt nửa năm, nay đã triệt để sụp đổ. Có lẽ lúc này ở một tòa không gian con cách đây không xa, đang có đại quân thánh tộc chen chúc mà tới. Nhưng ta cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Ta muốn tiếp tục thủ vững ở nơi này, sau đó lại hung hăng va chạm một cái với đám thánh tộc kia. Bởi vì ở sau lưng tòa không gian con này, chính là Thương Huyền Thiên. Nếu như chúng ta từ bỏ, chắp tay nhường tòa không gian con này cho thánh tộc, vậy không bao lâu nữa, đại quân thánh tộc sẽ áp sát Thương Huyền Thiên. Gia tộc chúng ta, tông môn chúng ta, người thân chúng ta, đều sẽ bị bóng ma đại quân thánh tộc bao phủ, cắn nuốt. Cho nên, ta không muốn lui, còn các người thì sao? Chu Nguyên hét to một tiếng. Tiếng hét như sấm đánh, chấn động cả tòa không gian. Đám người trầm mặc, nhưng ánh mắt ai nấy đang dần trở nên sắc bén cùng kiên quyết. Thiên chủ Chu Nguyên, chỉ vài ngày trước, tộc thúc của ta ngã xuống ngay trước mắt ta, nhưng ta vẫn không muốn lùi bước. Bởi vì ta biết, hôm nay mà lùi lại, có lẽ lần sau,
sẽ không còn cơ hội lui nữa. Một cường giả pháp vực đột nhiên khàn khàn nói, ánh mắt của hắn đỏ bừng, trong đó tràn đầy sát khí cùng cừu hận. Không lùi, không lùi. Từng tiếng gầm gừ vang dội vang lên liên tiếp, ánh mắt tất cả mọi người đỏ tươi, sát khí nồng đậm. Ở sau lưng họ không xa chính là Thương Huyền Thiên, bọn họ còn có thể lùi về nơi nào nữa? Bọn họ chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Thương Huyền Thiên, bọn họ từng được hưởng thụ tất cả cơ duyên cùng tạo hóa trong tạo hóa tháp, những cơ duyên này đều là do toàn bộ tài nguyên Thương Huyền Thiên gom góp lại mà thành. Bây giờ đến lúc bọn họ cần phải trả lại, ai còn muốn chạy trốn nữa? Nếu thật chạy, không chỉ chịu vạn người phỉ nhổ, mà còn sống không bằng chết. Bên tai vang lên từng tiếp gầm gừ kinh thiên, Chu Nguyên hít sâu một hơi, không nói thêm gì, chợt phất phất tay, đám người lập tức an tĩnh lại. Từng bóng người đứng nghiêm trên hư không, bầu không khí nghiêm nghị làm cho cả tòa không gian con đều động lại. Chu Nguyên đứng chắp tay, bàn tay chỉ nhẹ, màn sáng nguyên khí trước mặt ảm đạm xuống, hóa thành một viên ngọc thạch rơi xuống đất. Lúc này màn sáng nguyên khí này đã không còn tác dụng nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết qua bao lâu, tới một thời khắc, hư không phương xa đột nhiên hiện lên từng gợn sóng, tiếp theo đó, không gian bị xét nứt, cuối cùng tạo thành từng cái vòng xoáy không gian. Ở sâu trong vòng xoáy này, có vô số ánh mắt tràn đầy ác ý xuyên tới. Cùng lúc khi từng ánh mắt đầy ác ý kia bắn ra, theo sau đó có từng quang ảnh mang theo khí tức hung sát cùng huyết tinh lần lượt tràn ra. Từng quang ảnh bay ra, đứng giữa hư không, ánh mắt đầu hung lệ kháo chặt đội ngũ Thương Huyền Thiên ở xa xa. Bầu không khí trong toàn bộ không gian đều tràn ngập khí hung sát. Ha ha, quả nhiên thiên chủ Trung Nguyên của Thương Huyền Thiên cũng có mặt ở đây. Mà lúc này, một tiếng cười truyền ra từ trong vòng xoáy không gian. Sau đó Trung Nguyên nhìn thấy một bóng người mặc giáp đen bước không mà ra. Trên bộ giáp đen kia có một đóa hoa sen đỏ rực chậm rãi xoay tròn, tựa như thực chất. Trung Nguyên thấy người mặc giáp đen này, ánh mắt hơi ngưng tụ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thánh lực mênh mông tràn ra từ trên người này. Người này là một vị thánh giả nhị liên. Đây là tình báo mà trước đó bên này còn chưa thu thập được. Ở đằng sau tên thánh giả nhị liên này còn có 9 bóng người theo say, từ trên người mỗi người này đều tràn ra thánh lực, chứng minh mỗi kẻ đều là thánh giả. Tại hạ là diễm tu của thánh tộc, đã từng được nghe nhiều về thanh danh của thiên chủ Trung Nguyên trong nội bộ thánh tộc. Nam tử mặc giáp đen có đôi mắt hẹp dài, khi cười lên con mắt hơi híp lại, tựa như hồ ly. Thiên chủ Trung Nguyên vẫn còn có mặt ở nơi này, thật khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ mang theo đám người này chạy vội về Thương Huyền Thiên nữa cơ. Trên khuôn mặt Diễm Tu hiện rõ ý cười kinh ngạc. Nhưng đối với lời thách thức của kẻ địch, Chu Nguyên lại thờ ơ, chỉ phất phất tay, nhắc nhở những người khác đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Thiên chủ Chu Nguyên, đừng chống cự vô ích như thế chứ. Nội tình Thương Huyền Thiên các ngươi quá yếu, thật chống không nổi. Diễm Tu thấy thế, lắc đầu, nói với giọng rất chân thành. Hay là bây giờ ngươi cứ mang người lùi đi, để lại tòa không gian con này cho chúng ta. Ta coi như hai bên lần đầu gặp mặt có thể tha cho các ngươi, thế nào? Chu Nguyên cười cười, nói, ta lại muốn lấy được đầu ngươi đã rồi mới đi. Diễm Tu vỗ mạnh tay một cái, nói, được lắm. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy đầu mình, vặn răng rắc một tiếng, kéo cả đầu xuống, cái đầu trong tay còn nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, thế này được chưa? Chu Nguyên lắc đầu, ta càng thích tự tay mình vặn xuống hơn. Diễm Tu lại đặt đầu về trên cổ, xoay xoay một chút. Nói với vẻ bất đắc dĩ, xem ra thiên chủ Trung Nguyên thật muốn tìm chết rồi. Bây giờ ngươi mới chỉ là nhất liên cảnh mà thôi, nơi đây cũng không phải là Thương Huyền Thiên, dù cho ngươi có thể nhận được một ít trợ giúp từ thiên vực, cũng sẽ rất có hạn. Điều quan trọng hơn là sự trợ giúp này sẽ ngày càng yếu đi. Cho nên, ngươi thật nghĩ rằng bản thân có thể ngăn được ta à? Trung Nguyên thản nhiên nói, phải thử mới biết được. Diễm Tu thở dài một tiếng, nói, xem ra giữa hai ta không còn chuyện để nói. Được rồi. Các ngươi đều lại đây đi chết đi. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trực tiếp khiến cho nhiệt độ không khí giữa thiên địa này đều giảm đi. Giết hết, không để lại tên nào. Diễm Tu phất phất tay, âm thanh hờ hững vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy 9 tên thánh giả sau lưng hắn bộc phát ra thánh lực mênh mông, chợt đạp không mà lên. Mà phía bên Trung Nguyên, ánh mắt chuyên chúc cùng 8 vị thánh giả cũng trở nên nghiêm nghị, toàn thân bộc phát ra thánh lực bằng bạc, thân ảnh hơi động, đã bay thẳng lên không trung, đón nhận thánh giả đối phương. Ầm ầm, 18 vị thánh giả đồng thời va chạm, khiến cho cả tòa không gian biển rộng này dâng lên sóng lớn cao vạn trượng, dìm ngập từng hòn đảo khổng lồ. Thánh giả hai bên ra tay, sau đó đông đảo cường giả pháp vực cũng lao ra, mở ra pháp vực của mình. Mỗi tòa pháp vực mang theo màu sắc khác nhau, trông cực kỳ tráng lệ. Pháp vực hai bên đều mang theo sát ý ngút trời va chạm vào nhau, cả tòa không gian còn đều không còn nơi nào bình tĩnh. Một trận đại chiến có quy mô khổng lồ trực tiếp nổ ra, chiến hỏa liêu nguyên. Ánh mắt Trung Nguyên không nhìn chiến đấu khắp nơi,
mà khóa chặt tên nam tử diễm tu mặc áo giáp đen kia, vĩ lực mênh mông trong cơ thể vừa định bộc phát, vẻ mặt bỗng hơi giật mình. Giờ khắc này, hắn phát hiện có một luồng lực lượng dị dạng, đang bao phủ lấy tòa không gian biển rộng này, nhưng nguồn lực lượng này cũng không có tính công kích quá mạnh. Cảm thấy rồi à? Thân ảnh diễm tu đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Nguyên, trên mặt tươi cười, con người híp lại như lưỡi dao sắc bén. Hắn cũng không tỏa ra thánh lực trực tiếp đối chiến với Chu Nguyên, mà là ngồi xếp bằng xuống giữa hư không. Là trò quỷ của ngươi à? Chu Nguyên nhàn nhạt hỏi, sau đó cũng ngồi xếp bằng xuống. Diễm tu cười cười, vung tay áo lên, một tia ánh sáng đỏ bắn ra từ trong tay áo hắn, rơi vào giữa hai người, hóa thành một bàn cờ đỏ tươi. Bàn cờ cực kỳ cổ xưa, trên đó có từng đường vân cổ lão, tối nghĩa thâm ảo, tưởng như có liên hệ đặc thù với thiên địa này. Đây là Thiên La Kỳ Bàn, chính là thánh vật nhị liên đỉnh tiêm, khi ta xuất hiện ở nơi này, thì cả vùng không gian này đã bị chuyển hóa làm bàn cờ, mà ngươi cùng ta chính là kỳ thủ, những người còn lại là quân cờ. Diễm tu vuốt nhẹ bàn cờ, chỉ thấy có ánh sáng đỏ dần ngưng tụ trên bàn cờ. Đầu tiên có 18 quân cờ vô cùng sáng ngời thành hình, mà trong ánh sáng tỏa ra từ mỗi quân cờ có hình ảnh của 18 vị thánh giả, của hai bên. Ngoài 18 quân cờ chính này, còn có từng quân cờ nhỏ hơn thành hình, đang va đụng vào nhau, chính là nhân mã pháp vực của hai bên. Chu Nguyên không nói gì, trực tiếp đập một chưởng về phía Diễm Tu, thánh lực mênh mông tràn ra, tựa như cự long quét về phía thân thể Diễm Tu. Nhưng Diễm Tu lại không tránh không né, mặc cho một chưởng kia đập xuống, chỉ thấy hứng chịu một chưởng, thân thể hắn lại không nhúc nhích tí nào, tựa như không hề bị tổn thương. Đừng phí sức vô ích nữa, muốn dùng lực phá cục thì phải có thực lực thánh giả tam liên. Bằng không, thì cũng chỉ còn cách thành thật tuân thủ quy tắc chơi. Diễm Tu cười nói. Chu Nguyên lắc đầu, nói, dù sao ngươi cũng là một tên thánh giả nhị liên lâu năm, mà ta, chính như lời ngươi nói, chỉ là mới vào nhất liên cảnh thôi. Nên chúng ta trực tiếp đối chọi một trận là được, cần gì phải dùng thủ đoạn phức tạp thế này. Diễm Tu thở dài một hơi, nói, không có cách nào. Chiến tích của ngươi quá huy hoàng, tất cả các cường giả trước đây từng khinh thường ngươi thì cuối cùng đều bại trận. Cho nên ngay từ lúc mới bắt đầu, ta không cho rằng ngươi là một tên thánh giả nhất liên bình thường. Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách thuận lợi. Ngươi làm ta cảm thấy quá vinh hạnh. Chu Nguyên không nói gì, sự kiêng kỵ của tên Diễm Tu này dành cho mình làm cho ngay cả Chu Nguyên cũng có chút buồn cười. Nếu chỉ xét về thực lực bên ngoài, hiển nhiên Diễm Tu càng chiếm ưu thế. Dù sao nơi đây cũng không phải là Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên chỉ nhận được chút ít trợ giúp mà thôi. Diễm Tu có ưu thế, lại không muốn va chạm chính diện với Chu Nguyên, còn muốn tốn tâm tư đưa ra một cái thánh vật nhị liên đỉnh tiêm làm hạn chế. Nếu đã là ván cờ, vậy cần dùng quân cờ để đấu, cuối cùng quyết thắng bại. Diễm Tu mỉm cười, chỉ vào bàn cờ đỏ tươi trước mặt, nói, quy tắc rất đơn giản, khi quân bên ta chiếm cứ được thượng phong, vậy tự thân ta sẽ được tăng cường thực lực, tương ứng với đó ngươi sẽ bị suy yếu đi. Không hổ là thánh tộc, quy tắc do chính mình đặt, rất vô lại. Chu Nguyên thản nhiên nói. Diễm Tu cười nói, thế gian vốn đâu có công bằng. Khi người bị giam trong cục, thì đã chậm một bước rồi. Đương nhiên, muốn Thiên La Kỳ Bàn tạo ra hiệu quả, thì ít nhất lúc mới đầu cần hai bên có thực lực bên ngoài tương đương nhau. Hai mắt Chu Nguyên híp lại, nói, chỉ là ta rất không thích đánh cờ, đặc biệt là bàn cờ do kẻ địch bày ra. Ngược lại, ta càng thích xốc bàn cờ lên. Vừa rồi ta đã nói, đây là thánh vật nhị liên đỉnh tiêm, trừ phi là cường giả thánh giả tam liên mới có thể dùng lực phá đi. Diễm Tu lắc đầu. Ta không tin. Chu Nguyên nhe răng cười, bàn tay hơi nhấc, chỉ thấy có một cây bút đen cổ xưa chậm rãi dâng lên, lơ lửng trên bàn cờ. Trên bút đen có từng đạo nguyên văn cổ xưa hiển hiện, hóa thành từng sợi ánh sáng rủ xuống. Bàn cờ như cảm ứng được gì, phóng ra ánh sáng đỏ, va chạm cùng ánh sáng từ cây bút. Dưới sự va chạm này, bàn cờ cũng hơi lay động. Quang mang sáng tối chập chờn. Ánh mắt Diễm Tu không khỏi ngưng tụ, chậm rãi nói, ngươi muốn sửa đổi quy tắc. Diễm Tu có thể cảm ứng được, trong những tia sáng rủ xuống từ cây bút đen kia đang ẩn chứa cả vạn nguyên văn. Những nguyên văn này va chạm với Thiên La Kỳ Bàn, một mặt ăn mòn bàn cờ, một mặt khác truy nhập sửa đổi quy tắc chơi cờ. Không hổ là thiên chủ Chu Nguyên, lại có thể có tạo nghệ nguyên văn cao như vậy. Diễm Tu than nhẹ một tiếng, tên Chu Nguyên này quả là khó chơi. Hắn cũng không dùng lực phá cục, mà muốn dùng kỹ xảo để phá. Xem ra chỉ có thể tăng nhanh tốc độ kết thúc của ván cờ, trước khi ý đồ của ngươi được hoàn thành. Chu Nguyên híp mắt lại nói, nhưng vừa rồi ngươi đã nói, muốn bàn cờ có hiệu lực thì ít nhất khi bắt đầu, hai bên phải có thực lực bên ngoài tương đương nhau. Diễm Tu cười khẽ một tiếng, nói, ngươi cũng vừa nói rồi đấy, thực lực ở đây là thực lực bên ngoài. Khéo môi hắn cong lên một nụ cười quỷ dị, duỗi tay ra chỉ vào một quân cờ pháp vực, điểm nhẹ một cái. Ngay trong chớp mắt khi ấy, ánh mắt Chu Nguyên đột nhiên trầm xuống.
bởi vì hắn cảm giác được, ngay ở thời khắc đấy, trong chiến trường đột nhiên có một gợn sóng mạnh mẽ bộc phát ra, ba động bắt đầu từ pháp vực cảnh, sau đó liên tục tăng lên, cuối cùng bước qua cách trở, trở thành ba động thánh giả cảnh. Ánh mắt Chu Nguyên trở nên lạnh lẽo, chìm chằm chằm vào Diễm Tu, thở ra một hơi. Ngươi thật đúng là đồ tó. Ánh mắt Chu Nguyên xuyên qua tầng mây trùng điệp, nhìn qua một vị trí đang xảy ra hỗn chiến, ở đó, trong đội ngũ thánh tộc, có một người có khí tức đang tăng lên liên tục, cuối cùng đột phá qua cảnh giới, bước vào thánh giả cảnh. Biến cố xảy ra khiến cho sắc mặt Chu Nguyên trở nên lạnh lùng. Hiển nhiên, tên cường giả thánh tộc kia đã sớm ở trạng thái chờ đột phá, nhưng lại vẫn cứ áp chế lại không tăng lên, cho nên Thiên La Kỳ Bàn vẫn thừa nhận hắn là pháp vực cảnh. Mà bây giờ ván cờ đã được triển khai, tên cường giả thánh tộc kia được Diễm Tu giúp đỡ trực tiếp đột phá, làm cho thế lực thánh tộc đột nhiên có thêm một cường giả thánh giả, điều này đủ để làm cho cục diện hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy cũng có thể thấy được, cái mà Diễm Tu gọi là thực lực hai bên phải ngang hàng, thì ván cờ mới bắt đầu có hiệu lực chỉ là một lời nói dối có vô số lỗ hổng mà thôi. Hoặc là nói, đây là sơ hở mà Diễm Tu cố tình lưu lại cho phe mình. Diễm Tu cười tươi, không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của Chu Nguyên, mà nhìn về phía một viên cờ trên bàn cờ đột trở nên sáng rọi kia, tựa như đang thưởng thức kiệt tác của bản thân mình. Chu Nguyên cũng không nói thêm gì, nhưng Thiên Nguyên bút đang lơ lửng trên Thiên La Kỳ bàn, lại tỏa ra hào quang càng thêm sáng chói, ức vạn nguyên văn chút xuống tựa như dòng lũ với tốc độ càng thêm mạnh mẽ. Hiển nhiên, hắn đang tăng nhanh tốc độ ăn mòn bàn cờ. Bởi vì Chu Nguyên cũng hiểu ý định của Diễm Tu. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để dọn dẹp chiến trường, sau đó dùng ưu thế lấy được kích hoạt quy tắc bàn cờ, làm cho bản thân được gia trì, đến lúc đó, chuyện còn lại liền đơn giản. Oanh! Trên biển rộng bát ngát đột nhiên có một luồng thánh lực mênh mông lướt qua, chỗ đi qua, chỉ thấy từng tòa pháp vực nổ tan như bọt biển. Rất nhiều cường giả thương huyền thiên phun máu, thân ảnh chật vật bắn ngược mà ra, thân thể rơi vào trong biển, tạo nên từng chùm sóng gợn. Các cường giả pháp vực khác của thương huyền thiên thì kinh hãi nhìn về phía trước, chỉ thấy ở nơi đó, các cường giả pháp vực của thánh tộc đều đã dừng tay, trên mặt ai nấy lộ ra nụ cười mỉa mai. Bởi vì ở đằng trước bọn hắn đã có một bóng người lướt sóng mà tới. Đó là một nữ tử xinh đẹp vũ mị, quần áo dụ hoặc nửa kín nửa hở, lộ ra từng đường cong trắng muốt làm cho người ta tiêu hồn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nữ tử lướt sóng mà đi, lộ ra mị hoặc vô tận. Chỉ là lúc này khi các cường giả pháp vực của thương huyền thiên thấy nữ tử này thì đều sợ hãi, bởi vì lúc trước chính là nữ nhân này đột nhiên đột phá lên thánh giả, sau đó chỉ một trưởng liền đánh bay mười mấy vị cường giả pháp vực bên thương huyền thiên. Trước mặt thánh lực thánh giả, dù là mạnh như pháp vực cũng chỉ mỏng manh như tờ giấy mà thôi. Ở trên mặt biển, mấy người Lý Thuần Quân, Sở Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền tụ vào một chỗ, lúc này, sắc mặt ai nấy đều khó coi nhìn về phía nữ thánh giả yêu diễm kia. Bây giờ các thánh giả bên ta đều bị kéo chân, nếu chỉ dựa vào mấy người pháp vực chúng ta, sợ là không ngăn được à? Lý Khanh Thiền cắn răng nói. Cô ta ngăn chặn nhóm cường giả pháp vực bên kia, định một mình diệt sát hết pháp vực bên ta hay sao? Trong đôi mắt đẹp của Tả Khâu Thanh Ngư cũng hiện rõ sát khí. Phụ nữ thật ác độc. Sở Thanh sờ sờ cái đầu tròn trùng trục. Lý Thuần Quân nắm chặt cây kiếm thép loang lổ vết dỉ trong tay, trầm thấp nói, chém à. Nhưng khi tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên có mấy thân ảnh xuất hiện ở phía trước, nhìn bóng dáng, rõ ràng là mấy vị cường giả pháp vực lâu năm của Thương Huyền Thiên, trưởng giáo Thanh Dương, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, Thiện Thanh Tử. Các ngươi lùi lại, để chúng ta ngăn cản à? Trưởng giáo Thanh Dương nhìn qua mọi người, trầm giọng nói. Sở Thanh nhíu mày nói, lão đầu, đừng có cậy mạnh, đây chính là thánh giả đấy. Ta còn cần tiểu tử lười biếng bất hiếu nhà ngươi dạy phải làm thế nào à? Trưởng giáo Thanh Dương trừng mắt nhìn Sở Thanh, mắng, đều cút nhanh. Trên nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Thiên Kiếm Tôn cũng hơi giãn ra, ông nhìn về phía Lý Thuần Quân, lộ ra nụ cười ấm áp. Thuần Quân, các ngươi cứ lui đi, dù sao đám lão già chúng ta cũng không yếu kém đến mức phải trốn sau lưng đám tiểu bối các ngươi. Dù cho chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của cô ta, nhưng ngược lại cô ta cũng đừng mong có thể thoải mái thoát khỏi. Đôi mắt đẹp của Thiện Thanh Tử ẩn hiện sát khí, thản nhiên nói. Nhìn các bậc tiền bối, đám người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư không khỏi có chút ngơ ngác. Một lát sau, Lý Khanh Thiền cắn chặt hai hàm răng, nói, trưởng giáo, chúng ta cùng lên giúp ngài. Sao? Coi thường đám lão già chúng ta này à? Trưởng giáo Thanh Dương khó chịu nói. Đám người trẻ tuổi lập tức tắt tiếng, lại muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt mấy người trưởng giáo Thanh Dương dần trở nên nghiêm nghị, cuối cùng chỉ có thể lùi lại. Một đám nhãi con, nhớ năm đó lúc mới nhập tông, lông còn chưa mọc đủ, bây giờ cũng dám ăn nói với chúng ta như vậy rồi. Trưởng giáo Thanh Dương bĩu môi,
cười mắng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh ẩn hiện nét vui mừng. Tên đệ tử này chính là một trong những người mà ông coi trọng nhất mấy năm qua. Ông cũng từng dồn tâm huyết dạy dỗ, chỉ là đôi khi đối mặt với tính cách lười chảy thay kia của Sở Thanh, dù là người vốn lạnh nhạt trầm ổn như trưởng giáo Thanh Dương, cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Nhưng bất kể thế nào, bây giờ Sở Thanh cũng không hề yếu kém hơn so với trưởng giáo Thanh Dương, mà lại, tương lai của bọn hắn còn có tiềm lực vô hạn. Cho nên dù cho phải liều cái mạng già này, ông cũng sẽ không để cho Sở Thanh cùng thế hệ trẻ tuổi của Thương Huyền Thiên ngã xuống ở nơi này. Mấy người trưởng giáo Thanh Dương, Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử quay đầu, nhìn qua nhau, đều thấy được sự quyết tâm trong mắt người đối diện. Sau đó ánh mắt của họ đều nhìn về phía trước, ở đó có một nữ nhân xinh đẹp đang đứng. Sau một khắc, thân ảnh mấy người đều đồng loạt bắn tới. Nữ thánh giả xinh đẹp nhìn qua năm chùm lưu quang lao tới, lười biếng ngáp một cái, mỉa mai nói, một đám không biết sống chết. Lao tới như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, có ý nghĩa lắm sao? Nhưng năm người trưởng giáo Thanh Dương không hề trả lời, sự kiên quyết trong mắt càng thêm nồng đậm. Trong chớp mắt tiếp theo, năm tòa pháp vực to lớn đồng thời mở ra. Nhưng trong khoảnh khắc khi năm pháp vực xuất hiện, tất cả mọi người lại thấy, trong pháp vực kia đột nhiên có ngọn lửa bay lên. Ngọn lửa cực kỳ thần dị, vừa xuất hiện đã hòa tan năm tòa pháp vực. Từng giọt chất lỏng pháp vực hòa tan, rơi vào trong hỏa diễm, càng như dầu rơi vào lửa, làm cho ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Ở đằng sau, rất nhiều cường giả pháp vực của Thương Huyền Thiên thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, thiêu đốt pháp vực. Không ngờ mấy người trưởng giáo Thanh Dương, Thiên Kiếm Tôn lại lựa chọn thiêu đốt pháp vực mình. Khoảnh khắc này, bọn họ sẽ kích phát ra hào quang rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Nhưng luồng hào quang ấy lại được phát ra từ ngọn lửa mà nhiên liệu là pháp vực chính bản thân họ. Dù thành hay bại, pháp vực họ sẽ hủy, người sẽ diệt. Đây là pháp thuật liều mạng sau cùng. Giờ khắc này, hào quang sáng chói tỏa khắp không gian, vô số cường giả Thương Huyền Thiên đều chấn động nhìn năm luồng lưu quang vạch ngang bầu trời kia, trong hốc mắt đã ươn ướt từ lúc nào. Năm luồng lưu quang kiên quyết lao về phía nữ thánh giả, mà lúc sắp sửa va chạm, chợt có năm tiếng cười rung động đến tâm can vang lên, quanh quẩn khắp chân trời, kéo dài không thôi. Nguyện chư thiên ta được an bình, nguyện các dũng sĩ bình an quay về. Oanh! Khi năm chùm lưu quang kia hạ xuống, có tiếng nổ kinh thiên động địa nổ vang, từng vóng sóng xung kích cuồng bạo lan tràn ra xung quanh, chấn hàng vạn hòn đảo trong phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh vỡ thành bụi phấn. Rất nhiều cường giả pháp vực cũng bị chấn động bay ngược về sau, hoảng sợ nhìn về phía đầu nguồn va chạm. Năm người trưởng giáo Thanh Dương cùng thiêu đốt pháp vực, tạo ra sức mạnh đã đạt tới một mức độ cực hạn nào đó của pháp vực cảnh. Tựa như khi thiêu đốt hết thảy tinh thần vào trong vụ nổ năng lượng, làm cho trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, nhưng khi vụ nổ tan đi, tinh thần cũng sụp đổ. Mặc dù loại lực lượng này rất chói lọi, nhưng cái giá phải trả quá thảm trọng. Không phải cường giả pháp vực nào cũng có thể có đảm phách cùng quyết tâm làm điều này. Cho nên không ít cường giả pháp vực Thương Huyền Thiên, ở đây đều vô cùng kính ý năm người trưởng giáo Thanh Dương. Ở đằng sau, mấy người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư cũng sững sờ nhìn cảnh này. Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Dưới cái nhìn chờ đợi của cường giả hai bên, gió lốc nguyên khí nơi trung tâm vụ va chạm quay cuồng một lấy rồi dần ngưng lại, để lộ ra cảnh tượng trong đó. Sau đó, con ngươi đám người không khỏi co rụt lại. Điều đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là thân ảnh xinh đẹp của nữ thánh giả kia, lúc này da thịt vốn trắng như tuyết của cô ta đã đỏ rực lên, trên đó hiện đầy vết thương sâu hoắm. Từ trong cơ thể cô ta đang có từng cây gai ánh sáng màu hồng vươn ra. Mà lúc này, trên cây gai ánh sáng này đang treo ba người. Còn hai tay ả thì đang nắm chặt cổ họng hai người, chính là trưởng giáo Thanh Dương cùng Thiên Kiếm Tôn. Gương mặt vốn quyến rũ của nữ thánh giả này đã vô cùng âm trầm cùng hung lệ. Những vết thương trên thân thể kia chỉ là việc nhỏ, nhưng điểm quan trọng là, ở trên đỉnh đầu cô ta có một đóa thánh liên đang hiển hiện. Lúc này, trên thánh liên có ba cánh hoa sen đang dần ảm đạm đi, cuối cùng rơi ra, hóa thành hư vô. Thánh liên bị tổn hại, tức căn cơ của ả ta cũng đã bị dao động. Khụ, trưởng giáo Thanh Dương bị ngón tay sắc bén của nữ thánh giả cắm vào yết hầu, nguyên khí quanh người ông đang trở nên hỗn loạn, suy yếu với một tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng ông lại đang cười, nhìn nữ thánh giả với ánh mắt đầy mỉa mai, thánh. Giả, liền là vô địch ư. Đúng là thánh giả mạnh đến không thể tưởng nổi, nhưng dưới thế công quyết tử của năm người, nữ thánh giả cũng phải ăn thiệt. Bốn người Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử nghe vậy cũng cười lên tiếng. Năm lão giả khốn kiếp. Gương mặt xinh đẹp của nữ thánh giả bắt đầu vặn vẹo, trông cực kỳ dữ tợn. Cô ta vốn cũng không để ý lắm tới thế công liều mạng của năm người trưởng giáo Thanh Dương, bởi vì cô ta tin tưởng vào thánh lực, tin tưởng sự vô địch của thánh giả. Nhưng hiển nhiên cô ta đã đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp lực lượng thiêu đốt tự thân của năm vị cường giả pháp vực đỉnh phong. Ba cánh hoa thánh liên vỡ vụn,
làm cho căn cơ của ả ta không còn viên mãn nữa. Sau này nếu muốn lại tiến bộ, không biết sẽ phải mất bao công sức và tâm huyết. Điều này làm cho cô ta tức điên lên. Đều đi chết đi. Nữ thánh giả lạnh lùng nói, trong chớp mắt tiếp theo, vĩ lực kinh khủng tràn ra từ cơ thể cô ta, áp về phía trước. Chỉ thấy thân thể ba người thiện thanh tử đang bị treo, trên cây gai ánh sáng lập tức sụp đổ, hóa thành bọt máu. Yên tâm, chờ giải quyết xong đám người các ngươi, ta sẽ giết sạch sành sanh tất cả pháp vực của Thương Huyền Thiên các người. Ánh mắt nữ thánh giả trở nên lạnh lẽo, lại nhìn thoáng qua trưởng giáo Thanh Dương cùng Thiên Kiếm Tôn đang bị nắm trong tay. Ta cũng muốn nhìn, có phải pháp vực Thương Huyền Thiên các người đều cứng đầu như thế hay không? Tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay nữ thánh giả lập tức phun trào ra thánh lực, xuyên qua thân thể trưởng giáo Thanh Dương cùng Thiên Kiếm Tôn, để lại từng tia máu tươi rơi đầy trời. Giờ khắc này, đôi mắt rất nhiều cường giả pháp vực Thương Huyền Thiên đều trừng lớn như muốn nứt, vô số tiếng gầm giận dữ vang lên. Ở nơi xa, đám người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư đều run rẩy cả thân thể, trong đầu trong rỗng. Trước đó khi năm người trưởng giáo Thanh Dương thiêu đốt pháp vực, bọn họ cũng hiểu kết cục sẽ là gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt năm người họ bị chém giết, máu tươi rơi vãi đầy trời, mới làm cho đám người giật mình vỡ mộng. Năm vị trưởng giáo, thật chết rồi. Ở trước mắt bao người, họ bị nữ thánh giả thánh tộc kia xé nát. Sở Thanh há to miệng, trên khuôn mặt xưa nay bất cần đời kia hiện lên một nụ cười khổ sở, trong mắt dâng lên bi thương nồng đậm. Lão đầu, đã già cả đến mức này rồi, có cần thiết lựa chọn kiểu chết oanh liệt như thế không? Thanh âm Sở Thanh trở nên khô khốc, hốc mắt đỏ ửng. Ngài chê ta lười, vậy trực tiếp nói ta mắng ta đánh ta, chứ cần gì phải dùng đến cách này chứ? Cung chủ, Lục La không nhịn được khóc lên thành tiếng, từng viên chân châu lăn trên gương mặt. Tả Khâu Thanh Ngư cắn chặt môi đỏ, để mặc vết máu tràn ra nhuốm đỏ hàm răng. Lý Khanh Thiền ngửa đầu, hít sâu một hơi không khí còn mang mùi máu kia, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Tuy rằng trong nửa năm này, mọi người cũng đã thấy nhiều tử vong, nhưng dù sao năm vị trưởng giáo đều có quan hệ thân thiết với bọn họ. Lý Thuần Quân đờ đẫn đứng ở nơi đó, trong đôi mắt ẩn dưới miếng vải đen có một khuôn mặt cực kỳ già nua hiển hiện. Năm đó khi mới vào Vấn Kiếm Tông, chính vị lão nhân tuổi xế chiều này chỉ điểm hắn rất nhiều. Giờ khắc này, dù là người mà trong lòng chỉ có kiếm như hắn, cũng cảm thấy đau thương khó nén. Trưởng giáo, lên đường bình an. Hắn khàn khàn nói. Ây ây, các tiểu bảo bối, không cần bi thương, ta đưa các ngươi đi gặp năm lão già kia, thế nào? Lúc này, một tiếng cười quyến rũ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tên nữ thánh giả kia đã lướt sóng mà đến, thương thế trên thân thể đã lành lại, chỉ là đóa thánh liên trên đỉnh đầu thiếu đi ba cánh hoa. Cô ta cười tủm tỉm nhìn qua đám người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, rõ ràng năm lão già lúc trước kia có quan hệ thân mật với đám người này. Nên bây giờ cô ta vốn đang đầy sát khí cùng nổi giận, đương nhiên phải trút hết lửa giận lên đầu bọn hắn. Mà ở xa xa, các cường giả pháp vực Thương Huyền Thiên thấy cảnh này, lập tức gầm lên, muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng lúc này các cường giả pháp vực thánh tộc không còn đứng ngoài quan sát, mà đột nhiên ra tay, chặn lại các pháp vực đang lao ra kia. Dù sao thánh giả cũng không phải là vô địch, nếu để những cường giả pháp vực Thương Huyền Thiên đang phát điên này, lao tới thiêu đốt pháp vực, liều mạng, vậy sợ rằng vị thánh giả mới lên cấp này của thánh tộc sẽ thật ngỏm tại đây. Nữ thánh giả đứng trước đám người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, đặc biệt nhìn hai người, duỗi ra ngón tay thon dài, cười tủm tỉm nói, dáng dấp hai người các ngươi không tệ lắm, hay là để ta giết đám người còn lại, mà ta sẽ thu hai người làm trai lơ đi. Sở Thanh lắc đầu, ghét bỏ nói, dù là dung mạo hay khí chất, thì ngươi còn chưa đủ để được xếp hạng vào trong nhóm phái nữ ở đây, ta cũng không muốn làm oan chính mình. Hơn nữa, hắn nhếch nhếch miệng, cười lên, chỉ là nụ cười chưa từng lạnh lẽo sát khí như bây giờ. Hôm nay ta cũng không muốn bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Thuần Quân ở một bên cũng chậm rãi nâng cây kiếm thép loang lổ trên ta lên, chỉ hướng nữ thánh giả, nói, ta cũng muốn thử một chút, xem chém thánh khó đến mức nào. Tiếng nói của hắn bình thản, nhưng sát khí lại dâng trào như thực chất. Nữ thánh giả nghe vậy hơi sững sờ, chợt che miệng cười run rẩy cả người. Đám pháp vực Thương Huyền Thiên các ngươi, bản lĩnh thì chẳng ra sao, nhưng bàn về nói mạnh miệng thì không ai chịu thua kém ai. Nếu đã muốn chết, vậy chẳng phải là dễ dàng sao? Trong mắt nữ thánh giả bốc lên khí thế hung lệ, cô ta nâng ngón tay thon dài lên. Oanh! Chỉ thấy mặt biển sau lưng đột nhiên bị tách ra, một con cự mãng khổng lồ màu xích hồng chậm rãi ló đầu ra, cự mãng do thánh lực mênh mông biến thành, trên một miếng vảy đều có từng đường vân cổ xưa, đuôi răn hơi đong đưa, lại quấy cho cả biển sâu dâng lên từng cơn sóng lớn vạn trượng. Đối mặt với cự mãng do thánh lực biến thành này, dù là cường giả pháp vực cũng cảm thấy run sợ. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình của cự mãng nhìn về phía đám người Lý Thuần Quân, Sở Thanh, uy áp tỏa ra làm cho không khí như đông kết lại. Nữ thánh giả liếm liếm môi đỏ, nói khẽ, núi bọn hắn. Oanh!
Tiếng nói vừa dứt, cự mãng đã gầm lên lao ra, hư không lập tức vỡ ra, cự mãng mở ra miệng rộng tựa như vực sâu, đớp về phía mấy người Sở Thanh, Lý Thuần Quân. Giờ khắc này, bóng tối bao trùm, che kén tầm mắt. Ở trên không trung mây mù lượn lờ, Diễm Tu cười tủm tỉm nhìn qua bàn cờ, ở bên trên đó có 5 điểm sáng đang dần dần ảm đạm, tiêu tán. 5 quân cờ kia đúng là đại biểu cho 5 người Thanh Dương trưởng môn. Pháp vực cảnh của Thương Huyền Thiên đúng là vẫn còn có vài phần nhiệt huyết. Diễm Tu cảm thán một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn qua Trung Nguyên ở trước mặt, cười nói, mặc dù không có tác dụng gì. Ánh mắt của Trung Nguyên cũng ngưng trệ ở phía trên mấy quân cờ vừa ảm đạm kia, hắn mặt không biểu tình, nhưng không gian quanh thân không ngừng nghiền nát hiển lộ sự chấn động ở trong lòng của hắn lúc này. Hắn tự nhiên là cảm nhận được sinh cơ cùng nguyên khí chấn động của mấy người Thanh Dương trưởng môn đang dần dần tiêu tán. Đối với Thanh Dương trưởng môn, ấn tượng của Trung Nguyên có chút khắc sâu. Vị trưởng môn này chính là đại đệ tử của Thương Huyền Lão Tổ, tính cách ổn trọng. Đối lập với hào quang chói mắt của Thương Huyền Lão Tổ, Thanh Dương trưởng môn đích thật là có vẻ ảm đạm rất nhiều, nhưng không ai có thể phủ nhận chiến công của hắn. Năm đó, Thương Huyền Lão Tổ đột nhiên vẫn lạc, Thương Huyền Tông loạn trong giặc ngoài, mà Thanh Dương trưởng môn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đã trở thành chấp trưởng giả mới của Thương Huyền Tông. Tuy rằng bởi vì đã mất đi chỗ dựa lớn nhất là Thương Huyền, Lão Tổ khiến cho Thương Huyền Tông cũng đã không còn có vị thế độc tôn Thương Huyền Thiên như dĩ vãng vậy, nhưng mà ở dưới sự nỗ lực của Thanh Dương trưởng môn, Thương Huyền Tông chung quy là vẫn có thể ổn định thế cục, không hề bị rớt khỏi hàng ngũ những tông phái cao cấp nhất của Thương Huyền Thiên. Trong những năm ở Thương Huyền Tông kia, ấn tượng của Trung Nguyên đối với vị trưởng môn này là trầm ổn, ôn hòa, mũi nhọn không lộ. Dĩ vãng, khi đó, ân oán giữa Trung Nguyên cùng Võ Hoàng chưa hoàn toàn chấm dứt. Khi đó, Thánh Cung ra mặt tạo áp lực đối với Thương Huyền Tông, ý đồ bắt giao hắn ra. Nhưng cuối cùng người xưa nay trầm ổn và ôn hòa là Thanh Dương trưởng môn lại quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng, một đời trẻ tuổi của Thương Huyền Tông đều rời núi bảo hộ hắn rời đi, trong chuyện này tự nhiên là có được vị trưởng môn này thôi động. Rồi sau đó đến khi Trung Nguyên cường thế trở về Thương Huyền Thiên, Thanh Dương trưởng môn cũng luôn đứng sau ủng hộ hắn. Hơn nữa hắn cũng lý giải thân phận thiên chủ của Trung Nguyên, cũng không vì tình nghĩa trước kia mà cường hành yêu cầu Trung Nguyên thiên vị Thương Huyền Tông. Cho nên đối với vị lão trưởng môn này, trong lòng của Trung Nguyên xưa nay đều khá kính trọng. Nhưng ngày hôm nay, ở ngay dưới mí mắt của hắn, Thanh Dương trưởng môn lại vẫn lạc. Tuy rằng, ở trong khoảng thời gian này chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, thậm chí Trung Nguyên đã sớm chuẩn bị tâm lý để phòng người quen chết trận, nhưng khi cảnh tượng này xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chỉ là, hiện tại đại chiến vẫn còn tiếp tục, loại cảm xúc này không có cách nào để hiển lộ, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chu Nguyên ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn qua Diễm Tu đang cười mị mị kia, bình thản nói, ta sẽ để cho ngươi chôn cùng bọn họ. Diễm Tu bật cười, nói, xem ra Chu Nguyên thiên chủ vẫn còn chưa thấy rõ thế cục hiện nay rồi. Hiện nay đại thế đang ở bên ta, khi mà người bên phía Thương Huyền Thiên bị giết càng nhiều, ưu thế của ta sẽ càng lúc càng lớn. Tới cuối cùng, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta đều có thể tiêu diệt ngươi. Ngón tay của hắn chỉ về phía một chỗ trên bàn cờ, nói, những người này tựa hồ có quan hệ rất sâu sắc với ngươi nhỉ. Tiếp theo, bọn họ cũng nên chết rồi, Chu Nguyên Thiên chủ hãy cẩn thận thưởng thức trò hay mà ta cất công chuẩn bị này đi. Theo hướng ngón tay của hắn chỉ, Chu Nguyên chỉ thấy được ở chỗ đó của bàn cờ có bóng mờ hiện ra, đúng là xích hồng cự mãng đang mở miệng khổng lồ giống như là vực sâu của mình kia, phía dưới bóng mờ là khuôn mặt giận dữ của mấy người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư. Các ngươi không lui lại hay sao? Bóng đen bao phủ xuống, có gió tanh khuếch tán ra, Sở Thanh nghiêng đầu, nhìn qua mấy người Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, nói, còn chỗ nào để lui đâu? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể lui về Thương Huyền Thiên hay sao? Tả Khâu Thanh Ngư lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu mị của bình thường lúc này lại đã trở nên lạnh lùng. Trưởng môn bọn họ làm gương tốt, dạy cho chúng ta phương pháp đối phó thánh giả. Ta cũng muốn nhìn xem, một vị thánh giả mượn ngoại lực mới có thể miễn cưỡng đột phá kia đến tột cùng, có thể chịu đựng được mấy pháp vực thiêu đốt. Lý Khanh Thiền thản nhiên nói. Ánh mắt của những người khác cũng lạnh lùng, trên khuôn mặt đầy kiên quyết. Lý Thuần Quân chậm rãi nói, ta không ngăn trở các vị cãi nhau. Chỉ có điều rằng mấy người có thể cho ta một cơ hội, để cho ta trước một bước thử xem thánh nguyên có gì khác với nguyên khí của pháp vực cảnh, hay không. Ta muốn dùng thánh giả. Mài kiếm. Giọng nói của hắn đầy khát vọng cùng chiến ý nồng đậm. Mù lòa thối, đoạt thịt đoạt rượu thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả chết ngươi cũng muốn đoạt sao. Lục La lau nước mắt trên khuôn mặt, nức nở một tiếng, nói. Trên khuôn mặt đờ đẫn của Lý Thuần Quân hiện ra một nụ cười tươi, hắn xòe bàn tay ra, vuốt vuốt mái tóc của Lục La rồi cũng không nói thêm gì, cầm kiếm lên rồi lướt qua mọi người,
bước về phía trước hai bước. Cơ hội này cũng chia cho ta phân nửa đi. Chỉ có điều lúc này giọng nói của Sở Thanh cũng chuyển đến, chỉ thấy được hắn cất bước đuổi kịp, sau đó đứng sóng vai cùng Lý Thuần Quân, nhìn qua bóng đen khổng lồ cuốn theo sức mạnh đáng sợ kia. Lý Thuần Quân không có cự tuyệt, chỉ là nói, nếu như thất bại, người ta cũng chỉ có thể chết trước làm gương rồi. Sở Thanh sờ sờ cái đầu chọc trơn bóng của mình, cười hắc hắc nói, ta cũng không muốn chết nhanh như vậy đâu. Bởi vì nếu thế mà gặp phải lão đầu tử, hắn nhỡ đâu lại tức giận đến chết thêm lần nữa thì sao? Trong khi hai người còn đang nói chuyện, Thánh Nguyên cuốn theo bóng tối mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng phủ xuống. Một khắc này, thân ở phía trước nhất hai người Sở Thanh, Lý Thuần Quân lập tức cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ là đều ngưng trệ, áp lực kinh khủng kia làm cho pháp vực trong cơ thể của bọn họ đều khó có thể mở ra. Khí tức tử vong nồng đậm đập vào mặt làm cho suy nghĩ trong đầu bọn họ cũng như muốn dừng lại. Vào lúc này, thì bọn họ mới biết được cảm giác khi đối diện với tử vong đáng sợ đến mức nào. Chỉ có điều, khí tức tử vong kia cũng không có làm cho hai người sinh ra cảm xúc sợ hãi, ngược lại là trong nội tâm của hai người có chiến ý vô biên bùng lên. Vào lúc này, kiếm sắt rỉ sét trong tay Lý Thuần Quân kịch liệt rung rung, tiếng kiếm ngân vang, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vang lên, vọng khắp mọi nơi, sau đó, rỉ sét trên thân kiếm kia vậy mà cũng đang nhanh chóng chóc ra, có một luồng khí tức sắc bén làm cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi bạo phát ra. Mà ở một bên, Sở Thanh cũng không ra vẻ biếng nhác nữa, bên trên cái đầu chọc kia cũng không có tóc dài sinh dài ra giống như trước, ngược lại thần kỳ trở nên càng ngày càng sáng, tựa như ánh đèn trong bóng tối vậy, phóng thích ra ánh sáng quật cường. Hai ngón tay của hắn chập lại, trên đầu ngón tay kẹp lấy một con thoi màu trắng. Nhìn qua thì con thoi này bình thường không có gì lạ, nhưng mà Sở Thanh hiểu được, giờ này khắc này toàn bộ sức mạnh của hắn đều đã được rót vào bên trong đó. Trong bóng tối, Thánh Nguyên mênh mông giống như là thiên tai gào thét lao tới. Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh đồng thời bước về phía trước một bước. Sau đó, bọn họ không chút do dự dẫn nổ pháp vực của bản thân. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt này, sức mạnh của bọn họ đã đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Phía trên cơ thể của bọn họ thậm chí vào lúc này đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, trên xương cốt có vô số vết rạn lan tràn ra, đó đều là dấu hiệu cho thấy bọn họ không có cách nào để thừa nhận sức mạnh vừa bùng nổ kia. Chỉ có điều bọn họ lại cũng không thèm để ý. Ngược lại trong lòng có một loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ chưa bao giờ có. Lý Thuần Quân lại bước thêm một bước, trường kiếm trong tay bộc phát ra kiếm quang bằng bạc, chợt hắn khẽ nhấc bàn tay lên, trường kiếm cuốn theo kiếm quang vạn trượng, đâm rách bóng đen đang bao phủ xuống. Ta có một kiếm, có thể chảm tinh thần nhật nguyệt, kiếm quang vạn trượng sắc bén, đến mức đủ để đâm thủng tinh không đột nhiên mãnh liệt lao ra. Ở một bên, Sở Thanh mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác khí thế của mình tựa hồ là yếu hơn Lý Thuần Quân không ít. Bởi vì lúc trước hắn cũng không có chuẩn bị khẩu hiệu. Vì vậy sau khi do dự trong một cái chớp mắt, hắn hét to, tiếng hét như sấm rền vang lên, vọng khắp mọi nơi, ta có một con thoi, đánh nổ đầu chó của ngươi. Ông! Tiếng hét to còn chưa dứt, con thoi trong tay hắn phá không bay đi, phía trên con thoi có ánh sáng màu xanh lan tràn. Con thoi hóa thành một vệt sáng màu xanh, ở những nơi mà nó xẹt qua, bóng đêm dĩ nhiên là bị tan rã. Một kiếm này, một con thoi này, sức mạnh ẩn chứa trong đó đã mạnh mẽ đến mức vượt ra khỏi cực hạn mà pháp vực có thể đạt tới. Một kiếm một con thoi phá không bay đi, mà Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân cũng cảm giác được rõ ràng, sinh cơ của bọn họ tiến vào đến giai đoạn đếm ngược từng giây cuối cùng. Chỉ có điều trên khuôn mặt của bọn họ vẫn không có biểu cảm sợ hãi, ngược lại là có nụ cười tươi như chút được gánh nặng hiện ra đến. Bởi vì buổi sáng được nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Vào lúc này, bóng đêm ở phía trước đột nhiên bị xé nứt. Ngay sau đó, có tiếng rắn rít thê lương đến mức tận cùng vang lên, vọng khắp mọi nơi. Ở phía sau, nhìn qua cảnh tượng này, mấy người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền đều tỏ ra khiếp sợ. Ngay sau đó, bọn họ lại thấy được Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân, ngửa mặt lên trời rồi thân thể của bọn họ cũng chậm rãi đổ ụp xuống. Ông! Trong bóng tối, đột nhiên có tiếng kiếm ngân to rõ vang lên. Sau một cái chớp mắt, tất cả mọi người đang ở trong không gian này, cảm nhận được hai luồng khí tức cực độ bá đạo. Sắc bén vào lúc này bộc phát ra. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, sau đó bọn họ lập tức thấy được, chỗ vốn dĩ là cái miệng khổng lồ giống như là vực sâu đang mở ra của xích hồng cự mãng, kia vào lúc này bị hai vệt sáng xuyên thủng, sau đó, xé rách. Vào lúc này, bóng tối do cái miệng khổng lồ kia mang đến cũng đã biến mất. Rít! Xích hồng cự mãng phát ra tiếng gào rít thê lương, thống khổ, chợt thân hình khổng lồ kia bắt đầu sụp đổ, cuối cùng biến thành vô số điểm sáng bay lên. Ở phía sau kia, vào lúc này, nụ cười trêu tức ở trên mặt nữ thánh giả tên là Hồng Lân kia cũng cứng ngắc lại. Trong mắt của nàng có biểu cảm khó tin hiện ra, nàng không thể tin được, cự mãng do thánh nguyên của nàng biến thành vậy mà sẽ bị đối phương tiêu diệt. Nếu như nói lúc trước,
khi bị bốn lão gia hỏa kia dùng biện pháp thiêu đốt pháp vực, làm bị thương bổn nguyên còn có thể nói là do nàng có chút khinh thường. Nhưng lúc này đây, xích hồng cự mãng kia chính là nàng đã toàn lực ứng phó, nhưng mà dù vậy vẫn như cũ là bị tiêu diệt. Đây là chuyện pháp vực cảnh có thể làm được hay sao? Hư! Mà khi trong nội tâm của Hồng Lân vẫn còn cảm thấy kinh hãi, khó tin thì hai vệt sáng đã xuyên thủng cự mãng kia lại vẫn còn không tán đi, ngược lại là cuốn theo sức mạnh cuối cùng, chém thẳng về phía nàng. Vào lúc này, vùng biển ở dưới thân nàng cũng bị xé nứt ra, tạo thành hai rãnh biển dài cả mấy chục vạn trượng. Vào lúc này, khuôn mặt vũ mị của Hồng Lân đã trở nên tái nhợt, nàng chập hai ngón tay lại, lăng không điểm ra, sức mạnh mênh mông to lớn hóa thành hai con chăn lớn màu máu bay lên không, nghiền nát hư không trùng trùng điệp điệp, va chạm cùng hai vệt sáng kia. Uỳnh! Ngay sau khi hai bên vừa va chạm, thì lập tức có sóng xung kích đáng sợ khoách tán ra, tàn phá mọi thứ xung quanh khiến cho cường giả pháp vực cảnh của hai bên đang quan sát trận chiến ở xa xa đều phải chật vật tránh lui. Bốn luồng sức mạnh giống như là sấm chớp, trong nháy mắt đã va chạm vô số lần ở trong hư không, cuối cùng đều dần dần chôn vùi. Mà sau khi ánh sáng tán đi, một thanh trường kiếm cùng con thoi cũng hiện ra rồi rơi vào trong nước biển ở phía dưới. Vào lúc này, biểu cảm trên mặt của Hồng Lân cực kỳ âm trầm, ở chỗ sâu trong đôi mắt vẫn còn mang theo sự sợ hãi, bởi vì thông qua những đòn va chạm lúc trước, nàng cảm giác được rõ ràng sức mạnh ẩn chứa ở phía trên một kiếm và một con thoi kia vậy mà đã có phần giống với Thánh Nguyên rồi. Nàng nheo mắt, nhìn qua hòn đảo bị nghiền nát ở cách đó không xa, ở trên đó, vào lúc này, hai người thi triển ra một kiếm cùng một con thoi kia đều đã ngã xuống đất, sinh cơ tán đi. Chuyện này làm cho Hồng Lân âm thầm thở ra một hơi dài, hai người này dĩ nhiên là ở trên bờ vực giữa sống và chết, cảm ngộ được đến thánh giả trí, thiên phú cùng tiềm lực như thế thật là khiến cho người ta không thể không kiêng kỵ. May mà bọn họ cuối cùng là tự bạo pháp vực, đã tự cắt đứt sinh cơ, bằng không thì hai người này chỉ sợ thật là có khả năng lập địa thành thánh. Ánh mắt âm lãnh của Hồng Lân nhìn qua đám kia tuổi trẻ pháp vực, những người này thật là có chút quỷ dị, vẫn nên nhanh chóng gạt bỏ hết mới thỏa đáng. Trong nội tâm có sát cơ bốc lên, nàng nhấc chân, bước về phía trước và lập tức đã xuất hiện ở trước mặt mấy người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền. Hai người này ngược lại thật là có chút ý tứ. Trên không trung, Diễm Tu nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, lại có thể ở trước khi chết lĩnh ngộ đến thánh giả trí, vừa rồi ta thật đúng là bị dọa đến thót tim. Chỉ có điều chung quy là bọn họ vẫn chậm một bước. Diễm Tu quay đầu về phía Trung Nguyên nở nụ cười ôn hòa, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Hiện nay trong Thương Huyền Thiên, ngoại trừ ngươi ra thì hai người kia có lẽ xem như là người có thiên phú cùng tiềm lực mạnh nhất đi à nha. Bọn họ chết, ở chỗ này có thể sẽ giúp ta lấy được nhiều công lao hơn bốn lão gia hỏa kia nữa. Ánh mắt của Trung Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vào hai quân cờ đã ảm đạm đến mức tận cùng kia. Sau khi trầm mặc một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của Diễm Tu, hắn chậm rãi lắc đầu. Ngươi nói quá sớm rồi, chúng ta cũng chưa chắc thật sự sẽ thua. Diễm Tu nhíu mày, cười nói, có ý tứ gì? Hai người này đã tự bạo pháp vực, cưỡng ép phá hủy tất cả sinh cơ, đã không có người có thể cứu được bọn họ rồi. Trung Nguyên nói, người ngoài đúng là không thể cứu nhưng bản thân lại có thể tự cứu. Hắn ngẩng đầu, ý lạnh ẩn chứa trong mắt đủ để làm cho hư không cũng phải đóng băng. Tiếp theo lạnh nhạt lên tiếng, phương pháp kia người có lẽ cũng hiểu, chỉ là không dám nói mà thôi. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ có thể đột phá thánh giả cảnh, hết thảy đều có thể giải quyết. Nghe Trung Nguyên nhắc đến việc này, nụ cười vui vẻ ở trên khuôn mặt của Diễm Tu cũng hơi thu liễm nhưng sau đó, hắn lại cười lạnh nói, hai người bọn họ đột phá thánh giả cảnh ư. Ý nghĩ hão huyền như vậy mà ngươi vẫn còn có thể nói ra sao? Bọn họ đã bị chết rồi. Không. Trung Nguyên lắc đầu, bọn họ cũng chưa chết, kẻ ngụy thánh ở phía dưới không phát giác được, nhưng ngươi chẳng lẽ không thể cảm giác được hay sao? Ở chỗ sâu nhất ở bên trong thân thể của bọn họ vẫn còn lưu lại một hơi. Đúng vậy, ở trong mắt Trung Nguyên, nữ thánh giả tên là Hồng Lân kia thật sự chỉ có thể xem như là ngụy thánh, bởi vì thông qua sự quan sát cẩn thận, hắn đã phát hiện người này đột phá cũng không phải là hoàn toàn là dựa vào nội tình tích lũy cùng cảm ngộ của bản thân, mà chủ yếu là dựa vào bàn cờ thiên la này thúc hóa. Cho nên ở trong mắt Trung Nguyên, nữ thánh giả này nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn bán thánh, như là thánh nguyên một đường mà thôi. Diễm Tu nhếch miệng cười cười, nụ cười tươi có chút tàn nhẫn, đúng vậy nhưng có lẽ ngươi cũng biết, một hơi này còn có thể kiên trì bao lâu đây. Diễm Tu duỗi hai bàn tay ra, ngươi ngón quơ quơ, 10 giây. Ngươi là muốn nói cho ta biết, trong 10 giây cuối cùng của cuộc đời, hai người này có thể thoát phàm nhập thánh, đột phá thánh giả cảnh hay sao? Chu Nguyên nhìn qua Diễm Tu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Thiên phú cùng tiềm lực của hai người này, mạnh mẽ như thế nào chắc không cần ta phải nói ngươi cũng hiểu nhỉ. Trong dĩ vãng, bọn họ không thể đột phá chỉ là bởi vì điều kiện có hạn chế,
mà mượn nhờ sức mạnh của tạo hóa tháp, ta đã giúp bọn họ bù đắp hết những hạn chế này rồi. Cho nên, ta tin tưởng bọn họ có thể làm được. Huỳnh, sức mạnh đáng sợ, to lớn khuếch tán ra, nghiền nát hư không, cuốn theo vô số mảnh vỡ không gian. Vào lúc này, pháp vực quanh thân mấy người Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến, Trần Hư đã vỡ nát, thân hình chật vật bắn ngược trở ra, toàn thân đều máu tươi. Hồng Lân đạp chân bước lên, trên khuôn mặt của nàng treo nụ cười quyến rũ, thánh nguyên hóa thành mấy con chăn dài màu đỏ như máu xuyên thủng hư không, quấn chặt lấy mấy người Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư. Bất luận là mấy người Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư dãy dụa như thế nào, thì cũng không có cách nào để thoát khỏi sự trói buộc của con chăn dài màu đỏ như máu kia. Con sâu cái kiến dãy dụa, thủy chung đều buồn cười như thế. Một đầu con chăn dài màu đỏ như máu quấn quanh vòng eo Tả Khâu Thanh Ngư, đưa nàng đến trước mặt Hồng Lân, người sau duỗi đầu lưỡi ướt át ra, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt bóng loáng trắng như tuyết kia của Tả Khâu Thanh Ngư, cười nói, thật là một vưu vật, ngay cả ta đều cảm thấy không nhịn được mà làm cho nó biến mất hạ thủ. Tả Khâu Thanh Ngư tức giận nhìn chằm chằm vào Hồng Lân, lửa giận trong đôi mắt đẹp giống như là muốn phun ra ngoài, nàng điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, ý đồ thiêu đốt pháp vực, nhưng thánh nguyên quấn quanh ở trên thân thể mềm mại này lại đã phong ấn toàn bộ nguyên khí trong cơ thể của nàng, thậm chí ngay cả pháp vực tựa như là đều đã mất đi khống chế. Nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày dài nhỏ của Hồng Lân khẽ nhíu lại, trên gương mặt vũ mị tràn đầy ý lạnh, còn muốn thiêu đốt pháp vực hay sao? Thực cho rằng, ta còn sẽ chủ quan như lúc trước hay sao? Ở trước mặt một vị thánh giả đã có chuẩn bị, pháp vực thiêu đốt cũng không có hữu dụng như các ngươi nghĩ đâu. Tuy rằng thiêu đốt pháp vực có thể giúp người trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh cường đại, nhưng thánh giả có rất nhiều thủ đoạn hạn chế biện pháp này. Lúc trước đây Hồng Lân bị thương, thêm nữa là bản thân chủ quan, nếu không cho dù mấy người Thanh Dương trưởng môn bỏ ra một cái giá lớn, thảm trọng như thế nào cũng chưa hẳn thật có thể làm cho nàng bị thương. Mấy người các ngươi có lẽ xem như là tương lai của Thương Huyền Thiên đi à nha. Thật sự là đáng tiếc, ngay ở chỗ này, các ngươi sắp sửa bị ta bóp chết toàn bộ rồi. Hồng Lân nở nụ cười tươi, vũ mị, xinh đẹp, nhưng mà sự âm lãnh cùng sát cơ trong đôi mắt lại làm cho người ta cảm thấy không rét, mà run. Ngoại trừ hai tên biến thái đã chết trước kia, mấy người trẻ tuổi ở trước mắt này đều có được tiềm lực không tầm thường. Điểm này Hồng Lân có thể cảm ứng được rõ ràng. Hiện nay chư thiên đã bắt đầu có dấu hiệu loạn thế, nhưng những lúc như thế này lại luôn ẩn chứa đại cơ duyên. Ở bên trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều thiên kiêu bộc lộ hết tài năng, sau đó lấy được thành tựu mà dĩ vãng không cách nào tưởng tượng. Cái này là thời thế tạo anh hùng. Cho nên theo ý nào đó, ở trong thời đại đặc thù này đây, mấy người trẻ tuổi này đều có cơ hội thành thánh. Chỉ có điều cũng chính bởi vì như thế, nếu nàng có thể diệt trừ toàn bộ mấy người ở chỗ này, như vậy coi như là cắt đứt số mệnh tương lai của Thương Huyền Thiên. Vùng trời đất này sẽ khó lòng gượng dậy nổi. Các ngươi hãy hóa thành bụi bặm cùng với danh tiếng của Thương Huyền Thiên đi. Hồng Lân phất phất tay, mấy con chăn lớn đang quấn chặt lấy mấy người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền đột nhiên siết chặt lại, sức mạnh đáng sợ bộc phát, muốn gạt bỏ toàn bộ những người được coi là tương lai của Thương Huyền Thiên này đi. Ông, chỉ có điều đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, trong trời đất đột nhiên sáng lên, giống như là có thêm một vệt sáng xẹt qua, rõ ràng chỉ là một vệt sáng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác chói mắt như vậy, đồng thời, ở trong đó lại còn ẩn chứa một loại sắc bén khó có lời nào để miêu tả. Giống như là ở trước mặt nó, trên thế gian này không có gì là nó không thể cắt đứt vậy. Mà khi vệt sáng kia xẹt qua, mấy con chăn lớn đang quấn quanh mấy người Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư lập tức bị cắt thành mấy mảnh, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Vào lúc này, con ngươi của Hồng Lân đột nhiên phóng đại. Nàng có chút khó có thể tin cùng với kinh hãi chậm rãi quay đầu. Sau đó nàng nhìn thấy, ở đằng kia, có hai bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Sau đó nghiêng người dựa vào mấy tảng giá, biểu cảm trên mặt bình thản nhìn chằm chằm vào nàng. Hai người này đúng là Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh. Lý Thuần Quân xòe bàn tay ra, không gian ở trước mặt vỡ tan, rồi sau đó hắn thản nhiên lấy ra một thanh kiếm dài ba xích. Sở Thanh thì là duỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu về phía Lý Thuần Quân nói, vào lúc này không phải là nên nói câu gì đó mới có vẻ rất có khí thế hơn sao? Lý Thuần Quân không theo kịp tiết tấu của Sở Thanh, cho nên chỉ có thể trung thực lắc đầu. Sở Thanh sờ đầu, ánh mắt nhìn qua nữ thánh giả của thánh tộc đang đờ đẫn nhìn họ, nhếch miệng cười rộ lên, nụ cười tươi sáng lạn. Thật xin lỗi nhé. Chúng ta không chết. Còn có, thánh giả thì rất giỏi sao? Hiện tại lão tử cũng là thánh giả rồi. Khi một chữ cuối cùng vang lên từ trong miệng của Sở Thanh, vùng trời đất này lập tức xuất hiện dị biến, chỉ thấy được nguyên khí mênh mông giống như là thủy triều trào lên, hư không ở phía sau hai người tựa như là bị cắt rời ra tạo thành một khu vực ở bên ngoài nơi bọn họ đang đứng. Ở sau lưng Lý Thuần Quân giống như là tạo thành một đại dương kiếm khí bao la,
bát ngát, kiếm khí ở trong đó giống như là những chú cá chép trắng bơi lội, phóng thích ra chiến ý cùng kiếm ý sắc bén, mà ở sau lưng Sở Thanh thì là có một vầng mặt trời màu xanh bay lên, chiếm cứ cả nửa bầu trời làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác hùng hồn, mênh mông. Cuối cùng, ở bên trong đại dương kiếm khí cùng mặt trời màu xanh có một điểm sáng bay ra, cuối cùng đã rơi vào trên đỉnh đầu Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh. Điểm sáng kia giống như là hạt giống nhanh chóng sinh trưởng, tạo thành nụ hoa, cuối cùng, cánh hoa mềm rủ xuống tách ra, một đóa thánh liên tản ra khí tức thần thánh cùng sức mạnh mênh mông to lớn xuất hiện ở, trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Giờ này khắc này, hô hấp của tất cả mọi người ở trong không gian đều trở nên nặng nề hơn, trong ánh mắt hiện lên biểu cảm rung động. Bọn họ đều minh bạch hai đóa thánh liên kia đại biểu cho điều gì. Ở thời khắc then chốt này, hai người Sở Thanh và Lý Thuần Quân dĩ nhiên là đồng thời đột phá thánh giả cảnh. Nhìn qua thánh liên thần thánh đang từ từ nở ra ở bên vai của hai người, võ giả pháp vực cảnh, ở hai bên đều cảm giác được một loại cảm giác giống như là rơi vào đầm rồng hang hổ. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng đột phá thánh giả cảnh là gian nan bực nào. Pháp vực cảnh cùng thánh giả cảnh, mặc dù chỉ chênh lệch nhau một bậc nhưng một bậc này lại như một ngọn núi cao ngút, không nhìn thấy đỉnh. Từ xưa đến nay đã không biết bao nhiêu thiên kiêu đến tận lúc chết vẫn còn ôm hận, vì chưa leo được lên đến đỉnh núi. Cho nên trong dĩ vãng, khi có bất cứ một người nào đột phá thánh giả cảnh, thì đều được coi là chuyện lớn kinh thiên động địa, tông môn có thánh giả sẽ mở tiệc công bố cho toàn bộ thiên hạ đều biết. Mà hiện tại, bọn họ nhìn thấy một lần có tận hai người đột phá. Nếu như không phải còn có lý trí tồn tại thì những võ giả pháp vực cảnh, ở đây chỉ sợ đều có một loại ảo giác thánh giả là, đột phá dễ dàng như thế, ta muốn thì ta cũng làm được. Chỉ có điều ngoài sự rung động, thì người ở hai bên chiến tuyến lại còn xuất hiện cảm xúc khác nhau. Pháp vực cảnh bên phía Thương Huyền Thiên là hân hoan phấn chấn, bởi vì bọn họ cũng minh bạch, vào lúc này đột nhiên nhiều ra hai vị thánh giả, đây tuyệt đối đủ để triệt để thay đổi cục diện yếu thế hiện nay. Mà sắc mặt của võ giả pháp vực cảnh bên phía thánh tộc thì là dần dần có chút ngưng trọng. Chỉ trong chớp mắt, cục diện tựa hồ đã bắt đầu có chút bất lợi đối với bọn họ rồi. Mà so sánh với những người khác thì vào lúc này, chỉ sợ Hồng Lân kia mới là người có tâm tình bết bát nhất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào thánh liên ở trên vai phải của hai người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, thậm chí nàng còn dùng sức dụi dụi hai mắt của mình. Nàng hoài nghi bản thân có thể là xuất hiện ảo giác. Chỉ có điều thực tế thì cực kỳ tàn khốc. Dị tượng của trời đất xuất hiện ở sau lưng Lý Thuần Quân, cùng Sở Thanh và sức mạnh ẩn chứa trong đó, làm cho nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm. Vì vậy sắc mặt của Hồng Lân cũng cực kỳ khó coi, ở trong ánh mắt còn có biểu cảm đố kỵ hiện lên. Bởi vì nàng có thể cảm thụ được Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh hoàn toàn là dựa vào tích lũy cùng với tiềm lực của bản thân để bước ra một bước kia, cho nên sau khi bọn họ đột phá thánh giả cảnh, khí thế mới có thể hùng hậu như thế. Mà so sánh với hai người, việc nàng đột phá thánh giả cảnh cũng có vẻ không hề chân thật, bởi vì nàng đây là bị bàn cờ Thiên La nuông chiều cho hư, cưỡng ép bước ra một bước kia. Cho nên đừng nói là đối mặt với thánh giả chính thức, nàng chỉ có đường thua mà thôi. Mà ngay cả một vị nàng đều không đánh lại, huống chi là hai vị. Chết tiệt, bọn họ không phải là đã bị ta giết chết rồi hay sao? Như thế nào còn có thể hoàn thành đột phá? Vào lúc này, toàn thân của Hồng Lân đều đang run rẩy, nàng phẫn nộ mà hối hận. Dựa theo lẽ thường, sinh cơ tán đi. Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân căn bản không có khả năng hoàn thành đột phá, nhưng hiện nay bọn họ lại chân thật đã trở thành thánh giả, như vậy chỉ có thể nói là lúc trước khí tức của bọn họ cũng không triệt để đoạn tuyệt, chỉ có điều là nàng trong lúc nhất thời sơ sẩy không có phát giác được mà thôi. Mà một lần sơ sẩy như vậy đã dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt của Hồng Lân không ngừng biến ảo, chợt ngay sau đó, nàng đột nhiên đạp lên không trung bay đi, hư không ở dưới chân nàng nhộn nhạo, mà thân hình của nàng thì là hóa thành một làn sương mù màu hồng, tiêu tán ở giữa trời đất. Không ngờ nàng lại lựa chọn tránh lui. Nhìn qua bóng người biến mất ở trong làn sương mù màu hồng kia, sắc mặt của Lý Thuần Quân vẫn cực kỳ hờ hững, chợt hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay. Hưu! Trong một cái chớp mắt kia, từ trong đại dương kiếm khí, ở sau lưng hắn chợt có ngàn vạn luồng kiếm khí bay lên không trung. Những luồng kiếm khí kia sáng ngời mà cao lạnh giống như là ánh trăng. Khi chúng vừa xuất hiện, không khí ở bên trong vùng không gian này tựa hồ cũng bởi vậy mà trở nên sắc bén hơn, làm cho người ta cảm thấy dù chỉ hít thở thôi cũng có cảm giác đau đớn rất nhẹ. Một luồng kiếm khí trong này đều lăng lệ ác liệt, hung hãn, lại ẩn chứa sức mạnh thần diệu hơn so với một đòn do Lý Thuần Quân dốc hết toàn lực, bộc phát toàn bộ sức mạnh trước đây. Lý Thuần Quân đưa ngón tay chỉ về phía trước. Sau một cái chớp mắt, hơn vạn luồng kiếm khí kia phá không bay ra, hư không ở phía trước lập tức bị những kiếm khí kia nghiền nát. A! Sau khi kiếm khí xâm nhập vào trong hư không thì chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủn sau, đột nhiên có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Chỉ thấy được một chỗ hư không đột nhiên nghiền nát, có ánh sáng màu đỏ hiện lên, một bóng người chật vật chui ra.
Vô số ánh mắt nhìn qua bóng người chật vật kia, đúng là Hồng Lân, vừa lựa chọn tránh lui lúc trước. Vào lúc này, trên người nàng có vô số lỗ máu, nhìn qua thì cực kỳ thảm trọng. Chỉ có điều mọi người cũng biết những vết thương này đối với một vị thánh giả, cũng không coi vào đâu. Điểm nghiêm trọng duy nhất chính là thánh liên, hiện ra trên vai phải của Hồng Lân kia vào lúc này, bắt đầu nhanh chóng trở nên ảm đạm, cánh sen đang dần dần khô héo rồi rơi xuống, tàn lụi. Hiển nhiên là một kiếm vừa rồi của Lý Thuần Quân đã khiến cho nàng bị thương nặng hơn cả trước đây, khi bốn người Thanh Dương trưởng môn liều mạng đổi lấy. Khuôn mặt vốn dĩ là vũ mị của Hồng Lân kia vào lúc này cũng trở nên xám xịt, ảm đạm, đầy sợ hãi. Thánh nguyên ẩn chứa phía trên một kiếm kia của đối phương bá đạo vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Cái này là sức mạnh của thánh giả chân chính hay sao? Quả thật là mạnh hơn thánh giả đi đường tắt như nàng nhiều lắm. Nếu như không là vì lực sinh mệnh của thánh giả quá mức ương ngạnh, chỉ sợ vô số kiếm khí lúc trước đã có thể triệt để chém đứt toàn bộ sinh cơ của nàng. Này, còn có ta đấy. Mà khi Hồng Lân còn đang thầm cảm thán bản thân còn may mắn, thì đột nhiên có một tiếng cười vang lên, nàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy được Sở Thanh kia đang sờ lên cái đầu vẫn chọc trơn bóng như trước, sau đó nâng bàn tay lên. Ở phía trên ngón giữa thon dài của hắn, có thánh nguyên bàng bạc mênh mông hội tụ lại, cuối cùng biến thành một con thoi màu vàng sáng chói. Con thoi kia dài ước chừng hơn tấc, bên trên đó có đường vân cổ xưa không ngừng lan tràn, ngưng tụ. Chỗ mũi con thoi có lưu quang chuyển động, nguyên văn cổ xưa giống như là nòng nọc đang lưu động. Khi con thoi màu vàng này xuất hiện, ở phương xa kia, sắc mặt của Hồng Lân kịch liệt biến đổi, trong mắt có biểu cảm sợ hãi hiện ra, bởi vì này một khắc, nàng cảm thấy một luồng nguy cơ chí mạng đang phủ kín trong nội tâm. Tuy rằng lực sinh mệnh của thánh giả ương ngạnh, thế nhưng cũng không phải là không có cách nào để chết. Thực lực của nàng vốn dĩ là yếu hơn hai người này, lại phải đối mặt với bọn họ luân phiên tiến công, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn. Cho nên, Hồng Lân không chút do dự tiếp tục quay đầu chạy thục mạng. Việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là kéo dài thời gian. Sở Thanh lại cũng không thèm để ý Hồng Lân trốn chạy, chỉ cần nàng còn ở bên trong vùng không gian này, vậy thì không có cách nào để đào thoát hắn tập trung. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, con thoi màu vàng trong tay khẽ run lên rồi lập tức biến mất. Đây là Kim Quang Lạc Thánh Toa. Con thoi màu vàng biến mất, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủn sau, ở bên trong vùng không gian này giống như là có thêm một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói kia cũng không quá to, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người lại đều có thể nghe rõ ràng. Bùm! Một chỗ không gian đột ngột vỡ ra, giống như là tấm gương bị nghiền nát, có vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra xung quanh. Một vệt sáng màu đỏ điên cuồng trốn chạy, mà ở phía sau nó, một vệt sáng màu vàng đuổi sát theo như ảnh tùy hình. Ngay sau đó, vệt sáng màu vàng đột nhiên xẹt qua, xuyên thấu vệt sáng màu đỏ kia. Phốc! Sau đó, vệt sáng màu đỏ kia cũng dần dần tán đi, ở bên trong đó có thân hình uyển chuyển, xinh đẹp hiện ra. Vào lúc này, nàng có chút gian nan cúi đầu, chỉ thấy được ở chỗ ngực xuất hiện một cái lỗ máu, từ bên trong có chất lỏng màu vàng đang chảy ra. Thánh nguyên cường hãn bá đạo kia giống như là nước lũ trút xuống mỗi một chỗ trong cơ thể. Ở thời khắc này, thánh liên vốn dĩ là ảm đạm, tàn lụi ở phía trên chỗ vai phải của Hồng Lân càng ảm đạm đến cực hạn. Trong mắt của nàng tràn ngập sự sợ hãi, giọng nói the thé vang lên, Diễm Tu đại nhân cứu ta. Cứu ta không thể chết ở chỗ này. Nàng mới vừa thể nghiệm được sự mỹ diệu của thánh giả, sức mạnh vượt xa pháp vực cảnh này làm cho người ta cảm thấy say mê. Nhưng mà nàng mới thể nghiệm được nó trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nàng không muốn chuyện này trở thành chương cuối cùng của cuộc đời nàng. Chỉ có điều, lời kêu cứu của nàng cũng không có được đáp lại. Trước mặt của nàng, hư không nghiền nát, Lý Thuần Quân đạp không bay ra. Hắn cầm trường kiếm trong tay, sắc mặt đờ đẫn, giọng nói lạnh nhạt truyền ra, về sau lúc tế điện trưởng môn, ta cần một cái nghi thức tế lễ. Cho nên mượn đầu của ngươi dùng một lát nhé. Hồng Lân điên cuồng lắc đầu, sắc mặt vũ mị giờ cũng trở nên dữ tợn rất nhiều, thân hình của nàng hóa thành vô số bóng đen nhanh chóng lùi lại. Lúc trước, nàng đã bị một lần công kích luân phiên của hai người đánh cho trọng thương, hiện tại Thánh Liên đã phải thừa nhận cực hạn, nếu như lại tới một lần, rất có thể Thánh Liên sẽ bị chém rụng và kết cục của nàng không nói cũng biết. Khi đó, coi như là thánh giả cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ có điều nàng lui được nhanh, nhưng một luồng kiếm quang lại nhanh hơn. Luồng kiếm quang giống như là một vầng trăng sáng, lạnh lùng mà khắc nghiệt kia lóe lên. Trong trời đất vô số người đều nhìn thấy một luồng kiếm quang giống như cầu vồng xẹt qua cái cổ thon dài trắng nõn của Hồng Lân. Sau một cái chớp mắt, Lý Thuần Quân xuất hiện ở sau lưng Hồng Lân, hắn chậm rãi thu trường kiếm vào vỏ. Bang! Mà lúc này đóa thánh liên thần thánh ở trên vai phải của Hồng Lân thì là dần dần vỡ tan, chỉ trong vòng một cái chớp mắt này, trong trời đất giống như là có mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện, cuối cùng ầm ầm rơi xuống, dẫn động toàn bộ nguyên khí trong trời đất đều trở nên sôi trào sao động.
ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhật nguyệt rơi, thánh giả vẫn. Xùy. Mà đầu lâu của Hồng Lân phóng lên trời, trong đôi mắt đang trợn to của nàng tràn đầy biểu cảm không cam lòng cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, trong không gian này, tất cả mọi người ở cả hai bên đều mở to hai mắt, biểu cảm rung động che kín khuôn mặt. Cùng lúc đó, ở nơi mây mù lượn lờ trên không trung, sắc mặt của Trung Nguyên bình tĩnh nhìn qua quân cờ vừa bị nghiền nát kia, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Tu. Vào lúc này, khuôn mặt của người sau vặn vẹo, dữ tợn, đáng sợ. Trước đây, hắn nghiễm nhiên đã coi mình là thợ săn nhìn qua con mồi trong cạm bẫy hơn nữa, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà bây giờ, thì là thấy được con mồi trong cạm bẫy đột nhiên giãy giụa khỏi sự trói buộc, nhảy lên khỏi hố bẫy, hơn nữa còn hướng về phía hắn lộ ra răng nanh sắc bén, dữ tợn. Đây là chơi quá đà, đã thoát khỏi sự tính toán. Chỉ có điều Trung Nguyên không có hứng thú để ý tới cảm xúc của Diễm Tu, bởi vì ở thời khắc này, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh đặc thù, ra chỉ đến trên người của hắn. Mà tương đối, chấn động quanh thân Diễm Tu kia bắt đầu nhanh chóng bị suy yếu. Đây là hiệu quả đặc biệt của bàn cờ Thiên La đã phát động. Chu Nguyên duỗi thẳng cái lưng mỏi, thở ra một hơi dài, sau đó nở nụ cười tươi với Diễm Tu, giọng nói bình tĩnh vang lên từ trong kẽ răng, lại cuốn theo ý lạnh cùng sát cơ vô tận. Chó chết tiếp theo, chúng ta nên tính sổ rồi. Khi giọng nói ẩn chứa ý lạnh của kia của Chu Nguyên truyền đến thì khuôn mặt của Diễm Tu kia cũng trở nên khó coi, bởi vì hắn cũng đã nhận ra khí thế của Chu Nguyên đã bắt đầu tăng lên, và dường như là chưa có xu hướng ngừng lại. Điều này nói rõ sức mạnh gia trì của bàn cờ Thiên La đã bắt đầu chuyển rời đến trên người của hắn. Mà đổi ngược lại, khí thế của Diễm Tu thì là bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Đó là bởi vì ở dưới quy tắc mà bàn cờ Thiên La đã định, hiện tại hắn tính toán là một phương ở vào hoàn cảnh xấu. Cho nên thánh nguyên thuộc về hắn trực tiếp là bị bàn cờ Thiên La chuyển di sang đến trên người Trung Nguyên. Giờ này khắc này, Diễm Tu đột nhiên cảm thấy cái gì gọi là nâng tảng đá lên nện vào chân của mình. Nhưng loại biến cố này hiển nhiên là đã hoàn toàn vượt ra dự đoán trước đây của hắn. Dù sao hắn đã dùng bàn cờ Thiên La này rất nhiều lần rồi. Tuy rằng bàn cờ Thiên La này là một bảo vật rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là vật chết mà thôi. Theo quy tắc, nó có thể an bài đội ngũ của hai bên với thực lực tương đương nhau. Nhưng thân là người nắm giữ bàn cờ, Diễm Tu hoàn toàn có thể tìm đến mấy sơ hở, ví dụ như sử dụng phương pháp đặc thù làm cho Hồng Lân đột phá đến thánh giả, đánh vỡ cân đối giữa hai phe. Nhưng Diễm Tu nghìn tính vạn tính đều không thể tính toán đến cuối cùng Thương Huyền Thiên, bên này vậy mà sẽ có hai người lâm trận đột phá đến thánh giả. Dù sao phải biết rằng, trước đây, bởi vì có Thánh Nguyên làm nội gián cho nên đối với tình báo trong Thương Huyền Thiên, thánh tộc có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mà thân là thánh giả song liên cảnh. Diễm Tu tự nhiên có được tư cách quan sát những tư liệu này. Cho nên hắn biết rõ ràng mấy người Thanh Dương trưởng môn kia chính là tồn tại cao cấp nhất trong Thương Huyền Thiên, địa vị gần với Trung Nguyên, nhưng những lão gia hỏa này đã hao hết tiềm lực, xác suất đột phá thánh giả cảnh thật sự quá nhỏ. Mà về phần thế hệ trẻ như Sở Thanh, Lý Thuần Quân càng không đáng để lo vì mấy năm trước, bọn họ cũng mới đột phá pháp vực cảnh mà thôi, càng không khả năng có cơ hội đột phá thánh giả cảnh. Cho nên thánh tộc cũng không quá mức chú ý bọn họ. Diễm Tu cũng bởi vì lý do này nên tính sót những người này. Cuối cùng ai có thể nghĩ đến những con sâu cái kiến mà hắn đã bỏ qua này lại tạo thành cục diện nghịch chuyển hiện nay. Ông, ở bên trong chiến trường kia, sau khi liên thủ giải quyết Hồng Lân, Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân cũng không dừng lại, bọn họ không do dự vọt vào trong đội ngũ pháp vực cảnh của thánh tộc, thánh nguyên mênh mông tàn sát bừa bãi. Mà hai vị thánh giả vào bàn, không thể nghi ngờ là như hai con rồng lớn xâm nhập vào trong bầy sói, điên cuồng tán sát. Chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hai người đã mang đến cho đội ngũ bên phía thánh tộc thương vong khổng lồ. Răng rắc. Sau khi Sở Thanh, Lý Thuần Quân buông tay buông chân trắng trợn giết chóc, những quân cờ đại biểu cho cường giả pháp vực cảnh của thánh tộc bên trên bàn cờ Thiên La kia bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Sắc mặt của Diễm Tu càng ngày càng khó coi. Bởi vì ở bên phía đối diện, khí thế của Trung Nguyên càng ngày càng hùng hồn, cường hãn rồi. Bàn cờ Thiên La không ngừng ở suy yếu sức mạnh của bản thân hắn. Sau đó ra chỉ lên trên người Trung Nguyên. Trong mắt của Diễm Tu có hung quang không ngừng lập lòe. Hắn biết bản thân không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy. Nếu không chờ thực lực của đối phương vượt qua hắn thì dở rồi. Đến bây giờ, kế hoạch của hắn xem như triệt để thất bại. Cho nên, hắn chỉ có thể đổi một kế hoạch khác mà thôi. Trung Nguyên, đừng nên quá đắc ý. Tuy rằng bàn cờ Thiên La này có quy tắc của nó, nhưng chung quy lại ta mới là chủ nhân. Ở chỗ này, ưu thế của ta còn lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Diễm Tu âm trầm nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, chợt từ trên đầu ngón tay của hắn có một giọt thánh huyết màu vàng nhỏ xuống, rơi vào trong bàn cờ. Bàn cờ Thiên La, thu. Nếu chắc chắn thua cờ vậy thì cứ lật bàn là xong.
Tuy rằng một bộ phận sức mạnh đã ra chỉ đến trên người Chu Nguyên sẽ không lấy lại được, nhưng chung quy có thể tránh được cục diện triệt để thất bại. Sau khi tiếng quát của Diễm Tu vừa dứt thì bàn cờ Thiên La kia lập tức chấn động, chỉ thấy được bên trên đó giống như là có thêm khí lưu hư ảo bắt đầu bốc lên, rất nhiều quân cờ kia cũng bắt đầu nhạt dần. Ván cờ này đúng là muốn trực tiếp tán đi rồi. Nhìn qua cảnh tượng này, Chu Nguyên cười nói, không ngờ thánh giả song liên cảnh như ngươi mà cũng biết ăn gian. Không thắng được thì lật bàn. Diễm Tu lại cũng không tỏ vẻ để ý tới lời chào phúng của Chu Nguyên, chỉ có điều tốc độ tiêu tán của bàn cờ cũng nhanh hơn. Đột nhiên vào lúc này, Chu Nguyên nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trên bàn cờ và thản nhiên nói, chỉ có điều, ván cờ này ngươi muốn bày thì bày, muốn rút thì rút, cũng không khỏi hơi quá đáng. Diễm Tu mở mắt ra, vậy ngươi lại có thể làm thế nào? Mà khi giọng nói cứng rắn của hắn còn chưa dứt thì Diễm Tu đột nhiên phát hiện những quân cờ bên trên bàn cờ Thiên La kia, mặc dù một mực biến ảo qua lại giữa hư ảo cùng thực chất, lại thủy chung khó có thể chính thức biến mất. Tựa hồ là bị một luồng sức mạnh quấy nhiễu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi của Diễm Tu co rụt lại. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu rõ ra, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Chu Nguyên, là ngươi động tay động chân hay sao? Thân là chủ nhân của bàn cờ Thiên La, sau khi cẩn thận quan sát, hắn cũng nhanh chóng cảm ứng được, ở trong bàn cờ, chẳng biết lúc nào đã có nhiều hơn mấy nguyên văn cổ xưa. Những nguyên văn kia cũng không phá hư bàn cờ Thiên La, lại tạo thành một loại lực quấy nhiễu đặc biệt, đúng là loại lực quấy nhiễu này làm cho ý nghĩ muốn lật bàn, hủy ván cờ của hắn rơi vào khoảng không. Tuy rằng loại quấy nhiễu này là tạm thời, nhưng hiển nhiên, Chu Nguyên cũng chỉ cần chút thời gian ngắn ngủi này, để làm cho thắng bại của ván cờ này càng ngày càng rõ ràng ra mà thôi. Khóe miệng của Chu Nguyên nhếch lên tạo thành một nụ cười xâm lãnh, ngươi mới chuẩn bị thua đã lập tức muốn chơi xấu, thực cho rằng ta là bùn nạn hay sao? Ngươi! Trong mắt của Diễm Tu có tức giận cùng sát cơ bắt đầu hiện lên. Nhưng mà vào lúc này cùng nộ cũng không có tác dụng gì. Hiện nay, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực khống chế bàn cờ Thiên La, không ngừng truyền thánh nguyên vào, ý đồ xóa bỏ những nguyên văn có tác dụng quấy nhiễu kia của Chu Nguyên. Nhưng hiệu quả lại cũng không đặc biệt rõ ràng, thủ pháp của Chu Nguyên cực kỳ cao thâm, bí ẩn hơn nữa bàn cờ Thiên La vốn dĩ là một bảo vật có chút đặc thù, tất cả cần tuân theo quy tắc nhất định, nếu không căn bản khó có thể tồn tại. Cho dù Diễm Tu là chủ nhân của bàn cờ Thiên La này, nếu như muốn ăn gian thì cũng cần tìm kiếm và nhắm vào mấy lỗ thủng đặc thù, mà không thể tùy ý cải biến. Chuyện này làm cho ý đồ muốn xóa bỏ những nguyên văn có tác dụng quấy nhiễu kia của Chu Nguyên càng thêm gian nan rồi. Mà thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua, phía trên bàn cờ không ngừng có quân cờ đại biểu cho cường giả của thánh tộc pháp vực cảnh bị gạt bỏ vỡ tan. Vào lúc này, khuôn mặt vốn dĩ là thong dong kia của Diễm Tu đã sớm hóa thành tái nhợt, biểu cảm trong mắt đã biến thành nổi giận cùng hối hận. Nhanh, nhanh! Hàm răng của Diễm Tu nghiến chặt, tiếng cót két không ngừng vang lên, hắn có thể cảm giác được bản thân đã sắp sửa xóa bỏ hết những nguyên văn có tác dụng quấy nhiễu kia của Chu Nguyên rồi. Nhưng mà cũng trong đoạn thời gian này, thánh nguyên trong cơ thể của hắn đã nhanh chóng suy yếu. Ở phía trước hắn, Chu Nguyên hơi ngửa ra sau, khoanh hai tay, gối ở sau ót, mây mù tựa như là hóa thành một chiếc ghế nằm cho hắn ngả lưng, nhìn qua trông hắn cực kỳ nhàn nhã. Chỉ có điều, mặc dù hắn không làm bất cứ chuyện gì, chỉ nhàn nhã nằm đó, nhưng khí thế phát ra từ trong cơ thể của hắn kia đã cường hãn, đến mức cực kỳ đáng sợ. Bùm! Một lúc sau, có một tiếng nổ nhẹ truyền ra, sau đó Diễm Tu nhìn thấy từ bên trong bàn cờ Thiên La, có một đám sương mù màu đen từ từ bay lên. Trong mắt của hắn có biểu cảm cuồng hỉ hiện ra, những nguyên văn có tác dụng quấy nhiễu kia trong bàn cờ này của Chu Nguyên, cuối cùng là bị hắn xóa bỏ sạch rồi. Thu! Tiếng quát chói tai của Diễm Tu vang lên, bàn cờ Thiên La lập tức chấn động, tất cả những quân cờ ở bên trên đó lập tức bị đánh tan, hóa thành từng đám sương mù. Ngay sau đó bàn cờ hóa thành một luồng sáng màu đen và chui vào trong miệng Diễm Tu. Sức mạnh kỳ lạ tràn ngập không gian này cũng lặng yên tán đi. Chu Nguyên, bây giờ, ngươi! Ngươi! Diễm Tu ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, trong mắt có sát cơ tuôn ra. Nhưng vào lúc này, biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt của hắn đột nhiên cứng lại. Bởi vì ở phía trước của hắn, Chu Nguyên đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như là một dòng nước lạnh rét thấu xương, ngay cả hư không đều có dấu hiệu bị đóng băng. Đương nhiên chuyện làm cho sắc mặt của Diễm Tu khó coi, thực sự không phải là biểu cảm ở trên mặt của Chu Nguyên, mà là uy áp mênh mông phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên kia. Vốn dĩ tu vi của Chu Nguyên là ở vào cấp độ thánh giả nhất liên cảnh đỉnh phong, mà Diễm Tu thì là thánh giả song liên cảnh đỉnh phong. Bàn về thực lực, người sau có thể so sánh với loại cường giả đỉnh phong có uy tín lâu năm như Vạn Tổ Đại Tôn. Cho nên theo cấp độ, nếu như không có sức mạnh của Thương Huyền Thiên gia trì, chênh lệch giữa Chu Nguyên cùng Diễm Tu đích thật là không nhỏ. Nhưng bây giờ, dựa vào khí thế phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên,
thì hắn đã sớm đột phá thánh giả nhất liên cảnh giới hạn, bước vào cấp độ thánh giả song liên cảnh. Mà trái ngược với hắn, tu vi của Diễm Tu thì là từ thánh giả song liên cảnh đỉnh phong cảnh, ngã xuống thành thánh giả song liên cảnh phổ thông. Theo ý nào đó, tu vi của Diễm Tu hiện tại còn kém hơn Chu Nguyên một bậc. Chuyển biến thực lực giữa hai bên trực tiếp làm cho Diễm Tu có cảm giác choáng váng, bởi vì hắn đã phát hiện kế hoạch mà hắn hao tổn tâm cơ thiết lập với mục đích giải quyết Chu Nguyên dễ dàng hơn. Kết quả cuối cùng chính là hắn lại tự bê đá đập chân mình, khiến cho tu vi của mình ngã xuống thành thánh giả song liên cảnh phổ thông, sau đó còn làm cho thánh giả nhất liên cảnh là Chu Nguyên đột phá thành thánh giả song liên cảnh mạnh hơn hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giờ này khắc này, Diễm Tu không nhịn được muốn phẫn nộ, nghi vấn chính mình tại sao lại vẽ rắn thêm chân, tự mình hai mình như vậy. Khi Diễm Tu còn đang cảm thán đến hoài nghi nhân sinh thì Chu Nguyên lại không muốn nói nhảm gì với đối phương, bởi vì thời cơ hắn chờ đợi đã tới. Trước đây, chênh lệch thực lực giữa hai bên khá lớn, hơn nữa còn là Diễm Tu mạnh hơn hắn, cho nên việc hắn cần làm là nhẫn nại cùng khắc chế. Nhưng mà hiện tại nhờ có bàn cờ thiên la, chênh lệch thực lực giữa hai bên lại xuất hiện sự nghịch chuyển giống như một trò đùa vậy. Hiện tại, tu vi của hắn có lẽ được tính là thánh giả song liên cảnh hậu kỳ. Mà trái lại, Diễm Tu thì là bị suy yếu đến trình độ thánh giả song liên cảnh sơ kỳ. Ngươi làm như vậy thật là làm cho ta cảm thấy có chút xấu hổ đấy. Cảm thụ được sức mạnh mênh mông đang dâng trào ở trong cơ thể của mình, Chu Nguyên không nhịn được mà mỉm cười. Còn bên phía đối diện, khuôn mặt của Diễm Tu tái nhợt, lửa giận trong mắt đã gần như là biến thành thực chất. Nhưng Chu Nguyên lại không có hứng thú xem nét mặt của đối phương, hắn bước ra một bước, lập tức vùng trời đất này bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Diễm Tu kia cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ hiện ra ở trong trời đất này. Uỳnh! Chỉ thấy được vào lúc này, bầu trời trong vùng không gian này tựa như là bị xé nứt ra. Sau đó người tác chiến của hai bên đều kinh hãi nhìn thấy, từ bên trong những vết rách ở trên bầu trời kia lại là, có thêm từng vệt sáng lộng lẫy lưu quang gào thét lao xuống. Còn nếu như nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện, ở bên trong những vệt sáng kia tựa như là từng quả cầu ánh sáng sắc thái lộng lẫy, phía mặt ngoài quả cầu ánh sáng hiện ra hình ảnh núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần. Đó là từng không gian cỡ nhỏ. Có người kinh hãi lên tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện, những quả cầu ánh sáng lộng lẫy kia lại là từng không gian cỡ nhỏ. Hiển nhiên đây là Chu Nguyên dùng sức di chuyển rất nhiều không gian cỡ nhỏ, sau đó áp xúc, cuối cùng lại coi chúng như là thiên thạch nện xuống. Bản lĩnh đáng sợ như thế quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nghe đồn tổ long khẽ động một ý niệm thì toàn bộ thiên nguyên giới sẽ đều chịu chấn động, đây là chuyển thiên chi lực. Mà Chu Nguyên không có cách nào để đạt tới loại cấp độ này, nhưng mượn tổ long bàn thiên thuật cùng với sức mạnh hiện nay của hắn ngược lại là có thể di chuyển rất nhiều không gian cỡ nhỏ. Rầm rầm, nhìn thấy những quả cầu ánh sáng lộng lẫy đang gào thét lao tới kia, sắc mặt của Diễm Tu kia cũng không nhịn được mà biến đổi. Hiển nhiên là hắn cũng đã nhận ra đòn tấn công này của Chu Nguyên hung hãn như thế nào. Coi như là hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám khinh thường đòn tấn công như vậy, huống chi hiện nay địch mạnh ta yếu. Hiển nhiên là lần động thủ này, Chu Nguyên đã không muốn thăm dò nữa, cho nên ra tay là sát chiêu. Đòn tấn công hủy diệt hàng lâm, Diễm Tu làm sao dám do dự, hắn hét to một tiếng, thánh nguyên nhanh chóng vận chuyển, mọi người chỉ thấy được từ trên đỉnh đầu của hắn có một vệt sáng màu đen bay lên. Vệt sáng màu đen hiện ra giữa không trung và nhanh chóng biến thành một bàn cờ vô cùng khổng lồ, giống như một tòa đại lục vậy, chắn ngang hư không, che khuất bầu trời. Bàn cờ này tự nhiên là thánh vật song liên kia của Diễm Tu, bàn cờ thiên la, bên trên bàn cờ có vô số nguyên văn cổ xưa bay lên, cuối cùng tựa như là tạo thành từng quân cờ, có đen có trắng, quân cờ hóa thành vầng sáng bay lên không trung, ngăn cản những không gian cỡ nhỏ bị áp xúc thành quả cầu ánh sáng kia. Rầm rầm, hai bên va chạm nhau, lập tức có tiếng nổ lớn, inh tai vang lên, toàn bộ không gian đều chấn động, sóng lớn cao mấy vạn trượng bị nhấc lên, điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy mọi thứ trên đường nó đi qua. Vào lúc này, trên mặt của võ giả pháp vực cảnh của hai bên đều lộ vẻ thống khổ, nguyên khí trong cơ thể sao động giống như là mất đi khống chế. Bên trên hư không, những quả cầu ánh sáng, do không gian cỡ nhỏ biến thành bị vô số quân cờ đen trắng chặn đường, chỉ có điều cuối cùng vẫn có cá lọt lưới xuyên thấu qua tầng phòng ngự của quân cờ, rơi vào bên trên bàn cờ kia. Ầm ầm, bàn cờ giống như là một tòa đại lục kia lập tức chấn động, bên trên đó có hố sâu khổng lồ xuất hiện, vết rách giống như là vực sâu lan tràn về bốn phương tám hướng xung quanh. Phụt, mà mỗi khi bàn cờ thiên la bị nện ra một cái hố to thì Diễm Tu kia lại phun ra một búng máu tươi, sắc mặt cũng trắng hơn một phần. Đáng giận, Diễm Tu nổi giận gào thét. Nếu như lúc này hắn vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong thì hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn cản đòn tấn công của Chu Nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì một loạt thao tác trước đây, hiện tại thực lực của hắn ngược lại không bằng Chu Nguyên,
Chính vì thế chiến đấu cũng phải cố hết sức. Lửa giận ở trong lòng làm cho hắn không nhịn được muốn phản công, đánh lại Trung Nguyên. Nhưng cuối cùng hắn cưỡng ép nhẫn nại ý định này xuống, bởi vì khả năng phòng ngự của bàn cờ Thiên La này cực kỳ xuất sắc. Mượn bàn cờ thủ hộ, Trung Nguyên cho dù có thể lấy được ưu thế, nhưng cũng không thể thật sự làm gì được hắn. Nhưng nếu như hắn buông bỏ ưu thế phòng ngự của bàn cờ Thiên La, chuyển sang thế tấn công, như vậy ngược lại sẽ bị đẩy vào tiết tấu của Trung Nguyên, đến lúc đó hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hô! Nghĩ đến đây, Diễm Tu thở ra một hơi dài, hắn ấm trầm liếc nhìn Trung Nguyên, chợt thân hình của hắn dần dần hóa thành hư ảo, cuối cùng xuất hiện ở phía dưới bàn cờ Thiên La. Mà bàn cờ Thiên La chấn động, có từng vệt sáng rủ xuống, tựa như là ngàn vạn tua cờ vậy, thủ hộ hắn ở trong đó. Chu Nguyên, lúc này đây, coi như là vận khí của ngươi không tệ, chỉ có điều đáng tiếc chính là, ngươi cũng không phải là người thắng. Từ bên trong, giọng nói âm lãnh của Diễm Tu truyền ra. Chu Nguyên nhíu mày, Diễm Tu này không có nén giận ra tay, giao đấu chính diện với cùng hắn. Chuyện này làm cho hắn có chút thất vọng, bởi vì trải qua lần thăm dò lúc trước, hắn phát hiện bàn cờ Thiên La này của đối phương đích thật là cái xác rùa đen siêu cấp. Nếu như Diễm Tu co đầu rút cổ, trốn ở đằng sau thì Chu Nguyên cũng khó có thể làm gì được hắn. Dù sao muốn đánh vỡ một thánh vật song liên quá khó khăn. Hơn nữa, Chu Nguyên còn có chút để ý đến câu nói lúc trước kia của Diễm Tu. Xem ra ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Đó là gì vậy? Chu Nguyên giống như là chê cười mà hỏi. Diễm Tu mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hung quang, hắn cười lạnh, không cần khích tướng. Cho dù ta nói cho ngươi biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, thánh tộc ta chỉ tiến công Thương Huyền Thiên với một con đường này hay sao? Tuyến phòng ngự ở bên ngoài Thương Huyền Thiên có 3 khu, ngoại trừ ngươi thì còn có 2 khu do 2 vị thánh giả song liên cảnh trấn thủ nhỉ. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì sao bên này chúng ta đánh đến kinh thiên động địa, nhưng bên kia lại không có nửa điểm tin tức truyền đến hay sao? Chu Nguyên mặt không biểu tình, trong lòng lại không nhịn được trầm xuống. Diễm Tu giống như là có thể đoán được tâm cảnh lúc này của Chu Nguyên đang chấn động, lúc này nụ cười mỉa mai trên khóe miệng càng rõ ràng, ta còn có thể nói cho ngươi biết. Người chủ trì việc tiến công phòng tuyến kia chính là trưởng lôi cổ thánh của thánh tộc ta, tính toán thời gian, phòng tuyến bên kia có lẽ cũng không sai biệt lắm đã đình trệ đi à nha. Trưởng lôi cổ thánh có lẽ rất nhanh sẽ đuổi đến bên này. Đến lúc đó, ngươi lại có thể thế nào? Chu Nguyên, thánh tộc ta hoành áp chư thiên chính là chiều hướng phát triển, các ngươi dù muốn ngăn cản thì cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Chu Nguyên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì không khỏi trầm xuống, áp lực mà thánh tộc mang đến hoàn toàn chính xác quá mức trầm trọng. Chỉ có điều thế thì làm sao? Chẳng lẽ bởi vì thánh tộc thế cường mà chư thiên phải bỏ qua việc chống cự, tùy ý để thánh tộc nô dịch hay sao? Lúc nguy nan tự nhiên là sẽ có người đứng ra. Chu Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diễm Tu, thản nhiên nói, mặc kệ trưởng lôi cổ thánh kia có chạy đến hay không, nhưng ở trước đó, ta sẽ thu thập ngươi. Ta nói rồi, 4 vị trưởng môn cần ngươi tới chôn cùng. Dõng dạc. Diễm Tu nghiền ngẫm cười cười. Nói, lần này đích thật là ta nâng đá lên tự đập vào chân của mình, khiến cho bản thân rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà Trung Nguyên, nếu như ta dựa vào sức mạnh bàn cờ Thiên La để phòng ngự thì ngươi cũng không làm gì được ta. Ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, cuối cùng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Vậy hay sao? Trung Nguyên mở mắt ra, trong mắt có hung quang xẹt qua. Uỳnh! Nhưng mà vào lúc này, lại là có thêm một tòa không gian cỡ nhỏ bị áp xúc giống như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng phòng ngự của bàn cờ Thiên La, đập xuống. Chỉ có điều lúc này đây, khi thiên thạch kia rơi xuống, Diễm Tu kia đột nhiên cảm thấy chuyện không đúng. Bởi vì không có sức mạnh đáng sợ trùng kích, bản thân hắn cũng không có bị đánh đến thổ huyết. Diễm Tu tâm niệm vừa động, lập tức nhìn về chỗ thiên thạch kia rơi xuống. Sau đó hắn phát hiện, ở chỗ thiên thạch kia rơi xuống đột nhiên có đường vân ánh sáng rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, và nhanh chóng lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Những đường vân ánh sáng kia cực kỳ phức tạp, khó hiểu, hơn nữa giống như là mực nước không chỗ nào là không lọt, nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong bàn cờ Thiên La. Mà chuyện làm cho Diễm Tu có chút hoảng sợ chính là, hắn phát hiện bản thân đã mất đi khả năng khống chế ở những chỗ mà đường vân ánh sáng lướt qua. Phong ấn. Giờ này khắc này, Diễm Tu đã hiểu rõ ràng, ở bên trong thiên thạch này thực sự không phải là không gian cỡ nhỏ, mà là một nguyên thuật ẩn chứa năng lực phong ấn cường đại. Chu Nguyên đây là ý định tạm thời phong ấn bàn cờ Thiên La. Mà đã mất đi tầng xác rùa đen này bảo hộ, Diễm Tu sẽ triệt để bạo lộ ở trước mặt sự tập trung tràn đầy ác ý của Trung Nguyên, còn không có biện pháp để trốn đi. Nhìn qua sắc mặt đang kịch liệt biến đổi của Diễm Tu, sắc mặt của Trung Nguyên cũng trở nên lạnh lẽo, hai tay của hắn kết ấn, có tiếng thì thầm vang lên, phong thánh thiên cấm triện. Khi hắn vừa dứt lời, thì vô số đường vân ánh sáng khó hiểu ở trên bàn cờ Thiên La kia tựa như là
hóa thành những chữ triện cổ xưa, bao phủ quanh bàn cờ. Mà vào lúc này, bàn cờ Thiên La cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Bàn cờ giống như là đại lục kia vào lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng ở dưới ánh mắt khó có thể tin của Diễm Tu, bàn cờ thu nhỏ đến kích thước vừa lòng bàn tay, rồi lung la lung lay rơi xuống trước mặt của hắn. Bàn cờ Thiên La rơi xuống ở trước mắt làm cho Diễm Tu cảm thấy khí lạnh từ bàn chân bay thẳng lên đến đỉnh đầu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trong tay Chu Nguyên vậy mà nắm giữ lấy một loại nguyên thuật phong ấn lợi hại như thế, thậm chí ngay cả thánh vật song liên này của hắn cũng bị phong ấn. Tuy rằng hắn có thể cảm ứng được loại phong ấn này chỉ là tạm thời, nhưng mà hiện tại ở trong cục diện này, điều đó lại đã thành khiến cho hắn yếu thế hơn, bởi vì mất đi sự bảo hộ của bàn cờ Thiên La, hắn thật sự là có chút phiền phức. Mà trong khi Diễm Tu còn chưa hồi phục tinh thần thì Trung Nguyên cũng không chịu cho hắn có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, tâm niệm vừa động, mấy viên thiên thạch ẩn chứa không gian cỡ nhỏ cuối cùng kia lại gào thét tới. Sắc mặt của Diễm Tu khẽ biến, thân hình của hắn tựa như là một tia chớp nhanh lùi lại. Trong khi lùi lại, thân hình còn trở nên mờ ảo, hư hư thật thật tựa như ở vào trạng thái đan xen giữa thực chất cùng hư ảo. Cùng lúc đó, hai tay của hắn kết ấn, thánh đồng giữa mi tâm chậm rãi mở ra. Ở trong thánh đồng kia có 9 điểm sáng lóng lánh. Từ ở bên trong thánh đồng này có hào quang thần bí gào thét lao ra, sau đó tạo thành 9 cái xúc tu ánh sáng khổng lồ. Lấy thánh đồng làm trung tâm, những cái xúc tu ánh sáng kia nhẹ nhàng phiêu động. Long tu hỏa. Ngay sau khi những cái xúc tu ánh sáng kia xuất hiện, Diễm Tu đột nhiên quát lên một tiếng chói tai. Ngay sau đó, ở bên trong thánh đồng lại là có thêm ngọn lửa màu vàng được phun ra. Ngọn lửa kia dài nhỏ tựa như là râu rồng đong đưa, tản ra nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Chu Nguyên có cảm giác, ngọn lửa này chỉ sợ là có thể hòa tan cả một không gian cỡ nhỏ trong chớp mắt. Phốc, phốc. Và đúng như những gì hắn đã suy nghĩ, khi long tu hỏa gào thét lao ra, va chạm với thiên thạch ẩn chứa không gian cỡ nhỏ đang rơi xuống kia, thì lập tức có âm thanh chói tai vang lên, thiên thạch lập tức hòa tan, hóa thành nham tương màu đỏ đậm bắn tung tóe ra xung quanh. Uỳnh. Chỉ có điều còn không đợi Diễm Tu kia vì vậy mà buông lỏng một hơi, đột nhiên cả bầu trời nghiền nát, chỉ thấy được một nắm đấm khổng lồ ầm ầm đánh xuống, phía trên nắm đấm khổng lồ kia cuốn theo sức mạnh mênh mông to lớn. Ầm ầm. Sức mạnh mênh mông ẩn chứa phía trên nắm đấm khổng lồ kia gọn gàng mà linh hoạt đánh tan hơn 10 đốm long tu hỏa dài nhỏ, sau đó tiếp tục dùng một loại tư thái ngang ngược bá đạo, đánh lên trên thân thể nửa hư ảo nửa thực chất kia của Diễm Tu. Diễm Tu bị nắm đấm này đánh bay ra hơn vạn dặm, một búng máu tươi phun ra. Mặc dù nhìn qua trông hắn cực kỳ chật vật nhưng thực tế thì thương cũng không nặng lắm, hiển nhiên là thân hình giống như là hư ảo kia đã hóa giải một phần lớn uy lực của đòn công kích kia rồi. Thật sự là chịu được đánh. Nhìn qua Diễm Tu vẫn đang bị bản thân áp chế, lại thủy chung không che giấu nụ cười vui vẻ ở trên mặt, Chu Nguyên cũng không nhịn được mà lắc đầu, lực sinh mệnh của thánh giả quá mức ương ngạnh rồi. Nếu như không thể hủy diệt thánh liên, cho dù đối phương chỉ còn lại có một giọt thánh huyết thì cũng có thể nhanh chóng trùng sinh. Chu Nguyên, người muốn giết chết ta, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viễn vông. Diễm Tu kia dù mặt đầy bụi đất, vẫn như cũ là dữ tợn gào thét. Hiện tại thời gian đang ở phe ta, chỉ cần ta có thể kéo chân ngươi thêm mấy phút. Chờ trưởng lôi cổ thánh đến, nhất định phải khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Nguyên không để ý đến những lời gào thét của Diễm Tu. Mặc dù hắn cũng minh bạch lời đối phương nói hoàn toàn chính xác là sự thật, bản thân cũng không còn quá nhiều thời gian, thậm chí chỉ có mấy phút mà thôi. Mà trong một thời gian ngắn ngủi như thế, hắn muốn giết chết một vị thánh giả song liên cảnh, hoàn toàn chính xác không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ có điều, không có cách nào để giết chết lại không có nghĩa là Chu Nguyên, thật sự không có thủ đoạn thu thập đối phương. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên đạm mạc nhìn chằm chằm vào Diễm Tu đang giữ tợn gào thét kia, ánh mắt lạnh lẽo của hắn thật ra khiến cho người sau đột nhiên cảm thấy bất an nên, cũng quên mất cả việc gào thét. Mà trong khi Diễm Tu còn đang thấy khó hiểu với cảm giác bất an ở trong lòng của mình, thì hắn thấy được bàn tay của Chu Nguyên nắm chặt, một vệt sáng màu đen lưu chuyển ở phía trên đầu ngón tay, cuối cùng hóa thành một cây bút đen lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của người sau. Cây bút vừa hiện ra kia tự nhiên là Thiên Nguyên bút. Chu Nguyên cong ngón tay búng ra, Thiên Nguyên bút bay lên, linh hoạt di chuyển vài vòng quanh người hắn, sau đó nhanh chóng biến to, hóa thành hình dạng giống như là một cây thương dài gần trượng. Nhìn qua Thiên Nguyên bút trôi nổi ở trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt của Chu Nguyên cũng trở nên ôn hòa, hắn nở nụ cười vui vẻ. Ông bạn già, ngươi theo sau ta cũng rất nhiều năm đi à nha. Bàn tay của Chu Nguyên nhẹ nhàng mơn trớn thân bút loang lổ rồi giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt của hắn có chút buồn bã. Hắn nói khẽ, năm đó, sau khi đi ra khỏi không gian kia, hiện nay, cũng chỉ có ngươi ở bên cạnh ta rồi. Năm đó, sau khi đi ra khỏi tòa không gian sư tôn thương uyên ẩn nấp kia, Chu Nguyên mang theo yêu yêu, thôn thôn cùng với Thiên Nguyên bút.
mà bây giờ, Yêu Yêu cùng Thôn Thôn đều đang tự phong bế, lâm vào ngủ say, bên cạnh của hắn cũng chỉ còn có Thiên Nguyên Bút mà thôi. Ông ông! Thiên Nguyên Bút có linh, khẽ chấn động, giống như là đang an ủi. Chu Nguyên lại lên tinh thần, cười nói, năm đó, lúc sư tôn thương uyên ban ngươi cho ta, ngươi cũng bị trọng thương, trở thành vật tầm thường. Lúc ấy, ta nhớ rằng mình đã nói qua, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ giúp cho ngươi trở lại đỉnh phong. Mà bây giờ, cũng là thời điểm cho danh vọng của Thiên Nguyên Bút lại lần nữa vang lên, vọng khắp mọi nơi chư thiên này rồi. Bàn tay của hắn, từ từ mơn trớn, mà ở những chỗ lòng bàn tay hắn xẹt qua, chỉ thấy được bên trên thân bút có từng nguyên văn cổ xưa, lục tục ngo ngoai trở nên sáng lên. Nguyên văn thứ nhất, văn võ. Nguyên văn thứ hai, ăn mòn. Nguyên văn thứ ba, vạn hóa. Nguyên văn thứ tư, vạn kình. Nguyên văn thứ năm, phá nguyên. Nguyên văn thứ sáu, thôn hồn. Nguyên văn thứ bảy, tấn chức. Nguyên văn thứ tám, nguyên hồn. Tám nguyên văn sáng rực lên, sức mạnh đáng sợ ngưng tụ thành tầng tầng thần vòng sáng. Trong mắt của Trung Nguyên hiện lên biểu cảm hồi ức, tám nguyên văn này đã chứng kiến mọi chuyện trên con đường tu luyện của hắn, từ lúc bát mạch sơ khai kia cho tới chủ nhân của một thiên vực hiện nay. Bàn tay của hắn mơn trớn nguyên văn thứ 9. Ông, giờ này khắc này, có nghìn vạn vầng sáng bắn ra, trong trời đất có nguyên khí mênh mông liên tục không ngừng hội tụ về phía Thiên Nguyên Bút. Trong trời đất có tiếng sấm rền nổ vang, ầm ầm chấn động khắp mọi nơi trong vùng không gian này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn từ bên trong Thiên Nguyên Bút bạo phát ra, bắn thẳng lên tận màn trời. Ở phía xa xa, vào lúc này, sắc mặt của Diễm Tu kia cũng nhanh chóng biến đổi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, sau khi hoàn toàn thức tỉnh, Thiên Nguyên Bút kia cũng không còn như trước nữa, bàn về vị giai cũng không kém hơn bàn cờ thiên la của hắn. Hơn nữa bàn cờ thiên la của hắn càng thiên hướng về quy tắc cùng với khả năng phòng ngự, nhưng Thiên Nguyên Bút này hiển nhiên là nặng về công phạt. Lúc này, Chu Nguyên vốn dĩ là đã chiếm được thượng phong, nếu như hắn có thêm thánh vật bực này tương trợ, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Mà trong khi sắc mặt của Diễm Tu còn đang không ngừng biến ảo, nguyên văn thứ 9 ở phía trên Thiên Nguyên Bút đã triệt để thắp sáng. Giờ này khắc này, Thánh Nguyên Minh từng đi theo sư tôn Thương Uyên chinh chiến rất nhiều năm rốt cục, cũng triệt để khôi phục vinh quang đã từng có. Bàn tay của Chu Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên Bút, hắn có thể nhận ra được cảm xúc vui mừng tung tăng, như chim sẻ truyền ra từ trong thân bút, mà bản thân hắn cũng bị lây nhiễm, trên khuôn mặt có nụ cười vui vẻ hiện ra đến. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đã tập trung vào Diễm Tu. Chỉ có điều, đối mặt với nụ cười tươi của Chu Nguyên, trong lòng của Diễm Tu kia lại cảm giác được một luồng ý lạnh rét thấu xương. Ngay sau đó, thân hình của hắn mãnh liệt hóa thành một vệt sáng phá không bay đi. Nhìn qua, hắn dĩ nhiên là ý định thoát đi tòa không gian này. Hiển nhiên là bản năng của thánh giả, lại để cho hắn đã nhận ra một loại khí tức nguy hiểm. Chu Nguyên lạnh lùng nhìn qua Diễm Tu đang trốn chạy, hai tay nắm chặt Thiên Nguyên Bút, sức mạnh mênh mông bàng bạc cuồn cuộn quán chú vào trong đó, chín nguyên văn sáng rực lên, chiếu sáng tất cả mọi nơi trong không gian này. Thiên Nguyên Bút, nguyên văn thứ 9. Sau khi giọng nói thì thầm của Chu Nguyên vang lên, mọi người chỉ thấy được ở chỗ nguyên văn thứ 9 kia có những tia sáng chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở chỗ ngòi bút, dường như là có thêm một điểm sáng giống như là nét mực màu đen hiện ra ở phía trên ngòi bút. Điểm sáng màu đen kia cực kỳ thuần túy, tựa hồ là ngay cả ánh sáng đều có thể bị cắn nuốt. Ánh mắt của Trung Nguyên dừng lại ở điểm đen có chút quỷ dị kia, sau đó chậm rãi mở miệng phun ra tên gọi của nguyên văn thứ 9 kia, Thiên Nguyên. Ông! Điểm sáng màu đen chóc ra khỏi ngòi bút, giống như là giọt nước rơi vào mặt hồ, lập tức tạo ra gợn sóng chập trùng, tiếp đó biến mất. Nhưng mà ngay khi nó vừa mới biến mất thì trong một cái chớp mắt kia, Diễm Tu sắp thoát ra không gian này đột nhiên dừng bước chân lại, con ngươi của hắn co rút nhanh, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía trước mặt mình, hư không nghiền nát, một điểm sáng màu đen lớn cỡ nắm tay từ trước mặt bay tới, đâm vào trên ngực của hắn. Hai bên va chạm không có bất kỳ âm thanh kinh thiên động địa gì, nhưng tất cả mọi người đều tỏ ra kinh hãi, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy, thân thể của Diễm Tu kia đột nhiên vào lúc này xuất hiện vặn vẹo. Điểm sáng màu đen kia giống như là lỗ đen ngay khi vừa mới tiếp xúc, thì đã lập tức nuốt chửng Diễm Tu rồi biến thành một quả cầu ánh sáng màu đen. Vào lúc này, thân hình của Chu Nguyên xuất hiện ở trước quả cầu ánh sáng màu đen kia. Hắn xòe bàn tay ra, quả cầu ánh sáng màu đen lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn, trong đó tối tăm thâm thúy, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được, ở chỗ sâu nhất bên trong quả cầu ánh sáng màu đen kia, Diễm Tu kia giống như là bị hải dương màu đen bao bọc, bất luận đối phương gào thét, giãy giụa như thế nào đều khó có thể tránh thoát. Trong không gian, thánh giả bên phía thánh tộc cùng chư thiên đều vì trận chiến giữa Trung Nguyên, cùng Diễm Tu mà ngừng tay, lúc ánh mắt của bọn họ nhìn qua bên này,
sắc mặt của tất cả đều biến đổi. Đây là thiên nguyên hắc giới. Chuyên Trúc nhìn qua quả cầu ánh sáng màu đen đang lơ lửng ở trên lòng bàn tay của Chu Nguyên, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Cái gọi là thiên nguyên hắc giới là do nguyên văn thứ 9 của thiên nguyên bút thiên nguyên diễn biến ra. Nghe nói nguyên văn thứ 9 này tự tạo thành một phương thế giới kỳ lạ, trong đó chỉ có bóng tối mà không còn bất cứ thứ gì khác, xem như một ngục giam đen tối. Ngục giam này có thể nhốt thánh giả. Ở thời kỳ viễn cổ cũng không thiếu thánh giả của thánh tộc bị nhốt trong đó, cho nên thiên nguyên hắc giới đã từng lưu lại hung danh hiển hách. Chỉ có điều, về sau, ở bên trong một lần đại chiến, người chấp trưởng thiên nguyên bút là Thương Uyên bị một vị cổ thánh của thánh tộc nhìn chằm chằm vào, người sau cầm một thánh vật tam liên không chỉ đả thương Thương Uyên, mà còn suýt chút nữa đã phá hủy thiên nguyên bút. Từ đó, thiên nguyên hắc giới mới theo thiên nguyên bút tàn phá mà dần dần mai danh ẩn tích ở trong chư thiên. Không nghĩ tới hôm nay, thiên nguyên hắc giới vậy mà lại có thể tái hiện ở dưới tay của Chu Nguyên. Đây là thiên nguyên hắc giới. Chu Nguyên, mặc dù thiên nguyên hắc giới có hung danh hiển hách nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời giam giữ ta. Chỉ cần chờ đến khi gia trì trên người của ngươi yếu bớt là ta có thể trực tiếp thoát khốn. Ngươi muốn mượn nhờ thiên nguyên hắc giới đến giết chết ta, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viễn vông. Quả cầu ánh sáng màu đen khẽ chấn động, loáng thoáng có tiếng gầm gừ của Diễm Tu truyền ra. Nghe thấy những câu nói này của Diễm Tu, ánh mắt của Trung Nguyên vẫn hờ hững như cũ, hắn thản nhiên nói, thiên nguyên hắc giới hoàn toàn chính xác là chỉ còn năng lực tạm thời giam giữ. Chỉ có điều nếu ngươi đã rơi xuống trong tay của ta, chẳng lẽ ta còn thiếu biện pháp xử lý ngươi hay sao? Ta nơi này có một bộ nguyên thuật, kỳ thật có thể nói là cực kỳ xứng đôi với thiên nguyên hắc giới. Hắn xòe bàn tay ra, hư không trong lòng bàn tay có chút vặn vẹo. Cuối cùng lại là có thêm một hồ lô cổ xưa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hồ lô kia tỏa ra khí tức cổ xưa mà nguyên thủy. Đúng là hỗn độn luyện thánh hồ. Thiên nguyên hắc giới có năng lực giam giữ tạm thời, mà hỗn độn luyện thánh hồ lại là có năng lực luyện hóa vạn vật. Cả hai cùng một chỗ quả thực tuyệt phối. Chu Nguyên cong ngón tay búng ra, quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi bay lên, sau đó từ từ rơi xuống chỗ miệng hỗn độn luyện thánh hồ. Mà lúc này, Diễm Tu bị nhốt ở bên trong thiên nguyên hắc giới, kia giống như là đã cảm giác được điều gì đó, hắn phát ra tiếng gào thét nổi giận mà điên cuồng. Chu Nguyên, ngươi không giết được ta. Ngươi chờ xem, trưởng lôi cổ thánh lập tức sẽ đến rồi. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ cứu ta đi ra. Khi đó, ta sẽ... Tiếng gầm gừ của Diễm Tu còn chưa hoàn toàn hết. Quả cầu ánh sáng màu đen đã chui vào đến trong hỗn độn luyện thánh hồ. Hết thảy âm thanh đều biến mất. Mà nhìn qua cảnh tượng này, bất luận là người trong đội ngũ của thánh tộc hay là chư thiên, đều không nhịn được nuốt nước bọt, ánh mắt rung động. Bọn họ minh bạch vị thánh giả, tên Diễm Tu có được danh vọng thật lớn ở bên trong thánh tộc này, e rằng hôm nay sẽ thật sự ngã ở trong tay Chu Nguyên. Chiến đấu giữa Chu Nguyên cùng Diễm Tu đã kết thúc, mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những cường giả bên phía chư thiên, cùng thánh tộc không thể nghi ngờ là đã mang đến rung động thật lớn. Bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng một vị thánh giả bị trấn áp. Hơn nữa vị thánh giả này không phải là ngụy thánh giả bị hai người Sở Thanh, Lý Thuần Quân liên thủ chém giết lúc trước kia có thể so sánh, mà là một gã thánh giả song liên cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Coi như là đặt ở trong thánh tộc có rất nhiều thánh giả, kia thì loại cường giả cấp độ này đều tuyệt đối xem như tầng thứ đỉnh tiêm kia. Ở trong thánh tộc, địa vị của những người này cũng gần với 7 vị cổ thánh. Nhưng mà hiện nay, nhân vật bậc này cũng bị Chu Nguyên giam giữ thậm chí trấn áp. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Chu Nguyên hiển nhiên còn muốn giết chết đối phương. Coi như là ở trong thánh tộc, một vị thánh giả song liên cảnh đỉnh phong hy sinh, cũng là tổn thất không có khả năng hoàn toàn bỏ qua. Mà chính là bởi vì biết rõ ràng phân lượng của chuyện này, cho nên cường giả của hai bên ở đây mới tỏ ra chấn động như vậy. Ô, vào lúc này, ở bên trong đội ngũ của thánh tộc đột nhiên có một âm thanh khác thường truyền ra, quanh quẩn ở khắp trong không gian. Mà sau khi nghe thấy âm thanh này, người trong đội ngũ của thánh tộc cũng bắt đầu giống như thủy triều lui lại. Hiển nhiên là sau khi tổn thất một vị thánh giả song liên cảnh đỉnh phong, bọn họ minh bạch lần tiến công này đã xem như là thất bại, nếu như tiếp tục tiến công thì chỉ sẽ tạo thành tổn thất càng lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, người bên phía Thương Huyền Thiên thì là bộc phát ra tiếng hoan hô vang trời, trong ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Chúng ta ở đây thật vất vả mới giải quyết một ngụy thánh giả, vậy mà hắn cũng đã có thể trấn áp thánh giả song liên cảnh đỉnh phong rồi. Sở Thanh cũng nhìn qua thân hình của Trung Nguyên, có chút cảm thán nói. Lý Thuần Quân cũng gật gật đầu, tuy rằng hiện nay hắn rốt cục đột phá đến thánh giả cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được chênh lệch còn tồn tại giữa bản thân và Trung Nguyên. Hai người các ngươi cũng đừng có người no không biết người chết đói rồi, các ngươi tốt xấu đều đột phá thánh giả cảnh, mà chúng ta còn xa xa mới được đấy. Ngay sau khi hắn vừa dứt lời thì từ bên cạnh, giọng nói tức giận của Tả Khâu Thanh Ngư truyền đến. Tất cả mọi người hội tụ đến. Mấy người Lý Khanh Thiền,
Lục La cũng đồng ý gật đầu, trong ánh mắt khi nhìn qua Sở Thanh, Lý Thuần Quân của các nàng có thêm biểu cảm hâm mộ không thèm che giấu. Dù sao thánh giả cảnh cũng là mục tiêu các nàng truy cầu suốt nửa đời, mà bây giờ, hai người này hiển nhiên là đã đi trước một bước các nàng. Sở Thanh lắc đầu, sắc mặt nặng nề, cũng không cần phải hâm mộ, lần này đột phá ngược lại để cho ta có chút tuyệt vọng. Làm sao vậy? Nghe thấy câu nói này của Sở Thanh, mọi người đều cảm thấy kinh hãi, khẩn trương nhìn về phía Sở Thanh, chẳng lẽ hắn đột phá xuất hiện vấn đề gì hay sao? Sở Thanh bi thống, bởi vì ta phát hiện cho dù đột phá thánh giả cảnh, tóc của ta vẫn không có dài trở lại. Cái đầu này còn có thể có cứu hay không đây? Mọi người trầm mặc. Mấy giây sau, dùng Lý Khanh Thiền cầm đầu, mấy nữ tử siết chặt nắm tay nhỏ, hung hăng nện vào trên cái đầu chọc trơn bóng của Sở Thanh. Người này thật sự là quá ghê tởm. Đối với vô số người trong thiên hạ này, đừng nói đột phá thánh giả cảnh không có tóc, coi như là không có da đầu thì bọn họ đều nguyện ý. Sở Thanh bị mọi người giận đánh một trận, mà hắn thì là ôm tóc ra khoa trương gào thét. Chuyện này làm cho bầu không khí vốn dĩ là có chút trầm ngưng giữa mọi người trở nên hòa hoãn rất nhiều, trên khuôn mặt đều xuất hiện mỉm cười. Các ngươi ở đây ngược lại là náo nhiệt. Nhưng mà vào lúc này, tiếng cười của Trung Nguyên đột nhiên truyền đến, chỉ thấy được thân hình của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước, trên mặt nở nụ cười tươi nhìn qua mọi người đang vui đùa ầm ĩ. Nhìn thấy hắn, mấy người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền lập tức vui mừng nở nụ cười tươi. Còn không có chúc mừng hai người các ngươi đã đột phá thánh giả cảnh. Chu Nguyên cười cười với mọi người, sau đó ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía Lý Thuần Quân, Sở Thanh. Sở Thanh vuốt vuốt cái đầu chọc trơn bóng của mình rồi cười nói, nếu như không phải Chu Nguyên, sư đệ dùng tạo hóa tháp kia giúp cho chúng ta tăng cường nội tình trong mấy năm, thì hai người chúng ta coi như là bị hành hạ đến chết đi sống lại, có lẽ cũng không có khả năng đột phá thánh giả. Lý Thuần Quân yên lặng gật đầu. Cũng vì thương huyền thiên ta. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chu Nguyên khoát tay áo, chợt trầm mặc mấy giây, nói, mặt khác, chuyện bốn vị trưởng môn. Các ngươi đều muốn nén bi thương. Mọi người cũng trầm mặc lại. Nhắc đến chuyện này, nụ cười tươi trên khuôn mặt tiêu sai tuấn giật của Sở Thanh cũng giảm bớt mấy, chợt hắn thở ra một hơi dài, nói, được rồi, những lão đầu tử này coi như là cầu gì được nấy rồi. Bọn họ kỳ thật rất rõ ràng, tiềm lực của bản thân đã hao hết, coi như là có tạo hóa tháp tồn tại, bọn họ cũng rất khó có thể đột phá thánh giả cảnh. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới dùng mệnh tương bác, muốn suy yếu nữ thánh giả kia, sáng tạo cơ hội cho chúng ta. Giọng nói có chút khàn khàn của Lý Thuần Quân vang lên, hiện nay chư thiên nguy nan, sự hy sinh này là điều không thể tránh được. Tương lai nếu như quả thật đã đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không chút do dự đi theo bước bọn họ. Những người khác cũng hốc mắt ửng đỏ, gật đầu. Thương huyền thiên sẽ không quên chiến công của bọn họ. Chu Nguyên nói khẽ. Mà khi bọn họ đang khi nói chuyện, đột nhiên có từng vệt sáng nhanh chóng hiện ra, đúng là 9 vị thánh giả do Chuyên Trúc cầm đầu. Mấy vị thánh giả ôm quyền đối với Chu Nguyên, trong ánh mắt đều hiện lên biểu cảm khâm phục, bọn họ cũng không ngờ Chu Nguyên lại có thể trấn áp ở một vị thánh giả song liên cảnh đỉnh phong. Chuyện này đủ để làm cho danh vọng của hắn ở trong chư thiên nâng cao một bước. Chu Nguyên sư đệ, đội ngũ của thánh tộc kia đã bỏ chạy rồi, tiếp theo đệ định làm thế nào? Chuyên Trúc hỏi. Nghe thấy câu nói này của Chuyên Trúc, trên mặt của Chu Nguyên lộ biểu cảm do dự. Mấy giây sau hắn thở ra một hơi thật dài, nói, ta định bỏ qua tuyến phòng ngự này, dẫn mọi người lui lại. Lời vừa nói, mấy vị thánh giả lập tức chấn động. Chuyên Trúc cũng có chút kinh ngạc, chúng ta không phải là đã giành chiến thắng hay sao? Như thế nào còn muốn vứt bỏ nơi này? Nơi này chính là một thứ không gian thông suốt bốn phương, nếu như rơi vào trong tay thánh tộc, bọn họ là có thể coi đây là ván cầu, nhanh chóng tiếp cận Thương Huyền Thiên. Nhắc đến việc này, sắc mặt của Trung Nguyên có chút trầm trọng, hắn nói, lúc trước ta lấy được chút tình báo từ Diễm Tu. Lần này, thánh tộc còn phái trưởng lôi cổ thánh đến đây, chỉ có điều vị cổ thánh này đi trước chính là chỗ phòng tuyến của Vạn Tổ Đại Tôn, cùng Tử Tiêu Đại Tôn. Nghe thấy câu nói này của Trung Nguyên, con ngươi của mấy người Chuyên Trúc, Sở Thanh, Lý Thuần Quân lập tức co rụt lại. Lần tấn công này không ngờ lại có cả cổ thánh tham dự. Như vậy Vạn Tổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn bên kia chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại cũng không biết, tiết điểm không gian phòng thủ của hai bên kia đến tột cùng là bị hủy diệt hay là bị chiếm cứ. Nếu như là hủy diệt thì còn tốt, có thể kéo dài một chút thời gian. Nhưng nếu như bị chiếm cứ rồi vậy thì đúng thật là một tin tức xấu. Bên kia đã hồi lâu không có tin tức truyền đến. Chỉ sợ đại khái là đình trệ rồi, mà vị trưởng lôi cổ thánh kia sau khi đắc thủ có lẽ cũng sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ chúng ta. Chu Nguyên mấp máy miệng, biểu cảm trên mặt trầm trọng. Một vị cổ thánh ra tay, đó tuyệt không phải là chuyện bọn họ có đủ khả năng chống cự, nếu như tử thủ thì cũng không sáng suốt. Mọi người trầm mặc,
Bầu không khí thoáng cái đã biến thành bị đè nén, niềm vui sướng, vì lúc trước đánh lui thánh tộc tiến công lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Chu Nguyên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, phân phó xuống dưới, bắt đầu lui lại, đồng thời làm tốt chuẩn bị công tác phá hủy không gian này. Hiện tại coi như là bọn họ muốn lui lại thì cũng phải hủy không gian này, chuyện này dù không thể gây tổn thất cho thánh tộc thì tối thiểu nhất là, cũng có thể kéo dài thời gian thánh tộc xâm lấn Thương Huyền Thiên. Nghe thấy câu nói này của Chu Nguyên, biểu cảm trên mặt của mấy người chuyên trúc đều trở nên đắng chát nhưng bọn họ vẫn gật đầu, mà bọn họ cũng rất nhanh đã tuyên bố mệnh lệnh này ra ngoài. Sau đó, khoảng ngoài ý muốn, mệnh lệnh này cũng đã khiến cho đội ngũ của Thương Huyền Thiên trong không gian này có chút bạo động. Chỉ có điều tuy rằng bọn họ không quá lý giải vì sao phải lui lại, nhưng cuối cùng ở dưới uy tín sâu đậm của Trung Nguyên, tất cả cũng đều chiếu theo mệnh lệnh làm việc. Đồng thời, có rất nhiều quyển trục nguyên văn ẩn chứa cường đại sức mạnh mênh mông bị nhét vào vách tường bốn phía của vùng không gian này, chuẩn bị để khi rời khỏi có thể kíp nổ phá hủy. Chu Nguyên đứng lơ lửng giữa hư không, hắn tay nâng luyện thánh hồ, ánh mắt nhìn qua đội ngũ bắt đầu chuẩn bị đâu vào đấy, tiến hành lui về phía sau, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hy vọng còn kịp. Một đống bừa bộn giữa không gian. Theo Chu Nguyên ban bố ra lệnh rút lui, đội ngũ bên phía Thương Huyền Thiên rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng, không gian thông đạo ở phía sau cấu trúc thành hình, đồng thời từng quyển trục ẩn chứa sức mạnh mênh mông, uy năng đáng sợ cũng được an trí ở các nơi trong vùng không gian này. Một khi những quyển trục này được kích nổ, uy năng của chúng đủ để phá hủy toàn bộ không gian này. Ở phía trước không gian thông đạo, Chu Nguyên đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng, kiểm tra những quyển trục kia một chút, cuối cùng không hề do dự, vung bàn tay lên, chuẩn bị kích nổ. Vâng. Ngay khi tiếng quát của hắn vừa dứt lập tức có rất nhiều hét đáp lại vang lên. Ngay sau đó, tất cả thánh giả đồng thời ra tay, những quyển trục kia lập tức bị kích hoạt. Rầm rầm. Trong một cái chớp mắt kia, tất cả mọi người có thể cảm giác được từng luồng sức mạnh hủy diệt làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía bạo phát ra và tràn ngập khắp trong không gian này. Hư không bắt đầu vặn vẹo, những luồng sức mạnh hủy diệt kia khuếch tán ra, hết thảy khu vực trong không gian đều bị san thành bình địa. Không gian này giống như là phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi sự hủy diệt tiến đến. Lui lại. Nhìn qua cảnh tượng này, Chu Nguyên biết được rất nhanh không gian này cũng sẽ bị triệt để phá hủy, vì vậy bắt đầu thông chi đội ngũ chuẩn bị lui lại. Nghe thấy câu nói này của Chu Nguyên, mọi người bên phía chư thiên cũng lục tục ngo ngoe bước vào không gian thông đạo. Chu Nguyên, Chuyên Trúc, Sở Thanh, Lý Thuần Quân cùng các vị thánh giả đứng ở cuối hàng để áp trận. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong không gian có sương mù mịt mờ tràn ngập, tựa như là một mảnh hỗn độn. Nhìn qua cảnh tượng này, lông mày của Chu Nguyên hơi nhíu lại, chợt hắn thổi một hơi, hơi thở của hắn lập tức hóa thành gió lớn quét ngang, thổi bay sương mù đang tràn ngập không gian kia. Trời đất lại lần nữa trở lên rõ ràng. Ngay sau đó, cảnh tượng thế giới tàn phá đã khắc sâu vào trong tầm mắt, nhưng sắc mặt của Chu Nguyên lúc này lại dần dần có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng không gian này đã đặc biệt tàn phá, lại cũng không bị chính thức phá hủy. Điều này hiển nhiên là không bình thường, bởi vì uy năng bạo phát từ những quyển trục được bọn họ lưu lại kia không có khả năng chỉ làm được một bước này. Chu Nguyên híp hai mắt lại. Ngay sau đó, hắn đạp mạnh chân xuống, một luồng sức mạnh mênh mông to lớn từ đỉnh đầu phóng lên trời, rồi hóa thành dòng nước lũ mênh mông, quét ngang qua trong không gian tàn phá này. Uỳnh! Chỉ có điều, ngay khi luồng sức mạnh mênh mông kia của Chu Nguyên sắp sửa va chạm với biên giới của vùng không gian này, thì chỗ hư không bên thế giới kia đột nhiên có một tia sét rất nhỏ thoáng hiện, tia sét mang theo tiếng sấm rền nổ vang, đón nhận luồng sức mạnh mênh mông của hắn đánh tới. Tiếng nổ không ngừng vang lên ở trong không gian này, luồng thánh nguyên cường hãn kia của Chu Nguyên không ngờ lại bị một tia sét nhỏ bé đánh tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mấy người chuyên trúc đều kịch liệt biến đổi. Vào lúc này, nội tâm của Trung Nguyên cũng đột nhiên trầm xuống, có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hắn như thế, ngoại trừ cổ thánh của thánh tộc thì còn có thể là ai? Hiển nhiên là vị trưởng lôi cổ thánh của thánh tộc kia đã đến. Rầm rầm. Nhưng mà vào lúc này, tiếng nổ vang trong trời đất vẫn không ngừng lại. Mấy người Trung Nguyên thấy được có hàng tỷ tia sét xuất hiện lập lòe ở trong hư không, tựa như là một con rồng giận dữ uốn lượn lưu chuyển. Cuối cùng, vô số tia sét đan xen vào nhau tạo thành một cánh cổng. Từ bên trong cánh cổng kia có một bóng người chậm rãi bước đi ra, bóng người kia cầm trong tay một chiếc lư đồng, trong đó giống như là có hàng tỷ tia sét đang gào thét, rung động cả bầu trời. Khi Chu Nguyên, Chuyên Trúc cùng mấy vị thánh giả nhìn thấy bóng người này, sắc mặt của tất cả đều đột nhiên biến đổi. Đó là trưởng lôi cổ thánh ư. Vào lúc này, trên khuôn mặt của mấy vị thánh giả ở đây đều hiện lên biểu cảm sợ hãi. Bảy vị cổ thánh của thánh tộc đều là những người có hung danh hiển hách, ai mà không biết. Và hiện tại, bên phía bọn họ, một phần lớn đều thánh giả nhất liên cảnh,
căn bản không có biện pháp chống lại một gã cổ thánh. Chính là ngươi đang giam giữ Diễm Tu phải không? Ở trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, một đôi con ngươi màu bạc kia của trưởng lôi cổ thánh, đạm mạc nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Hắn mới mở miệng, toàn bộ trời đất đều có tiếng sấm rền vang lên, vọng khắp mọi nơi, làm cho người ta cảm thấy thần hồn đều đang run rẩy. Ở bên trong thánh nguyên của ngươi ẩn chứa sức mạnh của Diễm Tu. Xem ra là do tác dụng của bàn cờ thiên la phải không? Diễm Tu này thật sự là thành cũng bởi vì cẩn thận mà bại cũng bởi vì cẩn thận. Đường đường là thánh giả song liên cảnh đỉnh phong, cứ trực tiếp dùng đại thế nghiền áp là được, hết lần này tới lần khác còn muốn dùng những thủ đoạn này. Cuối cùng khiến cho cả bản thân cũng thua mất. Trưởng lôi cổ thánh lắc đầu, con ngươi màu bạc của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, chợt hắn trầm giọng nói, thả người đi. Vào lúc này, sắc mặt của Trung Nguyên cực kỳ ngưng trọng nhưng hắn vẫn gằn giọng nói, trước tiên, ngươi phải để cho người của chúng ta rời khỏi nơi này đã. Nghe thấy yêu cầu này của Trung Nguyên, khóe miệng của trưởng lôi cổ thánh nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Ngay sau đó, hắn không có lại nói thêm cái gì, trong trời đất đột nhiên có vô số tia sét nhanh chóng hiện ra, những tia sét kia cường tráng như là các con rồng khổng lồ. Trong khi uốn lượn, chúng phóng thích ra sức mạnh đáng sợ không có cách nào để hình dung. Uỳnh! Vô số tia sét dung hợp cùng một chỗ, chỉ thấy được một bàn tay khổng lồ thuần túy do sấm sét biến thành hiện ra, rồi nhanh chóng từ phía trên đập xuống. Dưới uy lực của bàn tay sấm sét này, hết thảy đều bị hóa thành bột mịn. Loại sức mạnh này quá mức đáng sợ, ngay cả Trung Nguyên lúc này khi vẫn còn có sức mạnh của bàn cờ thiên la, ra chỉ đều cảm thấy sợ hãi đến mức da đầu run lên. Về phần mấy vị thánh giả khác cũng không có quá nhiều khác biệt, trong mắt tràn ngập biểu cảm sợ hãi cùng với bối rối. Chu Nguyên hít sâu một hơi rồi lập tức tiến lên một bước, sức mạnh mênh mông, hùng hồn bạo phát ra, muốn ngăn cản bàn tay sấm sét khổng lồ kia đánh xuống. Bởi vì hắn biết được, nếu như bàn tay sấm sét khổng lồ này rơi xuống, e rằng không gian thông đạo ở phía sau sẽ bị hủy diệt, tiếp theo tạo thành thương vong càng lớn. Mọi người đồng loạt ra tay hỗ trợ. Chuyên Trúc nhanh chóng ổn định tâm thần, hét to lên. Hắn hiểu được, với thực lực của Chu Nguyên, cho dù lúc này sức mạnh ra chỉ đến từ bàn cờ thiên la kia còn chưa kết thúc, nhưng mà vẫn rất khó thật sự chống lại một vị cổ thánh. Cho nên bọn họ phải hỗ trợ chia sẻ áp lực. Nghe thấy câu nói này của Chuyên Trúc, mấy vị thánh giả khác chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, vận chuyển sức mạnh mênh mông, muốn ra tay. Chỉ có điều, ngay khi mấy vị thánh giả sắp hợp lực nghênh tiếp bàn tay sấm sét khổng lồ kia, thì bọn họ đột nhiên nhìn thấy hư không ở phía trên vào lúc này bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó có thêm một bóng người già nua nhanh chóng hiện ra giữa không trung. Bóng người kia xuất hiện cực kỳ đột ngột. Thậm chí ngay cả mấy người Trung Nguyên đều không thể phát hiện hắn là khi nào xuất hiện, loại cảm giác này tựa như là hắn vốn dĩ đã đứng ở nơi đó rồi. Sau khi bóng người già nua kia xuất hiện, Chu Nguyên, mấy người Chuyên Trúc càng thấy kinh dị hơn vì bọn họ phát hiện, uy áp đáng sợ đến từ bàn tay sấm sét khổng lồ kia tựa, như là ở thời khắc này bị một ngọn núi cao nguy nga che mất rồi, áp lực trên thân mọi người lập tức giảm xuống. Cùng lúc đó, ở trong hư không kia có sương mù nồng đậm tràn ngập ra. Bên trong sương mù giống như là có tiếng nổ lớn truyền ra. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một chiếc cối xay khổng lồ hiện ra, cuối cùng vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp, va chạm cùng bàn tay sấm sét khổng lồ kia. Rầm rầm. Trong một cái chớp mắt kia, sóng xung kích mạnh mẽ hóa thành gió lốc khoách tán ra xung quanh. Ở dưới uy lực của sóng xung kích kia, không gian vốn dĩ là tàn phá này trong khoảnh khắc đã sụp đổ, tầng tầng không gian nghiền nát, hết thảy vật chất ở trong đó đều đang không ngừng tan thành mây khói. Mà đứng ở phía sau bóng người già nua kia, mấy người Trung Nguyên lại là hoàn toàn chưa từng bị sóng xung kích ảnh hưởng. Bọn họ có chút khiếp sợ nhìn qua phía trước, bởi vì bọn họ phát hiện, đòn tấn công đến từ trưởng lôi cổ thánh kia lại bị hóa giải rồi. Là vị cổ tôn nào của Quy Khư Thần Điện kịp thời chạy tới cứu viện chúng ta vậy? Có thánh giả kinh hỉ lên tiếng. Ngược lại là chỉ có Trung Nguyên cùng Chuyên Trúc có chút kinh hãi, và nghi hoặc liếc nhìn nhau một cái, bởi vì chiếc cối xay xuất hiện, từ trong sương mù kia làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Mà khi mấy người bọn họ còn đang kinh hỉ mà nghi hoặc, thì ở trong cánh cổng do hàng tỷ tia sét đan vào bên trên hư không kia, vào lúc này, sắc mặt của trưởng lôi cổ thánh cũng trầm xuống, tiếng nói giận dữ vang lên. Cổ tôn của chư thiên ư, ồ, ngươi thực sự không phải là Kim La, Đế Long, Xích Cơ. Vào lúc này, khuôn mặt của trưởng lôi cổ thánh cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Chợt hắn vung tay áo lên, lớp sương mù kia lập tức tan rã, mà bóng người già nua đang đứng lơ lửng giữa hư không kia cũng khắc sâu vào trong tầm mắt của mọi người. Ngươi là... Vào lúc này, con ngươi của trưởng lôi cổ thánh trợn tròn lên, giọng nói ẩn chứa sự khiếp sợ đột nhiên vang lên, vọng khắp mọi nơi. Thương Uyên, ngươi vậy mà thành công tiến vào thánh giả tam liên cảnh. Soạt. Lời vừa dứt, mấy vị thánh giả bên phía Thương Huyền Thiên đều mở to hai mắt, kinh hãi nhìn qua bóng người già nua vừa hiện thân tới cứu viện ở phía trước kia.
mà sau khi sửng sốt mất mấy giây, trên khuôn mặt của Chu Nguyên cùng Chuyên Trúc cũng có thêm biểu cảm mừng như điên hiện ra. Quả nhiên, người tới dĩ nhiên là sư tôn Thương Uyên. Ông đã thành công đột phá. Cái gì? Người kia lại là Thương Uyên đại tôn. Ông ấy đã đột phá đến thánh giả tam liên cảnh rồi sao? Tất nhiên là như vậy rồi. Nếu không, thì làm sao có khả năng chống đỡ được đòn tấn công của trưởng lôi cổ thánh kia? Ha ha ha, đây thật là trời phù hộ chư thiên ta. Ở sau lưng Chu Nguyên, sau khi khiếp sợ mấy giây, mấy vị thánh giả cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó liền không nhịn được vui sướng cười to, bởi vì bọn họ đều rõ ràng chư thiên có thêm một vị cổ tôn. Vậy áp lực ở trên vai bọn họ sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà hiện tại, trọng yếu nhất là nguy cơ ở nơi này của bọn họ cũng sẽ được hóa giải. Trưởng lôi, người đường đường là cổ thánh cần gì phải hạ mình đi đối phó mấy tiểu bối vậy? Mà trong khi mọi người còn đang kinh hỉ, bóng người già nua đứng ở hư không kia cũng mở miệng cười sang sảng. Ở trong cánh cổng bằng sấm sét kia, ánh mắt của trưởng lôi cổ thánh có chút lạnh lùng. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Thương Uyên, người sau đột phá đến thánh giả tam liên cảnh. Chuyện này đã hoàn toàn là vượt quá tình báo cùng dự kiến của thánh tộc. Bởi vì thánh thần đã từng thôi diễn qua, lấy khí vận của chư thiên này, sinh ra ba vị thánh giả tam liên cảnh đã coi như là một loại cực hạn nào đó. Nhưng hiện nay Thương Uyên không thể nghi ngờ là phá vỡ điều thánh thần thôi diễn. Điều này đại biểu cái gì? Khí vận của chư thiên bắt đầu tăng lên sao? Là bởi vì cái gì? Nghĩ đến đây, cảm xúc ở trong lòng của trưởng lôi cổ thánh lại càng khó bình ổn, giống như là sóng ngầm cuồn cuộn. Nhưng mà dù thế thì biểu cảm trên khuôn mặt của y vẫn như cũ là lạnh đến dọa người, hắn thản nhiên nói, không nghĩ tới chư thiên vậy mà lại xuất hiện vị cổ tôn thứ tư, hơn nữa người đột phá lại còn là Thương Uyên ngươi, ngươi thật đúng là người có phúc khí lớn. Thân hình của Thương Uyên nguyên bản có chút còng xuống, bây giờ thì là đã trở nên thẳng tắp, tai mắt vốn dĩ là thâm thúy cơ trí bây giờ càng lộ ra một cảm giác sâu không lường được. Ánh mắt của ông cũng nhìn thẳng vào trưởng lôi cổ thánh rồi ông cười nói, ta đích thật là có phúc khí lớn. Có hậu bối tốt, vượt qua ngàn vạn năm khổ tu. Trưởng lôi cổ thánh cau mày, hắn cảm giác trong lời nói của Thương Uyên ẩn chứa có hàm ý, chỉ có điều hắn cũng không có hứng thú hỏi nhiều, bởi vì hắn biết khi Thương Uyên đột phá đến thánh giả tam liên cảnh, đồng thời xuất hiện ở nơi này thì kế hoạch tiến công Thương Huyền Thiên của hắn cũng phải cải biến một chút. Thương Uyên, ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi, để Chu Nguyên giao diễm tu ra, nếu không chọc giận thánh tộc ta, Thương Huyền Thiên này sợ là không thủ được. Trưởng lôi cổ thánh lạnh nhạt lên tiếng. Thương Uyên cười nói, trưởng lôi, ngươi cần gì phải tỏ ra ngây thơ như vậy? Giữa chư thiên cùng thánh tộc, chẳng lẽ còn có bất kỳ chỗ trống nào để cứu vãn hay sao? Thả người, chẳng lẽ thánh tộc các ngươi liền sẽ không tiến công chư thiên hay sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà có thể làm, cho thánh tộc các ngươi giảm bớt một vị thánh giả song liên cảnh đỉnh phong, đối với chư thiên lại là một chuyện tốt cực lớn đó. Trưởng lôi cổ thánh lắc đầu, mặc dù ở trong thánh tộc ta, thánh giả song liên cảnh đỉnh phong đúng là có chút trọng lượng, nhưng thiếu một vị cũng không ảnh hưởng đến chênh lệch to lớn giữa thánh tộc cùng chư thiên. Chỉ có điều xem ra các ngươi là không có ý định thả người. Đã như vậy thì vẫn cứ đánh một trận trước đi. Trưởng lôi cổ thánh này hiển nhiên cũng là một người có tính tình nóng nảy, một lời không hợp chính là không còn nói nhảm. Ngay sau đó, ức vạn tia sét chấn động, tiếng sấm rền inh tai vang lên, trưởng lôi cổ thánh giơ tay lên, trong lòng bàn tay có nâng một chiếc lư đồng. Maha lôi tai. Sau khi giọng nói hờ hững của trưởng lôi cổ thánh vang lên, mọi người chỉ thấy, từ bên trong chiếc lư đồng kia đột nhiên có vô số tia sét sáng chói chui ra. Và mọi người cũng có thể cảm nhận được những tia sét kia là, do ngàn vạn loại lôi đình ngưng tụ, ẩn chứa ý cảnh hủy diệt cực đoan kinh khủng. Tia sét chút xuống, dường như hóa thành một dòng lũ sấm sét kéo dài vô tận, sau đó lấy một loại tư thái như muốn diệt thế cuốn tới chỗ Thương Uyên. Đòn tấn công kia tỏa ra khí thế quá mạnh mẽ. Ở phía sau Thương Uyên, biểu cảm trên mặt của mấy người Trung Nguyên, Chuyên Trúc cũng biến thành lo lắng, bởi vì bọn họ biết nếu như đổi lại mình thì e rằng có liên thủ đều khó mà ngăn cản. Hiển nhiên là đối mặt với vị cổ tôn mới tấn thăng này, trưởng lôi cổ thánh kia cũng dốc hết toàn lực, không còn bảo lưu. Nhìn qua dòng lũ sấm sét đang ùn ùn kéo tới kia, biểu cảm trên khuôn mặt của Thương Uyên cũng có chút ngưng trọng, chợt ông quay đầu, nói với mấy người Trung Nguyên, mọi người nhanh chóng thối lui, nơi đây giao cho ta tới. Mấy người Trung Nguyên cũng minh bạch bản thân dừng lại ở chỗ này ngược lại sẽ làm cho Thương Uyên bó tay bó chân. Thế là nghe thấy câu nói này của Thương Uyên, tất cả đều gật gật đầu rồi lập tức quay người bước vào trong không gian thông đạo kia, thân hình nhanh chóng biến mất. Trưởng lôi cổ thánh cũng không ngăn cản, bởi vì hắn minh bạch ngăn cản cũng vô dụng, hắn không có khả năng vòng qua Thương Uyên ra tay với mấy người Trung Uyên. Chỉ có điều, chuyện này cũng không vội, tuy rằng Diễm Tu bị trấn áp, nhưng thật sự muốn giết chết cũng cần một chút thời gian. Hiện tại, chuyện trọng yếu nhất mà bản thân cần làm vẫn là thử
thử xem thực lực của Thương Uyên này đã đạt đến tiêu chuẩn nào, chuyện này sẽ quyết định chiến lược công phạt của thánh tộc trong tương lai. Cho nên, ánh mắt của trưởng lôi cổ thánh chỉ là quét qua mấy người Trung Nguyên sau đó, cũng nhanh chóng thu hồi, tiếp theo ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Thương Uyên, dòng lũ sấm sét giống như diệt thế kia càng thêm cuồng bạo. Vào lúc này, biểu cảm trong ánh mắt của Thương Uyên cũng càng thêm ngưng trọng. Bởi vì ông cũng có thể cảm giác được rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong dòng lũ này, mênh mông đáng sợ cỡ nào. Ông không nói một lời, giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay có một con mắt dựng thẳng hiện ra, chợt con mắt chậm rãi mở ra. Trong một chớp mắt kia, có ức vạn vệt sáng bắn ra, chúng làm cho không chỉ có vùng không gian này sáng lên mà ngay cả mấy không gian khác ở gần đây đều bị vệt sáng xuyên thủng, ánh sáng chói mắt hiện lên. Khi mấy người Trung Nguyên đi ra khỏi không gian thông đạo đến bên kia thì bọn họ cũng lập tức cảm ứng được có rất nhiều luồng nguyên khí ba động cường đại khóa chặt bọn họ lại. Lúc bọn họ đưa ánh mắt nhìn qua thì thấy được từng bóng người đang đứng lơ lửng trên bầu trời bao vây không gian thông đạo ở nơi này, trong ánh mắt lộ ra sự cảnh giác, đề phòng. Chỉ có điều sau khi Trung Nguyên chuyên trúc hiện ra thân thể, những ánh mắt đề phòng kia liền nhanh chóng tán đi, tất cả những người đang đứng đều thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Trung Nguyên nhanh chóng nhận ra hai người trước đứng trước những thánh giả kia, chính là Vạn Tổ Đại Tôn cùng Tử Tiêu Đại Tôn. Chỉ có điều, vào lúc này, sắc mặt của hai người đều cũng không dễ nhìn. Trung Nguyên Thiên Chủ, tình huống bên tuyến phòng thủ của ngươi như thế nào? Tử Tiêu Đại Tôn dẫn đầu nghênh tiếp, hỏi. Trước đây, kẻ tấn công tuyến phòng thủ của ta là Diễm Tu của thánh tộc. Sau một trận chiến, ta đã giành chiến thắng, bắt giữ và trấn áp đối phương. Chỉ có điều về sau, trưởng lôi cổ thánh đột nhiên giết tới, cho nên chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Trung Nguyên cũng chưa từng che che lấp lấp, đơn giản sáng tỏ nói ngắn gọn chiến cuộc. Mà nghe xong miêu tả của Trung Nguyên, thân hình của Tử Tiêu Đại Tôn cùng Vạn Tổ Đại Tôn đều khẽ run lên, hiển nhiên là bọn họ cảm thấy cực kỳ bất ngờ với chiến quả này. Ở phía sau, Lục Liễu cùng các vị thánh giả kia thậm chí còn trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trung Nguyên. Ngươi nói cái gì? Ngươi bắt giữ cùng trấn áp Diễm Tu của thánh tộc? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Đối với tên tuổi của Diễm Tu, những thánh giả ở đây cũng không quá lạ lẫm, bởi vì đối phương chính là tồn tại có thực lực, cũng không kém hai vị đại tôn có uy tín lâu năm là Vạn Tổ, Tử Tiêu, ở trong thánh tộc kia, địa vị cũng gần với cổ thánh. Mà bây giờ, Chu Nguyên nói nhân vật bực này, lại bị hắn trấn áp. Nhìn qua bộ dáng của mọi người kia, Chu Nguyên cũng chỉ là cười cười, bàn tay hơi nhấc lên, luyện thánh hồ lô nhanh chóng hiện ra, ở trong đó còn không ngừng có tiếng gầm gừ của Diễm Tu đang truyền ra. Kỳ thật cũng chính là hắn tìm đường chết, bị chính bàn cờ thiên la kia của hắn hại. Chu Nguyên cười nói, cũng chưa từng khuếch đại năng lực của bản thân. Tử Tiêu Đại Tôn bình tĩnh quan sát Chu Nguyên một chút sau đó nói, mặc kệ thủ đoạn ra sao, ngươi có thể trấn áp Diễm Tu, cũng đủ để chứng minh năng lực của bản thân ngươi. Vạn Tổ Đại Tôn cũng trầm mặc một lát, trong ánh mắt khi lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên là đã có nhiều thêm một phần trịnh trọng. Mà Lục Liễu kia thậm chí còn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Chu Nguyên. Đúng rồi, trưởng lôi cổ thánh kia đâu? Có thể có truy sát đến đây hay không? Tử Tiêu Đại Tôn nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi. Hắn hẳn là không đuổi tới được. Lúc trước, ở thời khắc mấu chốt kia, Sư Tôn đột nhiên hiện thân, ngăn cản đối phương, bây giờ hai bên chắc vẫn còn đang chiến đấu. Chu Nguyên nói, Tử Tiêu cùng Vạn Tổ lại lần nữa sững sờ, chợt cả hai dường như đã minh bạch cái gì, trong mắt có biểu cảm chấn kinh đột nhiên hiện ra đến. Thương Uyên, hắn có thể ngăn cản trưởng lôi cổ thánh hay sao? Ý của ngươi là hắn đột phá thành công rồi ư? Chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy kinh còn mãnh liệt hơn việc Chu Nguyên trấn áp Diễm Tu gấp trăm lần. Ở một bên chuyên trúc gật gật đầu, nhếch miệng cười, đúng vậy, sư tôn hắn thành công đột phá đến thánh giả tam liên cảnh. Nghe thấy lời khẳng định của chuyên trúc, biểu cảm trên mặt Vạn Tổ Đại Tôn lập tức có chút hoảng hốt, Tử Tiêu Đại Tôn cùng với những vị thánh giả khác cũng lập tức nghẹn ngào. Bọn họ đều rõ ràng, lần đột phá này của Thương Uyên có ý nghĩa lớn đến mức nào. Rung động kéo dài thật lâu, mặc dù biểu cảm trong ánh mắt vẫn khá phức tạp, nhưng Tử Tiêu Đại Tôn hít một hơi một sâu, chợt khẽ cười nói, thật không nghĩ tới, vị cổ tôn thứ tư của Quy Khư Thần Điện vậy mà lại là lão gia hỏa này. Chỉ có điều cũng tốt, chuyện này cũng có thể giúp cho áp lực bên phía chúng ta nhỏ hơn rất nhiều. Chu Nguyên gật gật đầu, hỏi, tòa không gian bên ta bởi vì trưởng lôi cổ thánh kia can thiệp cho nên, còn chưa từng bị hủy sạch sẽ. Chẳng qua hiện nay sư tôn Thương Uyên cùng trưởng lôi cổ thánh đang chiến đấu, dư âm của trận chiến đấu kia hẳn là có thể phá hủy phần còn lại. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người Tử Tiêu, Vạn Tổ. Bên phái hai vị đại tôn thì sao? Tử Tiêu cùng Vạn Tổ xuất hiện ở đây cũng đại biểu cho tuyến phòng thủ của hai người đã thất thủ. Nhưng điều Chu Nguyên muốn hỏi là hai tòa không gian kia cuối cùng có bị phá hủy hay không? Nghe thấy câu hỏi này của Chu Nguyên, Tử Tiêu Đại Tôn nói,
Ta bên kia phá hủy kịp thời, ngược lại là hủy đến không còn một mảnh, hẳn là có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Sắc mặt của Vạn Tổ Đại Tôn có chút âm tình bất định, sau khi trầm mặc một lát, hắn mới nói, ta nơi đó là chỗ trưởng lôi cổ thánh xuất hiện đầu tiên. Lúc kia ta muốn phá hủy không gian đã không kịp, cho nên chỉ có thể dẫn người rút lui. Ta không có giữ vững. Nghe thấy câu nói này của Vạn Tổ Đại Tôn, biểu cảm trên mặt của mọi người đều có chút ảm đạm. Chỉ cần có chỗ không gian kia làm ván cầu, tiếp xuống đại quân của thánh tộc liền có thể đến nơi đây bằng tốc độ nhanh nhất. Mà nơi này đã tiếp cận với tầng không gian của Thương Huyền Thiên Nhất, có thể nói là phòng tuyến cuối cùng. Đây thật là một tin tức xấu. Trung Nguyên há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm thở dài một tiếng ở trong lòng. Hắn biết chuyện này cũng không trách được Vạn Tổ Đại Tôn. Đối phương có cổ thánh nhúng tay, không thủ được cũng là chuyện bình thường. Nếu như không phải sư tôn Thương Uyên chạy đến kịp thì bên phía hắn chỉ sợ, cũng chưa hẳn có thể thu thập sạch sẽ. Mọi người cũng không nên uể oải, dù sao chúng ta còn có tầng phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần toàn lực chú ý cũng tất nhiên có thể kéo một chút thời gian. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trấn an mọi người. Hiện tại, chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ đợi sư tôn Thương Uyên, chờ ông ấy trở về, lại thương lượng đi. Nghe thấy câu nói này của Chu Nguyên, mọi người cũng đều gật đầu. Lần này, ngay cả mấy người Vạn Tổ Đại Tôn, Lục Liễu đều trở nên trầm mặc, rất là biết điều. Mà lần chờ đợi này kéo dài đến tận 10 ngày sau vẫn chưa xong. Trong vòng 10 ngày này, ngược lại là cũng không có bất kỳ người nào của thánh tộc xâm phạm, nhưng mấy người Trung Nguyên lại là có thể mơ hồ cảm giác được, ở trong thứ không gian xa xôi kia tựa hồ là có sức mạnh cực kỳ mênh mông, đáng sợ đang không ngừng chấn động. Đó tất nhiên là Thương Uyên cùng trưởng lôi đang đấu pháp. Mà đợi đến ngày thứ 13, chấn động mênh mông, đáng sợ ở chỗ sâu trong hư không mới có chỗ yếu bớt. Chưa tới 2 ngày sau, thân hình của Thương Uyên mới xuất hiện ở trước mặt mấy người Trung Nguyên. Nhìn thấy Thương Uyên có chút mỏi mệt nhưng sức mạnh ở quanh người vẫn bành trướng, cuồng bạo giống như là vầng mặt trời, mấy người Trung Nguyên mới thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng. Định Hải thần châm này cuối cùng là đã trở về. Ta cùng trưởng lôi kia chiến đấu nửa tháng, hai bên xem như là đánh hết sức mình, chỉ có điều cuối cùng vẫn là không thể phân ra thắng bại, đến cuối cùng, chính là riêng phần mình thu tay lại rồi rời đi. Trên một đỉnh núi cao ngất, xuyên thấu tầng mây, Thương Uyên ngồi xếp bằng. Ông nhìn qua mấy người Vạn Tổ, Tử Tiêu, Trung Nguyên cùng các vị thánh giả đang ngồi phía dưới, sắc mặt ngưng trọng nói, tòa thứ không gian chỗ Trung Nguyên, phòng thủ kia đã bị dư âm từ trận chiến giữa ta cùng trưởng lôi cổ thánh, triệt để phá hủy, nhưng cũng tiếc là trong hai tòa không gian khác vẫn y nguyên có một chỗ đã rơi vào trong sự khống chế của thánh tộc. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, thánh tộc có lẽ sẽ tạm dừng việc tiến công Thương Huyền Thiên, bởi vì ta xuất hiện hẳn là nằm ngoài ý liệu của thánh tộc, đại quân tiến công Thương Huyền Thiên của bọn họ sợ rằng sẽ đứng trước tình huống sức mạnh chưa đủ, cho nên cần thời gian làm một chút điều chỉnh. Chỉ có điều loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chờ đến khi thánh tộc chuẩn bị sẵn sàng lại lần nữa bắt đầu tiến công, thì công kích kia sẽ mãnh liệt vượt xa lần này. Mà bây giờ, ở phía sau chúng ta chính là Thương Huyền Thiên, cho nên đây coi như là tầng phòng ngự cuối cùng. Nếu như lại bị thánh tộc đánh xuyên qua, như vậy Thương Huyền Thiên sẽ hóa thành chiến trường. Khi đó, chiến hỏa có thể sẽ phá hủy hơn phân nửa Thương Huyền Thiên, tạo thành cảnh tượng sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe thấy câu nói này của Thương Uyên, sắc mặt của mấy vị thánh giả ở đây đều trở nên nặng nề, đặc biệt là những thánh giả có xuất thân từ Thương Huyền Thiên như Trung Nguyên, Sở Thanh, Lý Thuần Quân. Vào lúc này, trên khuôn mặt của bọn họ giống như là mây đen dày đặc, tâm tư càng thêm chịu nặng. Bởi vì bọn họ đều hiểu để đại quân của thánh tộc xâm nhập vào trong Thương Huyền Thiên, vậy sẽ là hậu quả nặng nề bực nào. Ánh mắt của Thương Uyên cũng nhìn về phía mấy người Trung Nguyên, ông mở miệng trấn an, chỉ có điều các ngươi yên tâm, chư thiên là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Thương Huyền Thiên, bởi vì đối với chư thiên, loại hậu quả kia cũng khó có thể chịu đựng. Tiếp xuống thừa dịp thánh tộc tạm nghỉ, chúng ta nhất định phải chế tạo một tầng phòng tuyến cuối cùng này, vững như thành đồng để thánh tộc không thể tiến lên, dù là nửa bước. Ngoài ra ta cũng sẽ thông báo cho Quy Khư Thần Điện, để ba vị cổ tôn khác phái thêm mấy vị thánh giả đến trợ giúp. Bất kể như thế nào, tầng phòng tuyến này cũng không thể bị phá vỡ, chúng ta chỉ có tử thủ. Nói đến chỗ này, biểu cảm trên mặt Thương Uyên cũng trở nên nghiêm nghị, ông quay mặt về phía mọi người rồi ôm quyền, nói, Thương Huyền Thiên có thể giữ vững hay không, vẫn là phải xin nhờ chư vị. Nghe thấy câu nói này của Thương Uyên, các vị thánh giả ở đây cũng đều cung kính đáp lễ. Bây giờ, địa vị của Thương Uyên đã không còn giống như là dĩ vãng nữa, cho nên ngay cả người xưa nay không hợp mắt với ông như Vạn Tổ Đại Tôn im lặng đáp ứng dù sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hơn nữa tình huống hiện tại cực kỳ bất lợi đối với chư thiên. Vào lúc này, ở trước đại cục, ân oán cá nhân lớn hơn nữa đều phải bỏ qua một bên. Nếu như có người nào bốc lên nội đấu, tất nhiên là sẽ bị ngàn người chỉ trỏ,
vạn người phỉ nhổ. Thương Uyên lại lần nữa bàn giao mấy chuyện không quan trọng, sau đó liền để mấy vị thánh giả tán đi, chỉ bảo Chu Nguyên lưu lại. Chu Nguyên, cái thiên nguyên bút này ở trong tay của con cuối cùng là đã khôi phục vinh quang thuộc về nó, đây thật là một chuyện không dễ dàng. Biểu cảm trên mặt của Thương Uyên hòa hoãn lại, ông vui mừng cười nói với Chu Nguyên. Nghe thấy câu nói này của Thương Uyên, Chu Nguyên cũng cười một tiếng, nói, so sánh với việc sư tôn đột phá đến thánh giả tam liên cảnh, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Nói đến lần này còn phải cảm tạ sư tôn kịp thời đuổi tới, nếu không thì chỗ không gian phòng thủ của con chỉ sợ, cũng phải rơi vào trong tay trưởng lôi cổ thánh. Thương Uyên khoát tay áo, hắn nhìn qua vách núi bên ngoài biển mây thật dày kia, hỏi, con cảm thấy bên phía Thương Huyền Thiên cuối cùng có thể thủ được sao? Nghe thấy câu hỏi này của Thương Uyên, sắc mặt của Chu Nguyên cũng nghiêm lại. Vấn đề này quá mức nặng nề, nhưng hắn là thiên chủ của Thương Huyền Thiên, những người khác có thể rời đi, né tránh, hắn lại không có cách nào để né tránh. Thực lực tổng hợp của thánh tộc mạnh hơn chư thiên không ít, nếu như bọn họ quyết định bắt đầu đột phá từ Thương Huyền Thiên này. Con nghĩ Thương Huyền Thiên chỉ sợ là rất khó giữ vững. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Chu Nguyên mới mở miệng, vào lúc này giọng nói của hắn cũng có chút khàn khàn. Từ phương diện cảm tính, Chu Nguyên tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, nhưng nếu như dùng tuyệt đối lý trí đến phân tích thực lực của hai bên, thì cũng không khó để tinh ra được kết quả này. Kỳ thật lần này, nếu như không phải Thương Uyên đột nhiên đột phá, chỉ sợ lúc này trưởng lôi cổ thánh kia đã mang theo đại quân của thánh tộc đánh tới. Đối mặt với đại quân do một vị cổ thánh dẫn đầu, nói thật ra, Chu Nguyên cũng không cảm thấy dựa vào những người bên phía bọn họ thật sự có thể ngăn cản được. Nhưng hiện tại ngay cả khi đã có sư tôn Thương Uyên hiệp trợ, nhưng khi thánh tộc chuẩn bị sẵn sàng rồi tiến công thêm lần nữa, thì kết quả kia vẫn như cũ không có thay đổi quá lớn. Có lẽ, nhiều lắm thì bọn họ chỉ có thể dốc hết sức kéo dài thêm một chút thời gian thôi. Kết quả này mặc dù bi quan, tàn khốc, nhưng mà lại là sự thật. Thương Uyên nhìn qua Chu Nguyên, nói khẽ, con có lẽ cũng hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta dù làm gì thì cũng không thể thật sự ngăn cản được bước chân của thánh tộc. Bất luận là ở Thương Huyền Thiên này hay là những thiên vực khác, việc tất cả mọi người đang làm cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian. Mục đích kéo dài thời gian chính là chờ đợi. Thần linh đệ tam, thức tỉnh. Nghe Thương Uyên nhắc đến thần linh đệ tam, thân thể của Chu Nguyên cũng hơi run lên, ánh mắt thì là trở nên có chút phức tạp, bi thương. Bây giờ giữa chư thiên này, trừ hắn ra, chỉ sợ tất cả mọi người đều đang đợi thần linh đệ tam thức tỉnh. Nhưng mà chỉ có hắn là đang đợi cô gái gọi là yêu yêu kia. Có lẽ có một ngày, thật khi thần linh đệ tam thức tỉnh, chư thiên đều sẽ hoan hô cùng chúc mừng. Chỉ có chính hắn đang ngơ ngác, mờ mịt không biết làm sao khi nhìn qua cô gái đã từng khắc cốt minh tâm kia trở thành người xa lạ. Hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân phải làm thế nào để đối mặt với cảnh tượng kia. Nhìn qua khuôn mặt tựa như là đã mất đi thần thái của Chu Nguyên, trong mắt của Thương Uyên cũng hiện lên biểu cảm đau lòng cùng tự trách. Ông đương nhiên biết được loại cục diện kia đối với Chu Nguyên là tàn khốc bực nào. Hiện nay, ông đã cảm thấy hối hận không gì sánh được, bởi vì năm đó bản thân đã giao yêu yêu cho thiếu niên mới xâm nhập không gian đó. Nếu như không có một lần gặp gỡ kia thì cũng không có những thống khổ của bây giờ. Chu Nguyên, thực lực của thần linh đệ tam không phải là thứ ta và con có thể tưởng tượng. Nói đến đây, trên khuôn mặt già nua của Thương Uyên lộ ra một nụ cười đắng chát, con biết ta lần này đột phá là bởi vì cái gì hay không? Nghe thấy câu nói này của Thương Uyên, Chu Nguyên cũng lộ ra biểu cảm nghi hoặc, không phải sư tôn ngài tích lũy đã đủ lại tìm được thời cơ rồi đột phá hay sao? Thương Uyên hít một tiếng, nói, thánh giả tam liên cảnh có thể nói là tồn tại tuyệt đỉnh trên thế gian, chư thiên ta thông qua ngàn vạn năm tích lũy cũng chỉ có ba vị kia mà thôi. Ở dưới ba người, người cùng tầng thứ với ta cũng không hề ít, như mấy người vạn tổ, tử tiêu kia, bàn về nội tình bọn họ chưa chắc đã yếu hơn ta, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác ta lại có thể bước ra một bước kia? Thương Uyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, bởi vì một chén rượu mừng kia. Con ngươi của Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt cũng lướt qua biểu cảm chấn kinh, hắn trầm giọng nói, là chén rượu mừng mà yêu yêu kính cho ngài trong hôn lễ của chúng ta hay sao? Ngày đó, trong hôn lễ của Chu Nguyên cùng yêu yêu, Thương Uyên làm trưởng bối của yêu yêu, cùng Chu Kình, Tần Ngọc đều đã uống rượu mừng do yêu yêu tự tay dâng lên. Nghe ý tứ trong lời nói của Thương Uyên thì chính là một chén rượu mừng kia của yêu yêu, giúp cho ông bước ra một bước kia. Thương Uyên có chút buồn vô cớ, cũng có thể là một chén rượu đoạn quá khứ, uống xong một chén rượu này, nàng xem như triệt để trả ơn dưỡng dục năm đó của ta. Chu Nguyên, điều ta muốn nói chính là khi đó yêu yêu hiển nhiên là đang làm một chút chuẩn bị. Có lẽ, nàng đã có dự cảm gì đó, cho nên bất luận là chén rượu kính ta kia, hay là hôn lễ với con. Nói đến đây, Thương Uyên hơi trầm mặc lại mấy giây rồi mới gằn giọng, nói từng chữ, con, phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, không nên ôm quá nhiều chờ mong. Nghe đến đây, Chu Nguyên lập tức ngây ra,
đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua biển mây quay cuồng không nghỉ kia. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngồi xuống, đưa bàn tay lên vuốt khuôn mặt, hốc mắt đỏ bừng. Thương Uyên nhìn qua bóng lưng của Chu Nguyên. Năm đó cho dù là tám mạch mãi vẫn chưa mở, thiếu niên vẫn như cũ là luôn cười sán lạn kia bây giờ lại bị cuộc đời này ép đến ngã ba đường, để hắn quyết định một lần, một lựa chọn đủ để cho người ta cảm thấy đau khổ tột cùng. Giờ này khắc này, dù là tâm tính cứng rắn như Thương Uyên vậy đều không nhịn được mắng một tiếng, vận mệnh đáng chết này, tương lai này lại nên kết thúc như thế nào đây? Bởi vì Thương Uyên nửa đường giết ra cho nên, thánh tộc không thể không làm một chút điều chỉnh đối với chiến lược tấn công Thương Huyền Thiên. Chính vì thế, đúng như những gì Thương Uyên đã dự đoán, trong vòng nửa năm sau đó, chiến trường bên phía Thương Huyền Thiên ngược lại là trở nên bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Nhưng chính là loại bình tĩnh quá khác thường này ngược lại đã làm cho Thương Uyên, Chu Nguyên cùng các vị thánh giả càng cảm thấy như gặp đại địch. Bởi vì điều này nói rõ thánh tộc lần này, điều động một lượng người cùng vật tư khổng lồ, cho nên lúc này mới tạo thành thời gian bình tĩnh dài đến nửa năm. Mà một khi đợi đến thánh tộc điều động hoàn tất, như vậy Thương Huyền Thiên tất nhiên sẽ đứng trước một trận tiến công mạnh mẽ giống như bão tố để cho người ta cảm thấy ta khó mà thở được. Chỉ có điều cho dù biết được thánh tộc đang điều động đại quân, thì mấy người Chu Nguyên lại vẫn không làm được cái gì, bởi vì chênh lệch thực lực giữa hai bên là quá lớn, hơn nữa còn là địch mạnh ta yếu, bọn họ chỉ có thể ở vào trạng thái thủ thế bị động. Hiện tại, việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là dốc hết toàn lực bố trí ra tầng tầng nguyên văn kết giới, khiến cho một tầng phòng tuyến cuối cùng này trở thành tường đồng, vách sắt kín không kẽ hở, vững như thành đồng. Đồng thời Thương Uyên cũng lần nữa truyền tin về Quy Khư Thần Điện để cầu viện. Mà người bên phía Quy Khư Thần Điện hẳn là cũng minh bạch tầm quan trọng của chiến trường bên phía Thương Huyền Thiên, thế là phái ra một nhóm thánh giả còn có thể cơ động để mà đến trợ giúp. Mà ở trong đội quân chi viện này, Chu Nguyên còn thấy được ba người quen biết cũ. Chính là ba người Tô Ấu Vi, Võ Giao cùng Triệu Mục Thần trước đây đã tiến vào trong Quy Khư Sơn. Hiện tại, ba người đã thành công vượt ải trong Quy Khư Sơn, ở giữa sinh tử kia hoàn thành đột phá thánh giả cảnh. Đối với chuyện ba người đột phá, Chu Nguyên kỳ thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thiên phú cùng tiềm lực của bọn họ không hề thua kém Sở Thanh, Lý Thuần Quân, thậm chí nếu xét về một số góc độ thì họ còn vượt qua cả hai người kia nữa. Dù sao nếu như hai người Sở Thanh, Lý Thuần Quân không có Chu Nguyên lấy tạo hóa tháp vì bọn họ bổ khuyết được căn cơ, cho dù bây giờ có đại thế của trời đất gia trì thì muốn bước vào thánh giả cảnh, vẫn là sẽ khó khăn như cũ. Mà bởi vì phần lớn thời gian là tu luyện ở trong Hỗn Nguyên Thiên, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, ba người Tô Ấu Vi lại là không có lo lắng về tai họa ngầm kiểu này. Mà sau khi một đội quân chi viện cuối cùng của Quy Khư Thần Điện, đến thì ước chừng nửa năm sau, đội ngũ trinh thám đã báo nguy, đại quân của thánh tộc rốt cục giống như thủy triều vọt tới. Không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, chiến tranh tàn khốc lần nữa lại đột nhiên bạo phát. Máu và lửa đồng thời bùng lên. Lần này người dẫn đầu đại quân của thánh tộc vẫn như cũ là trưởng lôi cổ thánh, nhưng thế tấn công lần này của thánh tộc lại hung mãnh khốc liệt vượt xa lần trước. Bộ đội tinh nhuệ của thánh tộc giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào trong tầng phòng tuyến cuối cùng bên ngoài Thương Huyền Thiên này. Mà lúc này, kết giới siêu cấp do Chu Nguyên cùng các vị thánh giả bố trí trong suốt thời gian hơn nửa năm này, lập tức nghênh đón một lần trùng kích mạnh mẽ. Mượn nhờ kết giới siêu cấp tạo thành địa lợi, đội ngũ thủ hộ Thương Huyền Thiên cũng dễ dàng chặn lại lần tấn công đầu tiên của đội ngũ thánh tộc. Chỉ có điều thánh tộc cũng rất nhanh là đã ổn định trận cước, bắt đầu chuyển sang kế hoạch làm gì chắc đó, chậm rãi tiến lên, thế là từng tầng kết giới siêu cấp kia đã tranh chóng chuyển thành những cối xay thịt. Mỗi một tấc đất đều nhuộm máu tươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.